chương 251, anh chẳng có gì cả. Một chai lá pi không làm người ta say nổi, nhất là hai tử quỷ. Bọn lâm sở nhai không thể tin nổi trợn to hai mắt nhìn về phía trên sàn phòng khách, trên bàn trà, còn có trên ghế salon, có rất nhiều chai rượu đỏ hang mẫu nghiêng ngã. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tao anh kiệt chỉ vào những cái chai. Đừng nói, nhất định là tổng giám đốc trang chúng ta làm chuyện tốt. Lâm sở nhai ngơ ngác nói, bởi vì anh ấy không nở uống chai lớn, luôn dùng chai nhỏ giải quyết mình và người ta. Tiêu đồng nghe xong, lập tức có dự cảm không tốt, đi dọc theo từng chai rượu đỏ trên sàn, nhẹ nhàng đi lên phòng piano, lập tức vẫy mọi người đến xem. Bọn lâm sở nhai vội vàng xông qua, nhìn trên mặt chiếc piano ba chân khổng lồ, nằm một nam một nữ, nam chính là tổng giám đốc trang vĩ đại, tư thế tuyệt đẹp, anh đang nằm ở trên bụng mềm mại của một cô gái nhỏ, không cần nói cũng biết cô gái này nhất định là Đường Khả Hinh, cô cũng đang ngủ mơ màng, mặt nghiêng qua một bên, tay đặt ở trên gương mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên. Trời ạ, à, sao lại thế này? Lúc Lâm Sở Nhai nói lời này, thật ra khuôn mặt anh rất hưng phấn, bởi vì anh vốn là một người chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn có thể xảy ra chuyện gì? Tiêu Đồng nhìn Đường Khả Hinh thật đáng thương mà nằm ở trên mặt piano, bị một người đàn ông cao 1 m chín gối đầu trên bụng, cô cũng ngủ được, thật là cực phẩm cô cảm thán nói, nhất định là tối hôm qua đã xảy ra chuyện. Không thể nào, cô xem quần áo của bọn họ chỉnh tề, Tô Lạc Hoành rất cầm thú nói. Vẻ mặt tiêu đồng bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Tô Lạc Hoành nói, tôi nói, tối ngày hôm qua đường Khả Hinh đã xảy ra chuyện, cho nên cô ấy đau lòng khổ sở, tổng giám đốc mang cô ấy tới nơi này, uống rượu giải sầu. Tô Lạc Hoành cao mày nhìn về phía cô nói, ôi chao, đàn ông và phụ nữ suy nghĩ không giống nhau sao? mấy người bọn họ cùng nhau lặng lẽ tiến lên, vây quanh chiếc piano khổng lồ, nhẹ nhàng di chuyển, nhìn một nam một nữ này ngủ ngon lành. Tổng giám đốc chúng ta giống như một đứa trẻ nằm ở trong bụng mẹ, rất cảm động nha. Chấm ngoặc kép, lâm sở nhai đột nhiên xúc động, rất khích động nói. Audio điện tử võ tấn bền. Đám người cùng ngu ngốc nhìn về phía anh. Nhìn cái gì vậy, tôi nổi hứng làm thơ có được không? Lâm sở nhai cũng nhìn về phía mấy người ngu ngốc. Tôi thấy anh nổi thú tính thì có. Tô Lạc Hoành nói móc anh. Anh quá bị ổi. Lâm sở nhai tức giận nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Đừng tranh cãi nữa. Tiêu đồng có chút đau lòng nhìn bộ dáng tiêu tụy của khả Hinh Nói để cho cô ấy ngủ yên một lát. Tối hôm qua nhất định rất đau lòng. Mọi người nhanh rời lão đại đi. Đè ở trên bụng người ta chuyện như vậy cũng làm được. Khó trách tinh xuyên không thích anh ấy. Mẹ nó, thật nhiều người muốn đẻ anh ấy còn không được đấy. Tô Lạc Hoành lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh nhíu mày. Mấy tên cầm thú và tiêu đồng lập tức vèo một tiếng lách người chạy mất. Đường Khả Hinh nhất thời cảm giác eo của mình đau, thậm chí ở giữa bụng có một vật cứng đè nặng. Cô nhăn nhẹ khuôn mặt mệt mỏi tiêu tụy, thở dốc một hơi, mới vừa chuyển người, lại cảm thấy ở giữa bụng vẫn bị đè ép nặng nề. Hai tròng mắt đầy sương mù hơi lóe lên, cô chậm rãi mở mắt, trong mờ mịt nhìn thấy trời xanh mây trắng gần ngay trước mắt, Giống như mình đưa tay có thể chạm đến, cô lập tức tỉnh táo, hai mắt lim dim chớp chớp, cô không có nhìn lầm, đó là quả cầu thủy tinh, thậm chí phong cảnh ngoài cửa sổ được thu nhỏ lại, đem phong cảnh bên ngoài tạo thành một bán cầu khổng lồ vây quanh mình. Cô đột nhiên có chút kích động nở nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng, đều ở trong đáy mắt, tay giống như có thể chạm đến, cô chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé, đón lấy trời xanh mây trắng ấm áp vây quanh mình, đột nhiên nghĩ tới một câu nói, con người khi còn sống nếu muốn hạnh phúc, hãy đem phong cảnh tốt đẹp giấu ở trong lòng. Cô đột nhiên nở nụ cười, cười thật kích động, cảm thấy thân thể mình như trời xanh mây trắng nhẹ nhàng bay, một loại cảm giác hoàn toàn mới đi theo mình. Cô hưng phấn mới vừa muốn động đậy thân thể, nhưng vẫn cảm thấy ở giữa bụng nặng nề, cô nghiêng mặt sang bên nhìn về phía giữa bụng, lại thấy Trang Hạo Nhiên rất tao nhã nằm ở bên cạnh mình, thậm chí đầu của anh gối lên bụng của mình, mặt hướng về phía mình, lông mi thật dài, bao trùm mí mắt dưới, nghe nói đàn ông có lông mi thật dài rất trung thủy, không biết có đúng hay không. Cô nhớ tới chuyện anh yêu tinh xuyên, không nhịn được cười, nhìn sống mũi cao thẳng và bờ môi khiêu gợi của anh, người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, rất đẹp trai. Cô sâu kín nhìn anh, nhớ tới đêm qua anh ôm mình nằm ở trên đàn piano, có chút khiêu gợi cố chấp, nhìn mình nói, nằm tại đây, sáng sớm ngày mai, cô sẽ thấy niềm vui không tưởng tượng được. Cô nở nụ cười cảm động, lại ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng trong thế giới nho nhỏ của mình thật đẹp thật đẹp cô cười thật vui vẻ thậm chí lúc này cô thật sự cảm thấy mình hạnh phúc thật sự cảm thấy buông lỏng đó là trời cao biển rộng thời gian từng giờ từng phút trôi qua dưới bầu trời xanh mây trắng dần dần thay đổi hình dáng chợt có chú chim nhỏ bay qua dừng ở trước quả cầu thủy tinh nghiêng cái đầu đáng yêu rồi vỗ cánh bay đi sốt cuộc trang hạo nhiên đang trong cơn buồn ngủ mãnh liệt tỉnh giấc mở mắt ra nhìn về phía trời xanh mây trắng đều ở trong đáy mắt, anh cười khẽ một tiếng, vừa muốn xoay người, phát hiện trên piano chỉ có mình, bóng người nhỏ bé xinh đẹp không biết đi đâu, anh có chút ngạc nhiên đi xuống piano, chân không đi ra khỏi phòng piano, đột nhiên nghênh đón một làn gió biển, nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt, anh cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhưng nhìn cả phòng khách đều là trong chóng gió bảy màu xinh đẹp. Bọn chúng được cắm từng góc, khoái trá chuyển động màu sắc hạnh phúc, anh sướng sờ nhìn những bánh xe hạnh phúc này, không nhịn được nở nụ cười, lại một làn gió biển phất qua mặt, thậm chí anh ngửi thấy một mùi thơm cỏ lavender, mùi thơm này mang theo một chút ký ức, quấn lấy mình. Có một cô bé xinh đẹp, mặc váy trắng, buộc lên tóc đuôi ngựa thật cao, tay cầm trong chóng gió, xoay người về hướng mình nhẹ nhàng động lòng người vẫy tay một cái, cười rất ngọt ngào. Hai mắt của anh lộ ra dịu dàng, đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía trong chóng gió khắp phòng một lần nữa, so với mọi thứ xa hoa, cái này còn xinh đẹp hơn, rực rỡ hơn, mộng ảo hơn. Trên bàn trà có tờ giấy nhỏ màu tím bị con sư tử bằng ngọc đè lên đang theo gió bay bay. Anh có chút tò mò cầm tờ giấy nhỏ kia lên, nhìn trên mặt có nét chữ xinh đẹp viết, "Tôi nhìn thấy anh ngủ rất say cho nên tôi không có gọi anh, nhưng tôi lại biết anh tỉnh lại, có thể sẽ hơi nhức đầu, cho nên tôi tìm được một chút nguyên liệu ở trong tủ lạnh nấu một chút canh gà nhân sâm, đặt ở trên bàn ăn, tỉnh lại thì ăn một chút sẽ giải rượu rất tốt." Hôm nay Tôi muốn xin anh nghỉ một ngày, bởi vì tôi có một chút chuyện phải làm, tôi đi nha. Cảm ơn anh. Trang Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng, chuyển bước chân đi về phía phòng ăn, quả nhiên nhìn thấy một cái nồi hầm nhỏ màu trắng đặt ở trên bàn cơm, anh chớp mắt một cái, vươn tay mở nắp nồi hầm, quả nhiên trong nồi bay ra một mùi nhân sâm lẫn mùi gà thơm nồng nóng hổi, tràn vào lòng người làm cho tinh thần người ta phấn chấn, anh hài lòng mỉm cười. Đại sảnh khách sạn Á Châu Đường Khả Hinh yên tĩnh mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, có chút trột dạ đội nón kết màu trắng, đôi tay cắm ở trong túi áo, cúi đầu từng bước từng bước đi về phía trước. Lúc này tưởng thiên lỗi mới vừa từ câu lạc bộ ra ngoài, đang nghe Đông Anh nói cái gì, nhìn thấy Khả Hinh một mình yên tĩnh đi qua bên cạnh mình, muốn đi ra ngoài. Đường Khả Hinh, tưởng thiên lỗi đột nhiên xoay người, gọi cô lại. Đường Khả Hinh giống như không có nghe được, hai mắt trong trẻo lạnh lùng sải bước đi ra ngoài tưởng thiên lỗi nhìn bóng lưng cô vội vã anh im lặng không lên tiếng giơ tay bảo đông anh không cần đi theo một mình đuổi theo bước chân cô cất bước đi ra đại sảnh sau đó đón gió biển lẫm liệt đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ đuổi theo cô đi tới trước trạm xe buýt mới vừa muốn gọi cô lại thấy đường khả hinh đội mũ rất đáng yêu chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía mình anh dừng tại chỗ nhìn về phía bộ dáng cô rất trong sáng nhớ lại đêm qua cô rất xinh đẹp hấp dẫn anh vẫn còn chưa tỉnh hồn nhìn về phía cô hỏi tối hôm qua. Cô không sao chứ? Cho tôi mượn mấy đồng ngồi xe buýt, tôi không có tiền, đường khả hình nói thẳng. Tưởng thiên lỗi không nói gì, nhìn về phía cô, nói cô và tổng giám đốc trang vĩ đại ở chung một chỗ, tại sao ngày ngày không có tiền? Tôi và anh ở chung một chỗ, 100 đồng mua mấy cái bánh bao, anh cũng muốn hỏi tôi lấy lại 90 mấy đồng. Đường khả hình trả lời anh. Tưởng thiên lỗi nhìn cô. Cho mượn không? ánh mắt đường khả hình có chút nhàn nhạt, nhạt, nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, từ trong túi tây trang của mình, móc bóp ra, có chút tức giận rút ra 100 đồng đưa về phía cô. Cảm ơn, ngày mai tôi đi làm sẽ trả lại cho anh. Lần trước cô còn chưa có trả lại. Ồ, lần sau tôi trả một lúc 200. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nói xong, liền lạnh nhạt xoay người đón gió biển mãnh liệt, chuẩn bị đón xe buýt. Đường khả hình tưởng thiên lỗi lại gọi cô hơi cao giọng hỏi tối hôm qua cô không có sao chứ khả hinh quay đầu lại nhìn về phía tưởng thiên lỗi hai mắt lộ ra một chút lạnh lùng hỏi tối hôm qua tôi có chuyện gì tưởng thiên lỗi nhìn cô đường khả hinh cũng đón gió nhìn anh một lúc lâu biết xe buýt trước mặt sắp tới liền thật lòng nói với anh mọi chuyện tối hôm qua đều không có liên quan tới tôi nhưng tôi muốn nói với anh tôi không biết trong thế giới của anh rốt cuộc tình yêu là cái gì là có nhau một lần hay có nhau mãi mãi, là dắt tay của cô ấy hay ở xa xa nhìn cô ấy hạnh phúc. Mà tôi nhìn thấy các người không cam lòng muốn có nhau một lần, cũng không thể có nhau mãi mãi, cũng không thể dắt tay của cô ấy, cũng không thể ở phía xa xa chúc phúc cho cô ấy. Vậy tình yêu này của anh được xem là cái gì chứ? Nếu như có một ngày, anh và cô ấy đã già, sau đó quay đầu lại, các người nhớ lại cái gì đây? Tưởng thiên lỗi. Cô nhìn chầm chầm về phía anh, hỏi anh cũng nhìn chằm chằm về phía cô. Ánh mắt đường khả hình lộ ra một chút đau lòng, lại ngẩng lên đầu nhìn về phía anh nói, nếu tôi thật sự yêu một người. Tôi thấy anh ấy khổ sở và cô đơn, tôi sẽ cố gắng muốn có anh ấy. Hoặc là buông tay để cho anh ấy hạnh phúc, bởi vì chỉ cần anh ấy hạnh phúc, tôi có thể hạnh phúc. Hẹn gặp lại. Cô không nói hai lời, nhảy lên xe buýt, tìm một vị trí gần cửa sổ, nhìn về phía trước, xe chậm rãi chạy đi, không nhìn phía ngoài cửa sổ một lần nào tưởng thiên lỗi đứng ở bên ngoài xe buýt đón gió biển nhìn chiếc xe buýt màu trắng chạy đi hai mắt của anh lộ ra ánh sáng sâu thẳm đã đến phố nhỏ tây hoa đường khả hinh vẫn đội mũ cúi đầu nhàn nhạt, nhạt đi xuống xe dọc theo con đường mộc lan thật dài đạp tiên nắng mặt trời trên đất hơi mỉm cười từng bước từng bước đi về phía trước không ngờ mới vừa đi tới bên cạnh hồ sen có một bóng dáng thật dịu dàng chắn ở trước mặt của mình cô sướng sờ ngẩng đầu lên, đón gió mát, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ vẫn mặc tay trang đêm qua, vẻ mặt tiêu tụy đứng ở trước mặt của mình, thở dài một cái, mệt mỏi nói anh đợi em cả buổi tối, cho rằng cả đời này em cũng sẽ không trở lại. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu lên, sâu kín nhìn về phía anh. chương 252, rất nặng. Hồ sen gần vào thu, lá sen càng xanh biếc. Ánh mặt trời buổi trưa có vẻ rất sinh động phản chiếu giọt nước trên những lá sen, Hoa sen màu hồng đang nở rộ trong ngày hè một lần cuối cùng, cánh hoa và lá xòe ra, vô cùng xanh biếc. Trường tiểu học nơi xa đã tan học, rất nhiều học sinh tiểu học ào ào chạy ra ngoài, bọn chúng đều mặc váy nhỏ màu trắng hoặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu xanh dương, thật vui vẻ chạy ra sân trường, được ba mẹ dắt tay đi trên đường trở về nhà. Một bài hát tuổi thơ từ bên kia trường học truyền đến, giống như tạm biệt mùa hè. Đường khả hình vẫn tựa vào rào chắn hồ sen, đón gió lành lạnh hơi mỉm cười nhìn về phía những học sinh tiểu học không buồn không lo, nhớ tới khi còn bé, ba mẹ cũng từng đón mình và anh trai tan học như vậy. Tô Thủy Kỳ vẫn thật căng thẳng nhìn về phía đường khả hình, nhìn khuôn mặt nhã nhận trầm tính của cô đang nhìn về phía học sinh tiểu học trước mặt, nở nụ cười ôn nhu, tim của anh đau nhói, nhẹ nhàng gọi, khả hình. Đường khả hình quay đầu nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Tô Thủy Kỳ, đột nhiên mỉm cười, đáng, vâng. Chuyện tối hôm qua, anh vô cùng xin lỗi anh, anh nhất thời không có nghĩ tới tối hôm qua cô ấy lại xuất hiện đột ngột, anh. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ muốn giải thích, đột nhiên không biết giải thích thế nào, chỉ sâu kín nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Tô Thủy Kỳ, lạnh nhạt nói em biết. Em biết, Tô Thủy Kỳ căng thẳng và không hiểu nhìn về phía cô. Cô ấy tên tiệp sư đúng không? Cũng là ảnh hậu Ami đoạt giải quả cầu vàng. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lạnh nhạt nói. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh xoay người nhìn về phía hồ sen trước mặt, sâu kín cười nói cô ấy thật đẹp, thật đẹp. Nghe nói cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất phương Đông. Tô Thủy Kỳ nghe vậy, hai mắt đột nhiên mở đi, cũng xoay người im lặng nhìn về phía phương xa. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, có chút hiểu được, cười nói buổi tối trời mưa hôm đó, cô ấy đoạt giải rồi xuất hiện trước màn ảnh lớn. Cho nên anh mới hôn em, bởi vì trong lòng anh quá đau đớn, đúng không tô thủy kỳ nghe xong vội vàng nhìn về phía cô nói anh đường khả hinh gật đầu một cái hai mắt lộ ra nụ cười tha thứ nói em hiểu mà sốt cuộc em hiểu cái gì hiện tại tô thủy kỳ đã cực độ gấp gáp nhìn về phía đường khả hinh khó chịu nói bây giờ em có thể đừng xen vào việc của cô ấy hay không hiện tại anh chỉ quan tâm em anh biết rõ tối ngày hôm qua anh đã sai anh không nên đi một mình bỏ lại em để cho em một mình đối mặt những tân khách, anh thật sự. Tô Thủy Kỳ, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gọi anh. Tô Thủy Kỳ nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút đau lòng nhìn anh, thật lòng nói, mặc dù đối với tình yêu, em không quá quen thuộc, nhưng em biết, hận bao nhiêu là càng yêu bấy nhiêu. Cho dù anh có yêu cô ấy hay không, nhưng anh lo lắng cho cô ấy là sự thật, đối với chuyện tối hôm qua, em thật sự rất mệt mỏi nhưng em không trách anh, trên thế giới này cho dù em tức giận ai, em cũng sẽ không tức giận anh. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, đột nhiên tức giận nói, em nói cái gì? Ánh mắt đường khả hình thật dịu dàng nhìn về phía anh. Em nói trên thế giới này, cho dù em tức giận ai, em cũng sẽ không tức giận anh. Tô Thủy Kỳ có chút đau lòng hỏi. Hai mắt đường khả hình mở đi, hai tay vịn rào chắn, sắc mặt lộ ra bình tĩnh. Em, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ càng lúc càng tức giận nói, anh tình nguyện để em tức giận anh. Anh tình nguyện để em mắng anh, đánh anh, nhưng em không có cảm giác gì. Em cũng không biết tức giận, nói cách khác, đối với anh, em hoàn toàn không có cảm giác. Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn khuôn mặt Tô Thủy Kỳ căng thẳng, cô mỉm cười nói, tối hôm qua, quả thật em có chút tham lam. Tô Thủy Kỳ nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn về phía hồ sen xanh biết trước mặt, nói thật lòng của mình, em nhìn cả nhà của anh hòa thuận vui vẻ. ông nội thủ tướng đối với em rất tốt, còn gấp thức ăn cho em, chú và dì cũng rất tôn trọng em. chị của anh cũng rất quan tâm em. em có chút tham lam, tham lam ấm áp của gia đình anh, bởi vì cuộc đời em muốn cầu cũng cầu không được. tô thủy kỳ đau lòng nhìn cô nói, nếu em chấp nhận, bọn họ sẽ trở thành người nhà của em. bọn họ không phải là người nhà của em. chấm ngoặc kép đường khả hình quay đầu nhìn tô thủy kỳ nhớ tới lời của Tô Linh, cô thật lòng nhìn anh nói, bọn họ là người nhà của anh, mặc kệ anh dùng cách gì đối đãi với tình yêu, nhưng nhất định phải toàn tâm toàn ý quý trọng người nhà của anh, bởi vì có một số người, cả đời khát vọng cũng không có được hạnh phúc. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ cảm thấy lời nói Khả Hinh có chút kỳ lạ, liền gấp gáp nhìn về phía cô nói, rốt cuộc em muốn nói cái gì? Em muốn nói là, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh có chút không nở nhìn Tô Thủy Kỳ, thật lòng nói, nếu như có thể, anh lý trí một chút đối mặt với tình yêu của mình, đừng để cho ông nội, ba mẹ lo lắng, cũng đừng để cho chị gái lo lắng, vị tiệp sư tiểu thư kia, nếu anh vẫn thích cô ấy, hãy thành thật với lòng của mình. Bởi vì có đôi khi, yêu và không yêu, phải dựa vào bản năng sống trong cuộc đời của anh. Lúc cắt bánh ngọt, anh nhìn thấy cô ấy, lập tức bỏ lại em, em biết ngay người anh yêu là ai. Mà cuối cùng em cũng chỉ là bạn bè tốt nhất, chỉ kỹ tốt của anh. Điểm này không có thay đổi. Tô Thủy Kỳ nghe lời từ chối như vậy, trong lòng đau nhói, nhìn Đường Khả Hinh, nói: "Em đang từ chối anh sao? Em hy vọng anh không nên từ chối lòng mình, mà em có từ chối hay không đối với anh cũng không quan trọng." Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói: "Khả Hinh." Tô Thủy Kỳ lập tức nắm chặt bả vai của cô, để cho cô đối diện mình, đau lòng vội vàng nói: "Em đừng như vậy. Đêm hôm đó, anh hôn em, anh có cảm giác anh trở về cả buổi tối cũng không có ngủ được. Em cũng không có ngủ. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn anh, mỉm cười nói. Tô Thủy Kỳ sướng sờ, nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, thật lòng nói. Đêm hôm đó, em nhìn thấy anh bi thương nên cảm động. Cho tới bây giờ em cũng không biết. Thì ra một người bi thương có thể làm cảm động người khác. Nhưng đã qua rồi. Bởi vì một nụ hôn, so với quá khứ của anh thì chuyện của chúng ta không đáng nhắc tới. Em cũng không muốn nhắc lại. Nghĩa là sao? Tô Thủy Kỳ cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn ánh mắt anh như ánh sao, nhớ tới ba năm qua, anh làm hộ cho người yêu của mình, trong lòng của cô căng thẳng, lại nhớ tới lời nói của Tô Linh, hai mắt của cô chợt lóe, nói em hy vọng, sau này chúng ta không cần gặp lại nhau. Bởi vì trải qua tối hôm qua, sợi dây tình bạn của chúng ta đã đứt. Em vô ý tiếp nhận tình cảm của anh, cũng vô ý làm bạn bè với anh rốt cuộc em làm sao vậy? Tô Thủy Kỳ đột nhiên rất mất mát nhìn đường khả hình, đau lòng nói, điều này cũng không giống em. Cũng không giống lời của em nói. Đường khả hình nhìn Tô Thủy Kỳ, thật lòng nói, con người sẽ thay đổi, ba năm qua, cảm ơn anh đã từng giúp đỡ em, cũng cảm ơn anh đã từng động lòng với em, không ngại má trái em không trọn vẹn, cũng cảm ơn anh cho em một giấc mộng đẹp nhất, nhưng kể từ ba năm trước đây, sau khi má trái của em bị hủy, thật không có nghĩ tới muốn có nhau mãi mãi cùng người nào, em biết em không xứng với tình yêu, cũng không xứng có được anh. Tiếng nói bị tắt nghẽn. Cô sừng sốt. Tô Thủy Kỳ nắm chặt bả vai của cô, cúi người xuống, hôn môi của cô, nước mắt lăn xuống. Hai mắt đường khả hình trở đỏ bừng, hai tay buông thỏng ở một bên, mặt hơi ngẩng lên, cảm thấy người đàn ông trước mặt hôn lên môi của mình, nước mắt rơi vào khuôn mặt của mình, có chút ấm áp. Rất nhiều học sinh tiểu học đi qua bên cạnh bọn họ, cùng nhau rất kinh ngạc nhìn hai anh chị đang làm gì. Hai mắt Tô Thủy Kỳ chợt lóe, chậm rãi buông Đường Khả Hinh ra, nhìn hai mắt cô gái này rưng rưng, anh nghẹn ngào bi thương hỏi, nếu như tình yêu thật là bản năng, vậy bây giờ anh đang làm gì? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh, nước mắt lăn xuống. "Khả Hinh." chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nắm bả vai của cô, cúi xuống, rất đau lòng nói, "Không sai, vừa mới bắt đầu anh bị em hấp dẫn là bởi vì cô ấy." nhưng em không phải là cô ấy em cũng không có yêu cầu anh phẫu thuật cho em thậm chí cắt tóc em cũng rất thấp thỏm sợ nợ anh anh không biết bắt đầu từ lúc nào chỉ thích nhìn bóng lưng của em bởi vì em đi bộ rất đẹp bước chân nhẹ nhàng từng bước từng bước đi về phía trước có chút đáng thương còn có chút đáng yêu thật dịu dàng trong lòng của đường khả hinh đau nhói kích động nhìn anh tô thủy kỳ đau đến toàn thân run rẩy nước mắt kích động nhỏ xuống cố nén khổ sở, nói, anh vẫn luôn từ chối em, ba năm này anh vẫn luôn từ chối em là bởi vì anh sợ em là tiệp sư thứ hai, nhưng không biết một ngày nào đó, anh đột nhiên hiểu ra, mặc kệ em là cô ấy hay là em, anh đều tiếp nhận. Anh không biết ở trong lòng của anh cô ấy quan trọng như thế nào, nhưng hiện tại trong lòng của anh chỉ có em. Anh không dám nói yêu, bởi vì anh sợ chữ yêu quá nhẹ. Bởi vì em ở trong sinh mệnh của anh, rất nặng. Nước mắt đường khả hình lăn xuống, đau lòng nhìn anh tô thủy kỳ vội vàng nhìn đường khả hinh hối hận nghẹn ngào nói tha thứ cho anh đi khả hinh tha thứ cho anh đi thật ra anh muốn khôi phục má trái của em là vì bản thân em không phải vì anh bởi vì trong thế giới của anh em như thế nào cũng xinh đẹp nhất cho anh một cơ hội cho dù bây giờ em yêu anh hay không yêu anh cho anh một cơ hội chúng ta cùng nhau đi về phía tương lai vừa đi vừa nghỉ được không nước mắt đường khả hinh từng viên lăn xuống ánh mắt mê man nhìn đôi mắt bi thương của anh cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo vành nón im lặng bước đi khả hinh tô thủy kỳ đau lòng nhìn về phía cô nói thật không muốn cho anh một cơ hội sao đường khả hinh không lên tiếng chỉ mím chặt đôi môi mặc cho nước mắt từng viên lăn xuống rút lại đôi tay run rẩy cắm vào trong túi áo từng bước từng bước đi về phía trước khả hinh chấm ngoặc kép Tô Thủy Kỳ lại đau lòng rơi lệ gọi cô, nghẹn ngào hỏi, em thật nở bỏ anh sao? Thật bỏ được sao? Bóng lưng kia vẫn chậm rãi biến mất trên con đường Mộc Lan. chương 253, Xuân Hạ Thu Đông. Con đường rừng phong thật dài, dưới đất nổi lên tiếng mưa tí tách, lá cây rũ đầu, rơi xuống từng giọt nước mắt. Tô Thủy Kỳ một mình đi dọc theo con đường nhỏ, từng bước từng bước không mục đích đi về nhà, mặc cho gió mưa bay xuống ở trên người anh, anh cũng không chú ý, chỉ một mực bước đi nơi xa hồ sen, truyền đến âm thanh đặc biệt giống như cát rơi nhẹ. Nước mưa thấm ướt khuôn mặt của anh, bờ vai của anh, tây trang của anh, hai mắt anh nóng bỏng đỏ thắm, hơi thở cũng lộ ra ẩm ướt thật sâu, ánh mắt anh mờ mịt đi về phía trước, trong đầu vẫn là nụ cười ngọt ngào của khả hình, còn có chút bi thương làm cho người ta đau lòng, nước mắt kèm theo nước mưa, ấm áp và lạnh lẽo luân phiên nhau. Nơi xa có một bóng dáng màu tím đứng ở một đầu cầu treo, cả người cũng ướt đấm, cô đơn, mờ mịt, khi cô nghe được tiếng bước chân, cô vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy Tô Thủy Kỳ đã trở lại, cô vui mừng nở nụ cười, kéo đuôi váy ướt đẫm, đạp bụi cỏ xanh biếc, đón gió mưa chạy như bay đến trước mặt của anh, xuyên qua tiếng mưa rơi róc rách, gọi to Ricky. Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn Tiệp Sư lại xuất hiện tại trước mặt của mình một lần nữa, nước mưa tẩy rửa mặt của cô, không còn nhớ nổi, khuôn mặt cô đã từng bị phá hủy đáng sợ và bi thương đến cỡ nào, cô đã không còn là cô rồi tại sao đến bây giờ anh mới hiểu rõ ràng em tới làm gì lần đầu tiên anh nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp việt trần của cô trong lòng vẫn đau nước mắt tiệp dư lăn xuống nói anh đã quên em thật sao thật không cần em nữa sao thật muốn vứt bỏ em sao tô thủy kỳ đột nhiên mỉm cười hai mắt thoáng qua đau khổ khó tin bất đắc dĩ nhìn về phía cô gái trước mặt thở dài một hơi nói những lời này trong mấy năm này anh vẫn không ngừng hỏi mình, em đã quên anh thật sao? Thật không cần anh nữa sao? Thật muốn vứt bỏ anh sao? Em có muốn thật không? Em sai rồi, nhưng em đã trở về, em vẫn còn yêu anh. Em thật sự yêu anh. Bao nhiêu năm qua, em không để cho bất cứ người nào đụng em, bởi vì em biết, đời này kiếp này của em, mặc kệ thân thể của em hay trái tim em đều là của anh. Chấm ngoặc kép, tiệp sư khóc nói. Cho nên lòng của em và thân thể em cách xa anh chấm ngoặc kép tô thủy kỳ rơi nước mắt nghẹn ngào nhìn về phía cô gái trước mặt nói lúc ấy ra đi rất tuyệt tình thì không nên quay lại để cho lòng của anh còn có một chút ký ức tốt đẹp đối với em nhưng hôm nay em trở lại rốt cuộc lại để cho anh phát hiện em thật sự rất ích kỷ tại sao em ích kỷ như vậy em không chú ý đến hạnh phúc của anh sao cho nên em mới trở lại chấm ngoặc kép anh không cần em trở lại anh đã không còn yêu em chấm ngoặc kép tiệp dư đứng ở trong mưa đau lòng tuyệt vọng nhìn về phía anh, hai mắt xẹt qua không thể tin nổi nói, không thể nào. Anh đã từng nhìn trời thề, nói yêu em cả đời. Chấm ngoặc kép, cho nên bây giờ trời đất đã không tha cho anh rồi. Chấm ngoặc kép, khuôn mặt kiên nghị của Tô Thủy Kỳ xẹt qua đau lòng, bi thương nói, bây giờ trời đất đã không tha cho anh rồi, em vui vẻ chưa? Em vui vẻ chưa, nếu không phải bởi vì em xuất hiện, vạch trần nỗi khổ sở của anh, ngày hôm qua anh sẽ không luống cuống như vậy cũng sẽ không làm cho khả hình khổ sở như vậy. Chấm ngoặc kép, anh còn đau, không phải chứng minh anh yêu em sao? Tiệp sư khóc nói, Tô Thủy Kỳ chua xót nhìn về phía tiệp sư, đột nhiên tiến lên một bước, để cho mình nhìn rõ cô gái trước mặt, nhìn thật rõ ràng, mặc cho nước mưa rơi xuống trên người bọn họ, khổ sở rơi lệ nói, lúc anh ở trong đoạn tình yêu kia, trong lòng không chỉ có em, mà còn có bản thân anh. Anh vẫn đau là bởi vì lúc ấy anh bị tổn thương, lòng anh đau không phải chỉ vì tình yêu, mà còn vì bản thân anh. Chấm than ngoặc kép. Tiệp sư bật khóc nói, em không tin anh không còn yêu em nữa, em không tin. Em không tin, em không tin tình cảm của anh sẽ thay đổi. Nếu như em không có gìn giữ kỹ, thay đổi không phải là anh, mà là tình yêu của chúng ta. Chấm than ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ khổ sở nói, trong mấy năm này, mỗi một lần thở là một lần nhớ em, có lúc, tình nguyện ngừng thở, cũng không cần nhớ đến em anh khổ sở buông bỏ dao giải phẫu đi khỏi thế giới của em nhưng em đã vô hình dùng dây buộc chặt trái tim anh nửa đêm tỉnh lại nhìn về phía bóng đen trước mặt nhớ đến muốn phát điên nhưng em đã đi rồi anh vẫn không tin em sẽ đi khỏi anh anh nhớ nhung ở trong thân thể của anh không ngừng gào thét gào thét rất nhiều rất nhiều năm gào thét đến khản giọng gào thét đến cuộc sống mệt mỏi gào thét tê liệt rốt cuộc một ngày nào đó trong lòng của mình đã bình tĩnh bắt đầu trải qua cuộc sống của mình Lúc đó em có nghĩ tới vứt bỏ anh sẽ khổ sở như vậy sao? Thứ thống khổ nhất của tình yêu là yêu mà không thể yêu. Chấm ngoặc kép. Tiệp dư đau lòng nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, khóc nói, xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Một câu xin lỗi, em làm sao trả lại cho anh tình cảm nhớ nhung nhiều năm. Tô Thủy Kỳ nức nở nói, rốt cuộc bây giờ anh mới phát hiện, trong thế giới tình yêu, chỉ có một bên không ngừng cho thì nhất định sẽ mất đi người kia. Anh cũng sẽ mất đi tình yêu của mình anh nói xong hai mắt lạnh lẽo liền lách mình đi về phía trước tiệp sư lập tức nắm chặt tay của anh lại khóc nói cho em một cơ hội cho em thêm một cơ hội em cầu xin anh em cầu xin anh chỉ cần một cơ hội chấm ngoặc kép cô vừa khóc vừa lo sợ run rẩy quỳ gối trước mặt của tô thủy kỳ ngước mặt lên khóc nói em cầu xin anh ánh mắt tô thủy kỳ tức giận cúi đầu nhìn bộ dáng cô quỳ gối trong mưa rất thương cắn chặt răng nói em biết tình yêu là gì không em trông thấy tình yêu rồi sao? Nước mắt tiệp dư lăn xuống, nhìn về phía anh. Tình yêu là bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng, cơn mưa phùn dịu dàng, là xuân, hạ, thu, đông. Chấm ngoặc kép, anh đứng ở trong mưa, nhìn về phía hồ sen nơi xa, nhớ tới khả hình từng đứng dưới hoàng hôn, rất đáng yêu hái lá sen, quay đầu nhìn mình cười rất ngọt ngào, nhưng anh cảm nhận thật sâu khả hình bi thương. Anh lại rơi lệ sâu kín nói, tình yêu là mặt hồ sen, là buổi chiều hoàng hôn, là cơn gió ngọt ngào, là một chút ngọt ngào, một chút mong đợi. Tất cả những thứ này em vươn tay bắt được sao? Tiệp sư quỳ ngã xuống đất, đau lòng nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ đau lòng nhìn về phía hồ sen, nhớ tới mình đã từng ôm thân thể mềm mại của cô vào trong thế giới của mình, không cần ngôn ngữ vẫn có thể cảm thấy cô dịu dàng, cô ngọt ngào, cô bi thương, anh thật sự rất muốn cho cô gái này rất nhiều, muốn vuốt ve bi thương của cô. Nước mắt của anh từng viên lăn xuống, không nói gì nữa, cả người ướt đẫm đạp lên cầu treo đong đưa, đau lòng đi về phía trước, vừa đi vừa nói cho người phía sau, em bắt không được, mặc dù em bắt được người của anh, nhưng đã không còn là ánh trăng tròn năm đó rồi, trở về đi, từ nay anh không muốn gặp lại em nữa. Ricky, chấm ngoặc kép, tiệp dư quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc giống, đừng bỏ lại em, em sai rồi. Ricky, ngoặc kép, tô thủy kỳ không quay đầu lại, từng bước từng bước đi tới thế giới của mình em thật sự sai rồi. Anh đừng đi khỏi em, trong thế giới của em không thể không có anh. Em sai rồi, hôm nay em mới phát hiện, nếu không có tình yêu, em có thật nhiều, em cũng như không có gì. Ricky, chấm ngoặc kép, tiệp sư khổ sở bò dậy, muốn chạy tới phía trước, lại thấy hai bóng người đứng ở trong mưa, sắc mặt lạnh lẽo, rất nghiêm nghị nhìn về phía mình, lạnh lùng nói cô đi đi. Tiểu thư, tiệp sư nhìn về phía bọn họ, khổ sở nhìn về phía tô thủy kỳ đi lên bong thuyền, cũng không quay đầu lại, cô đau khổ gọi Ricky. Ngoặc kép. Đúng vậy, tình yêu là bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng, cơn mưa phùn dịu dàng, là xuân, hạ, thu, đông, nếu như cô không thể chờ đợi, nếu như cô không thể hy sinh, như vậy cuối cùng cô sẽ mất đi, cho dù cô đưa tay ra vẫn không thể bắt lấy những năm tháng vàng son. Ngôi lầu nhỏ cũng ướt đẫm. Đường khả hình vẫn mặc quần áo thể thao màu trắng kia, đội nón kết, chỉ lộ ra một phần chán, ngây ngốc đứng ở trước ban công, nhìn về phía ngọn đèn đường nhỏ bên cạnh cây mộc lan, bởi vì trời sáng cho nên nó cũng ướt đẫm rồi, nhưng không có ánh sáng, có vẻ rất tịch mịch. Cô lại nhớ tới đã từng có một đoạn thời gian, có một chiếc xe Land Rover màu đen dừng ở trước đèn đường, chiếu sáng lấp lánh, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn về phía trên ban công nhà mình, nở nụ cười ôn nhu, giờ đây cô nhìn về phía vị trí đó đã trông không. Nhã tuệ chậm rãi đi ra ban công, nhìn bóng dáng khả hình cô đơn, cô cũng thở dài một hơi, Đi về phía Khả Hinh, nói, cô thật muốn từ chối cậu chủ Tô sao? Chẳng lẽ không thể cho anh ấy một cơ hội sao? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ, mỉm cười nói, có lúc, ở trong thế giới tình cảm, bản thân mình không thể làm chủ, bởi vì thế giới của chúng ta là do rất nhiều người ta yêu tạo thành. Nhã Tuệ nghe vậy cũng hiểu được, ngẩng đầu nhìn mưa phùn thê lương cô tịch, rõ ràng cảm thấy một chút lạnh lẽo nói, trong khoảng thời gian này, ban ngày khô nóng hơn bình thường, cũng mau lạnh hơn bình thường nước mưa rõ ràng cũng nhiều hơn có phải mùa thu sắp tới rồi hay không tôi đột nhiên có chút hoài niệm ngày hè này chấm ngoặc kép đường khả hình cố ý nhìn về phía nhã tuệ nói có phải cô yêu rồi hay không à nhã tuệ quay đầu nhìn về phía đường khả hình cười nói cô nói cái gì tôi nói có phải cô yêu rồi hay không đường khả hình lại khẳng định nói nếu như một người cảm thán xuân hạ thu đông nhất định là yêu rồi phi thật là bậy bạ Đường khả hình phúc một tiếng, phì cười. Đúng rồi, hôm nay cô xin nghỉ làm gì? Nhã tuệ nhìn về phía đường khả hình, ngạc nhiên hỏi. Đường khả hình quay đầu, nhìn về phía nhã tuệ, đột nhiên nở nụ cười thần bí. chương 254, cảm giác an toàn. Đường phố náo nhiệt, dòng người chen chúc. Nhã tuệ ngơ ngác, tay cầm một phiếu ghi danh nhỏ, quay đầu nhìn về phía đường khả hình, trong tay của cô cũng cầm một phiếu ghi danh nhỏ, đang nhìn mình cười ngọt ngào, cô a hát một tiếng, có chút kinh ngạc nói, thật ghi danh à? Ừm, ghi danh thật, chấm than ngoặc kép, đường khả hình gật đầu. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, nhã tuệ nhìn về phía đường khả hình, ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn về phía nhã tuệ. Hai người đột nhiên rất vui vẻ nở nụ cười, cầm tờ phiếu nhỏ, đột nhiên xoay người, đi vào trường dạy lái xe ghi danh. Hai vị tiểu thư xinh đẹp lập tức đứng lên, nói với các cô, chào hai chị. Ngoặc kép, Chào cô, chúng tôi muốn đăng ký học lái xe, chúng ta muốn thi bằng lái. Trong lòng đường khả hình đột nhiên trở nên thật kích động, cầm phiếu ghi danh nhỏ, nghiêng người tới trước, nói với tiểu thư xinh đẹp. Đúng vậy, đúng vậy, nhã tuệ cũng lập tức gật đầu một cái. Tốt, chúng tôi có ba gói học phần, học cấp tốc 10.000, còn có một gói 5.700 đồng, nếu các chị muốn thi lại, trường lái xe chúng tôi sẽ miễn phí cho các chị. Gói thứ ba là 3.200 đồng nếu thi hỏng, tự trả lệ phí thi, bổ sung một lần 200 đồng, kỳ hạn là 2 năm, một tuần lễ học 3 tiết, tiểu thư xinh đẹp nói. Tôi muốn đăng ký gói thứ ba 3.200 đồng, nhã tuệ và khả hình cùng vui vẻ nói. Tốt, một tiểu thư xinh đẹp khác lập tức lấy hai bản kê khai, đặt xuống ở trước mặt hai người bọn họ, nói, mời hai chị điền vào hai bản kê khai này. Nếu như có chỗ không rõ, xin mời nói cho tôi biết. Nhưng, Hai chỉ chắc chắn muốn chọn gói cuối cùng sao? Tôi cảm thấy, chấm ngoặc kép. Chắc chắn, đường khả hinh vô cùng vui vẻ nhìn về phía tiểu thư xinh đẹp, nói chắc chắn chúng tôi làm sao có thể thi lại. Chúng tôi rất thông minh. Đúng vậy, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ hào hứng gật đầu, sau đó hai người giống như phát điên điền vào bảng kê khai gói thứ ba, tiếp theo đi đến sát phách, tiếp nhận kiểm tra thân thể, thị lực, bệnh mù màu, đều không có vấn đề. Sau đó nộp tiền xong, Thật vui vẻ cầm phiếu nhỏ đi ra ngoài, nghe tiểu thư xinh đẹp kia nói, thứ hai bắt đầu tiết thứ nhất, trên mặt của các cô cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Đúng rồi, Nhã Tuệ quay đầu, đứng ở trên đường phố náo nhiệt nhìn về phía Khả Hinh, cười hỏi, tại sao đột nhiên nghĩ đến xin nghỉ tới đây đăng ký học lái xe? Đường Khả Hinh mỉm cười, vươn tay kéo bả vai Nhã Tuệ, mỉm cười nói, cô không có nghe nói sao? Khi mất đi tình yêu thì mới phát hiện bản thân mới là quan trọng nhất cô mất đi tình yêu, mới biết tôi quan trọng à. Nhã tuệ trêu chọc cô. Thôi đi, tôi nói cô mất đi tình yêu, nhắc nhở cô, tôi quan trọng. Đường khả Hinh nói móc cô. Đi, nhã tuệ đẩy vai cô một cái. Đường khả Hinh cười đùa xong, mới thật lòng nhìn về phía cô bạn thân mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, cà vạt nhỏ màu đen, váy ngắn màu đen, mang giày bạch màu trắng, tóc dài xóa vai, hiện tại hơi gầy, càng lộ vẻ xinh đẹp tươi mát cô đau lòng nhìn về phía nhã tuệ nói, nhã tuệ. Chấm ngoặc kép. Hả, chuyện gì, nhã tuệ quay đầu, nhìn về phía khả hình. Đường khả hình thở dài một hơi, nói, nhiều năm qua, cô đã vất vả ở bên cạnh tôi, ngay cả tiếng yêu cũng không có cơ hội nói, còn rất mệt mỏi. Chấm ngoặc kép. Nhã tuệ bật cười nói, cô nói gì đấy? Nói những lời thật ngứa ngáy. Ghê tởm chết rồi. Thật mà, đường khả hình đau lòng nhìn về phía nhã tuệ nói, cảm ơn cô, Nhã tuệ, cô yên tâm, sau này tôi sẽ rất chăm chỉ làm việc, tuyệt đối không để cho cô thất vọng. Cô yên tâm. Nhã tuệ nhìn về phía đường khả hình đứng ở ánh mặt trời, đôi mắt to xinh đẹp, lấp lánh, cô đột nhiên mỉm cười nói, tốt. Tôi tin tưởng cô, tôi tin tưởng cô như tin tưởng bản thân mình. Hai người cùng nở nụ cười. Đường khả hình lập tức vươn tay, cất vào trong cánh tay nhã tuệ, từng bước từng bước hòa vào trong đám người náo nhiệt trên đường phố đi về phía trước, nói cực khổ lâu như vậy, bây giờ tôi lấy được tiền lương, đương nhiên tôi phải mua cho bạn bè tốt nhất của tôi món quà thật tốt, sau đó mua cho chú và dì món quà thật tốt. Đi, chỉ có mấy chục ngàn đã đắc ý rồi. Ôi chao, đường khả hình thật vui vẻ đi sát bên cạnh bản thân, đột nhiên kéo nhã tuệ vào một shop bán quần áo, thương hiệu gần đây cô rất thích. Này, nhã tuệ cười kéo đường khả hình nói, nơi này rất đắt đấy. Cô đừng làm càn, tôi không cần cô tặng quà cho tôi, quần áo của tôi rất nhiều, đi thôi, đường khả Hinh cố kéo nhã tuệ vào shop quần áo, nhanh chóng chọn cho cô rất nhiều trang phục mùa thu, còn mua một vài bộ quần áo mùa hè xinh đẹp được giảm giá, khả Hinh cũng chọn cho mình hai bộ giả vest xinh đẹp, mini zip, sau đó hai người cùng thay bộ đồ kiểu hải quân màu xanh dương đậm, váy ngắn xòe ra, giống như khi còn bé đi học, sách theo rất nhiều túi bảo vệ môi trường rực rỡ, thật vui vẻ đi ra ngoài. Vừa rồi đã tốn bao nhiêu tiền, cô đừng xài tiền linh tinh. Đi thôi, Đường Khả Hinh vui vẻ kéo Nhã Tuệ tiếp tục đi, sau đó lại xông vào một trung tâm thương mại thật lớn, mua cho Nhã Tuệ một bộ mỹ phẩm đắt tiền, sau đó mua cho cha mẹ của Nhã Tuệ rất nhiều bộ quần áo thu đông, lại vào siêu thị mua rất nhiều thuốc bổ, Nhã Tuệ ngăn cản cũng không được, cô mua một đống lớn để chung với quần áo, ngay tại cửa ra vào trung tâm thương mại, trực tiếp gọi cho chú Lưu chuyển phát đồ về quê cho bọn họ. Cô thiệt là Nhã Tuệ đứng ở trước một đống lớn quà tặng để chung trong quần áo hốc mắt hồng hồng nhìn về phía Khả Hinh, mắng cô cô nhận được số tiền kia rất vất vả đấy. Một chút cũng không vất vả, Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ cười nói, tôi lấy được khoản tiền này là do tên tưởng Thiên Lỗi kia hào phóng. Nhã Tuệ cố ý nhìn cô. Ai, Đường Khả Hinh chờ chuyển phát đến, nhìn thấy một đàn ông mặc quần áo du lịch, trong tay cầm một máy chụp hình lấy liền, đang nhìn xung quanh, đi về phía bên này, ánh mắt của cô sáng lên lập tức đi tới nói mấy câu với người đàn ông đẹp trai vóc dáng cao lớn mặc ti shirt màu vàng, quần lửng màu đen, đeo một túi du lịch thật to. Sau đó người đàn ông đẹp trai mỉm cười phong độ đáp lại, cô lập tức chạy như bay trở về, dắt nhã tuệ đang nghi ngờ không hiểu, nói, tới đây. Mau, chúng ta chụp tấm hình gửi cho chú và gì? Chấm than ngoặc kép. À, trai đẹp này là ai vậy? Nhã tuệ bị khả hình kéo đi vội, liền tò mò hỏi. Không biết, không biết, cô không biết người ta, còn nhờ người ta chụp hình cho cô. Ôi chao, anh ấy đồng ý là được rồi. Vậy cô thuyết phục người ta thế nào? Tôi nói tôi có bệnh tim, sắp chết. Phi, ha 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 ha, lừa gạt cô đó, đường khả hình cười to nói, tôi nói với anh ấy, hai chúng ta là bạn bè tốt nhất, muốn gửi một tấm hình về cho cha mẹ. Nhã tuệ cố ý chừng cô nói, sau này đừng đùa kiểu này, cô muốn giống như như mặt à. Được rồi, đường khả hình lập tức sắt nhã tuệ, hai người cùng nhau đứng ở trước đống quà tặng, kề đầu vào nhau, cười rất ngọt ngào, giơ tay thành dấu yê, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai giơ máy chụp hình trước mặt. Người đàn ông đẹp trai này mới vừa từ nước ngoài trở về, nhìn hai cô gái xinh đẹp rất đáng yêu, đứng ở dưới ánh mặt trời, cười rất rực rỡ, cũng vui vẻ chụp một tấm hình cho bọn họ, phía dưới máy chụp hình lập tức ra hình, anh lại nói thêm một tấm nữa. Từng người lưu làm kỷ niệm cho mình chương 254 đến 2, cảm giác an toàn 2. Tốt, Nhã Tuệ và Khả Hinh hai người rất thân mật ôm nhau, cười thật vui vẻ nói, cả tím. Đèn flash lóe lên, lại ra một tấm hình. Người đàn ông đẹp trai giao hai tấm hình cho họ. Cảm ơn anh. Không cần khách sáo, người đàn ông đẹp trai nhìn thoáng qua các cô, liền mỉm cười đi khỏi. Vừa đúng lúc, nhân viên công ty chuyển phát nhanh đã tới, hai người bọn họ vui vẻ gửi đồ về quê, cùng nhau điền địa chỉ gửi, thậm chí ở trong quần áo nhét vào một tấm hình chụp rất ngọt ngào, sau đó mới hài lòng nở nụ cười, nhìn chiếc xe chuyển phát nhanh vừa đi, Nhã Tuệ mới nhìn Khả Hinh cười nói, làm xong những việc này, tôi cũng khát muốn chết, tôi đi mua nước uống, sau đó đi ăn cơm. Chờ một chút, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh lập tức kéo Nhã Tuệ lại cười nói, chờ một chút rồi đi ăn cơm. Còn có người chưa tới. Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn về phía Khả Hinh hỏi, ai vậy? chẳng phải cô nhìn sẽ biết, đường khả hình nhìn về phía trước. Nhã tuệ xoay người lại, nhìn thấy Trần Mạn Hồng mặc một bộ đồ công sở màu đỏ thấm bó sát người, trang điểm tỉ mỉ, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đeo kính đen, mang túi sách Dior, màu đen, vừa đi trong nắng, vừa nhìn tiểu nhu ở sau lưng tức giận nói cô không có uống sữa à. Quạt không có một chút gió nào. Vâng, vâng vâng, tiểu nhu mặc váy ngắn cao bồi liền thân màu xanh dương, mang giày thể thao màu trắng, trải hai bím tóc đuôi sam, Bên trên còn ghim hai cái nơ bướm màu trắng, không biết có bao nhiêu nịnh nọt cầm cây quạt, vừa quạt gió cho Trần Mạn Hồng, vừa đi tới, nhìn thấy Nhã Tuệ và Khả Hinh, con người cô lập tức sáng lên, nhìn về phía họ ra sức ngoắc ngoắc tay. Họ, chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Khả Hinh. Đường Khả Hinh cười thật vui vẻ nói, "Ôi chao, tôi vào khách sạn Á Châu, khó được quản lý Trần và Tiểu Nhu chăm sóc tôi như vậy, tôi nhất định phải mời các cô ăn cơm." Hôm nay ăn cơm hát karaoke rồi đến ăn khuya đều là của tôi. A, à, Nhã tuệ kêu nhỏ. A à, cái gì a? À? Trần Mạn Hồng đi tới thở hổn hển nói, nơi này lại không cho phép lái xe, biết rõ lão nương ở khách sạn, đi làm mệt mỏi, còn hẹn gặp mặt ở nơi này. Tìm mệt muốn chết. Ôi chao, tôi sai rồi. Đường Khả Hinh lập tức cầm lấy cây quạt của Tiểu Nhu, quạt quạt gió cho Trần Mạn Hồng, lấy lòng nói quản lý. Chúng tôi chọn một quán ăn Trung Quốc mà chỉ thích ăn ở trên lầu trung tâm thương mại này. Hừ, không có việc gì lấy lòng. Trần Mạn Hồng có chút nghi ngờ nhìn về phía Khả Hinh nói, không phải cô sắp chết chứ? Dĩ nhiên không phải, thân thể tôi rất khỏe mạnh, đường Khả Hinh lập tức nói. Trần Mạn Hồng đột nhiên mỉm cười, hết sức phong tình vạn chủng mới vừa muốn gỡ mắt kính xuống, nhìn trung tâm thương mại này một chút, nhưng cũng đã bị ba cô gái kéo vào trung tâm thương mại, dọc theo đường mua đồ, Khả Hinh mua cho Tiểu Nhu mấy bộ quần áo, còn thuận tiện giúp người ta mua cho chị gái và hai em gái ba bộ quần áo, lại chọn một bộ quần áo cho ba mẹ người ta, nhưng không dám mua cho Trần Mạn Hồng, bởi vì cô biết mua không nổi, chỉ cười ha ha cùng đi lên phòng ăn, bốn cô gái ngồi ở phòng ăn cao nhất. Thưởng thức căn phòng độc lập xoay tròn, nhìn xuống phong cảnh khắp thành phố, thậm chí nhìn thấy được tầng lầu hội nghị của khách sạn Á Châu, bọn họ ồ một tiếng, vừa vui vẻ vẫy tay về phía khách sạn Á Châu, vừa vui vẻ ăn cơm. Lúc này màn ảnh lớn trong phòng cây TV đã sáng lên. Trần Mạn Hồng đột nhiên cầm microphone, nhấn ca khúc mình thích, cởi áo khoác của mình xuống, lộ ra một áo chẽn màu đen bó sát người, kéo búi tóc, tóc xóa quyến rũ xuống. Âm nhạc điên cuồng vang lên. Cô đột nhiên một mỉm cười, hấp dẫn quyến rũ quay đầu lại, nhìn về phía mọi người. Ba người Đường Khả Hinh cùng cầm đũa lên, kinh ngạc nhìn bộ dáng Trần Mạn Hồng rất phóng túng, đều có chút hoảng hốt. Âm nhạc kích động lại vang lên. Trần Mạn Hồng đột nhiên cầm microphone, nhìn về phía khách sạn Á Châu xúc động biểu diễn, trong tim của em chỉ có anh, không có anh ấy. Anh phải tin tình em không lừa dối, chỉ có anh mới là giấc mộng của em, chỉ có anh mới làm em thương nhớ. Trong tim của em chỉ có anh, không có anh ấy. Một viên sủi cảo, rất trong nước tương. Tiểu Nhu cầm đôi đũa trống không, nhìn quản lý phóng túng vừa khàn giọng hát bài này, vừa sexy và nhảy điên cuồng, bộ dáng kia rất sóc cô đột nhiên hoa một tiếng, vội vàng vỗ tay. Nhã tuệ và khả hình cũng chỉ ngây ngốc giơ tay, vỗ vỗ tay. Trong lòng của em chỉ có anh, không có anh ấy. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lại điên cuồng đưa chân dài khêu gợi, đạp ở trên ghế ngồi, cầm microphone, lại kích động hát anh phải tin tình em không lừa dối. Đôi mắt của em chỉ nhìn anh, lông mày em chỉ vẽ vì anh, chưa bao giờ vì anh ấy. Cô vừa hát, vừa xúc động, giống như muốn khóc rồi chị ấy hát ngược rồi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút ngây ngốc nhìn bộ dạng điên cuồng của Trần Mạn Hồng, nói. Đừng nhắc nhỡ cô ấy. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ cũng nhìn Trần Mạn Hồng, ngơ ngác nói. Trần Mạn Hồng vẫn nhìn về phía khách sạn Á Châu, say xưa hát ca khúc thích nhất nhiều năm qua, nhớ tới khuôn mặt đẹp trai của Tào Anh Kiệt. Cô đột nhiên cầm một ly rượu trắng trước mặt, uống ửng ực vào bụng, rồi hát chỉ có anh mới làm em nhớ thương, trong tim của em không có anh ấy bản nhạc nhanh chóng kết thúc. Ly rượu trắng bột một tiếng, nện ở trên bàn ăn. Nhã tuệ giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Mạn Hồng đã ngồi xuống, thở mạnh một hơi, nhìn về phía ba cô gái, hơi say chỉ vào lưu nhã tuệ nói cô. Năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi, 26, chấm ngoặc kép, lưu nhã tuệ nhìn cô, vẫn ngoan ngoãn trả lời. Hắc, 26, Trần Mạn Hồng cúi đầu, đọc chữ này, có chút bi thương nói, nếu cho tôi quay lại 3 năm. Chị nhất định không cần sự nghiệp, chị nhất định phải nắm giữ tuổi thanh xuân, tìm đàn ông gả đi." Ba cô gái ngơ ngác nhìn về phía cô. Trần Mạn Hồng vừa nhắc tới ex boyfriend, cô đã tức giận nói, "Nhưng tìm đàn ông gả có ích lợi gì? Tất cả đàn ông đều không phải là thứ tốt, không kiếm được tiền thì coi thường cô, kiếm quá nhiều tiền, mẹ nó, lòng tự ái bị tổn thương. Chị đây làm sao sống? Các người nói đi, điều này công bằng với tôi sao?" làm cho tôi thất vọng đối với tình yêu đến bây giờ hoa tàn ít bướm cái gì mà vĩnh viễn sánh cùng trời đất phát đi lời thế vĩnh viễn sánh cùng trời đất giống như gã đàn ông xấu xa ăn hamburger ở một tiếng bọn họ đều là thứ không biết xấu hổ chị không có bọn họ vẫn sống được bây giờ không phải tôi sống rất tốt sao muốn ăn thì ăn muốn ngủ đi ngủ muốn tìm người thì tùy tiện muốn tìm đàn ông tôi không gọi được một con vịt à tiểu nhu chừng con ngươi há to mồm nhìn về phía cô. Cô nhìn cái gì? Trần Mạn Hồng chỉ về phía Tiểu Nhu, nổi giận nói cô đừng cho rằng cô trẻ tuổi thì cô rất giỏi. Chị cũng có lúc như thế, khi đó, hồn nhiên ngây thơ, Valentine tặng hoa cúc cho tôi, tôi cũng vui vẻ. Hừ, ai không già, các người không à, các người ai cũng sẽ có 30 tuổi đấy. Một độ tuổi đẹp như vậy, rốt cuộc nên hiến tặng cho sự nghiệp, hay hiến tặng cho tình yêu. Các người đã nghĩ tốt chưa? Không thể cùng nghĩ cùng lúc sao, Nhã Tuệ muốn nói chuyện. Nghĩ cùng lúc, Trần Mạn Hồng trừng nhìn về phía Nhã Tuệ, tức giận nói, cô nói cho tôi biết, bây giờ cô 26 tuổi rồi, bên cạnh cô có con ruồi được nào chưa? Không có, không có, chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Đúng vậy, Trần Mạn Hồng tức giận nói, nếu cô bớt một nửa thời gian làm việc, lang thang trên đường phố, sẽ tìm được đàn ông không? Nhã Tuệ không nói nên lời nhìn bộ dáng say rượu của Trần Mạn Hồng, bật cười nói có khoa trương như vậy sao? Trên thế giới này, kiểu phụ nữ gì thua thiệt nhất, mọi người biết không? Trần Mạn Hồng tuyệt vọng nhìn về phía họ. Ba người khả hình cùng ngây ngốc nhìn về phía cô. Chính là người giống như chúng ta, đem toàn bộ tinh thần và thể xác giao cho công việc, thua thiệt nhất. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng vỗ lồng ngực của mình, lại tức giận nói, lúc cô còn trẻ, có thành tựu, người khác sẽ hâm mộ cô, cô già rồi, có thành tích, người khác sẽ châm biếm cô. Tào Ngọc Tinh chết tiệt kia, cô ấy rất hả hê như vậy không phải bởi vì hơn tôi một ông chồng sao. Hàng ngày bản tiểu thư bị người ta gọi là bà cô ấy chồng. Phi, xem thường tôi không tìm được đàn ông tốt hả, nếu không phải tôi dồn hết tâm trí vào công việc, cuộc đời của tôi có thảm đảm như vậy sao? Chồng cô ấy, rất lùn, rất xấu xí như thế, cô ấy lại dám dắt tới cho bản tiểu thư nhìn còn dương dương đắc ý với tôi. Nhưng không phải quản lý tào thích chị sao? Tiểu Nhu vội vàng nói. Bản tiểu thư lớn tuổi, không có sức chơi với em trai nhỏ. Tôi muốn kết hôn, hiểu chưa? Tôi muốn có một gia đình. Tào Anh Kiệt kia là loại đàn ông trao gửi thân suốt đời được sao? Lông cậu ta còn chưa mọc dài, theo đuổi bản tiểu thư. Lúc tôi 40 tuổi, cậu ta mới 38. Tôi làm sao có thể lấy loại đàn ông này làm chồng, ngộ nhớ bị người mắng tôi trâu già ăn cỏ non thì làm thế nào. Tôi cũng đâu có thua kém cô gái cái gì, chỉ thiếu cảm giác an toàn. Trần Mạn Hồng say rượu gào lên. Mạn Hồng, cô say rồi, chấm ngoặc kép, nhã tuệ vội vàng nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói. Bây giờ cô chớ đắc ý, chưa tới hai năm, người say là cô đấy. Ánh mắt Trần Mạn Hồng nóng lên, nhìn về phía nhã tuệ, gào xong những lời này, đột nhiên gục đầu xuống đập trên bàn cơm, nín thinh. Quản lý, chấm than ngoặc kép, Tiểu Nhu và Nhã Tuệ cùng căng thẳng chạy về phía cô. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, nghe xong, ánh mắt của cô đột nhiên sáng lên. Chương 255, đi hay không đi? Không muốn cô đỡ tôi, tôi không cần người khác đỡ, tôi muốn tự mình đi. Giữa ban ngày ban mặt ở trước mắt bao nhiêu người, Trần Mạn Hồng lắc lư đang bị bọn Nhã Tuệ nhét vào taxi, chạy thẳng tới chung cư nhà Mạn Hồng. Các người đưa tôi về làm gì? Tôi muốn đi uống rượu. Trần Mạn Hồng không nói nữa, muốn đẩy mọi người ra, lúc taxi đang chạy trên đường, muốn đẩy cửa đi ra ngoài, nhã tuệ và tiểu nhu hoảng sợ, vội vàng vịn người cô, căng thẳng gọi, quản lý. Chị đừng như vậy, đàn ông nào cũng như vậy, lúc muốn hôn cô thì gián sát, nhưng đến lúc vứt bỏ cô, hay lúc muốn cứu vãn thì không nói vậy. Trần Mạn Hồng đột nhiên ôm lấy nhã tuệ, tha hồ khóc giống. Được được được, tất cả đàn ông đều là đồ tồi, chỉ có Mạn Hồng chúng ta cao quý nhất. Nhã tuệ bất đắc dĩ ôm Trần Mạn Hồng, vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, thở dài. Đường Khả Hinh cũng ngồi ở kế bên tài xế vị, vẻ mặt căng thẳng nhìn bộ dáng Trần Mạn Hồng tiêu tụy đáng thương, lại nhìn về phía Nhã tuệ vẫn còn trẻ tuổi, hai mắt của cô lộ ra ánh sáng kiên quyết. Lúc này, điện thoại của Mạn Hồng vang lên, cô vừa khóc vừa muốn nhận điện thoại di động, nhưng vừa khóc, vừa không cẩn thận đưa di động ra ngoài, rơi trên mặt đất. Còn tôm viên tiểu nhu không nói hai lời liền đưa tay cầm điện thoại di động, trực tiếp nhấn, đáp alo một tiếng. Tiểu nhu, tại sao cô nghe điện thoại? Tào Anh Kiệt mới vừa dứt lời cũng đã nghe được tiếng Trần Mạn Hồng khóc, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ấy khóc như vậy? Tiểu Nhu vốn là người dễ xúc động và tuyến lệ đặc biệt phát triển, cô miếu miệng, ô một tiếng, bật khóc nói, quản lý Tào. Anh cưới quản lý của chúng tôi đi, chị ấy thật sự rất đáng thương, hôm nay chị ấy đi ra ngoài ăn cơm, khóc một buổi chiều, nói không ai thèm lấy mình, ngày ngày bị con gà mẹ chết tiệt tào Ngọc Tinh mang theo ông chồng vừa lùn vừa xấu tới sỉ nhục. Này, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ nghe Tiểu Nhu nói lung tung như vậy, lập tức vỗ vào bả vai của cô một cái, tức giận nói nhỏ cô đừng nói linh tinh. Nhanh cúp điện thoại cho tôi. Cô ấy không có nói linh tinh, Trần Mạn Hồng ngồi ở trong taxi chật hẹp, kéo một cái áo long hôm nay tốn hơn 3.000 đồng mua về, lau nước mũi và nước mắt, đau lòng khổ sở khóc nói, tôi bị con tiện nhân Tào Ngọc Tinh kia sỉ nhục hết lần này tới lần khác. Tôi không cam lòng, rốt cuộc tôi có gì không tốt, tôi có vóc người, tôi có khuôn mặt xinh đẹp, mẹ tôi cũng nói tương lai của tôi nhất định có thể gả cho người có tiền, nói tính tình của tôi rất tốt. Ủa, cô không nói nữa, mình cũng không nhịn được úp sấp bên cửa sổ, hướng về phía đường cái gần núi không ngừng nôn mưa. A, à, chấm ngoặc kép, nhã tuệ thật sự không chịu nổi, vỗ sau lưng của Trần Mạn Hồng, không chịu nổi nói, không có đàn ông, thật sự đáng sợ như vậy sao? Tôi cũng phải nhanh chóng tìm người gả đi. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn về phía Nhã Tuệ nói, đúng vậy. Nhất định phải nhanh chóng tìm người gả đi, năm nay cô cũng 26 tuổi rồi. Ủa, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng tiếp tục nôn mửa, Tiểu Nhu vẫn còn cầm điện thoại di động, khóc nói với Tào Anh Kiệt, quản lý nói, cô ấy cũng không phải không thích anh, mấu chốt là anh quá nhỏ tuổi, nói anh còn chưa mọc hết lông. Si, tào anh kiệt ngồi ở trên ghế làm việc của mình nhảy dựng lên nói cần lông có đủ lông. Ba người Lâm Sở Nhai đang chơi trong phòng làm việc của anh vừa nghe thấy lời ấy lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía anh lãnh mặc hàn cười lạnh lập tức ngẩng đầu lên nói sáng nay cậu cạo dâu. làm sao anh biết tôi ngủ tại nhà cậu đấy anh dựa vào cái gì muốn ngủ nhà của cậu ấy. Lâm sở nhai có chút tức giận nói, cậu ấy là của tôi đấy, anh không biết sao. Con rán nhà tôi, vẫn còn chưa chết. Không còn tiếng nói chuyện, Tào Anh Kiệt tiếp tục nghe tiếng kêu khóc của Trần Mạn Hồng truyền đến từ đầu kia, sau đó nghe Tiểu Nhu khóc nói, quản lý chúng tôi còn nói, nếu như bây giờ có đàn ông muốn chị ấy, chị ấy tình nguyện hy sinh hết sự nghiệp của mình, kết hôn với người kia. Ánh mắt của Tào Anh Kiệt sáng lên, nắm điện thoại, căng thẳng hỏi, mọi người hiện đang ở đâu? chúng tôi đưa quản lý trở về nhà trung cư của cô ấy chấm ngoặc kép tiểu nhu khóc nói được lập tức tới ngay chấm than ngoặc kép tào anh kiệt lập tức cúp điện thoại muốn nhắc tới tây trang chạy đi này bọn lâm sở nhai cũng vội vàng đi theo ra ngoài nói cậu đi nơi đó à chỉ chốc lát nữa sẽ phải đi học lão đại biết cậu lại vắng mặt không tha cho cậu mặc kệ mạn hồng uống rượu say tôi muốn đi xem cô ấy một chút Tào Anh Kiệt không nói hai lời liền chạy ra khỏi phòng làm việc của mình. Vừa lúc thấy Trang Hạo Nhiên xem văn kiện mệt mỏi, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cả người nhàn nhã đi ra từ phòng nghỉ ngơi nhân viên, trong tay đang cầm một cái đĩa, mới vừa rửa một đống táo, vừa bưng, vừa cầm ăn, thấy Tào Anh Kiệt đi tới, anh lập nở nụ cười đi tới, nhiệt tình nói: "Tới đây, nếm một quả, sáng nay đi ngang qua sạp hàng rong mua được, thật sự không tệ, bà lão này nói táo không có thuốc bảo quản." Lão đại tôi muốn xin nghỉ, Tào Anh Kiệt nói ngay. Xin nghỉ vì cha cậu hả? Ngày nào cũng xin nghỉ, hai mắt Trang Hạo Nhiên nóng lên, tức giận nói. Bọn Lâm Sở Nhai cũng đi tới, thật căng thẳng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Mạn Hồng uống rượu say, tuyên bố muốn tìm người gả. Không được a hát, cô ấy không thể gả cho người khác. Cô ấy chỉ có thể gả cho tôi, Tào Anh Kiệt thật căng thẳng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, lão đại. Cầu xin anh, Trang hạo nhiên nghe nói như thế, chớp mắt, cắn quả táo một cái, mãnh liệt bày tỏ đồng tình và ủng hộ nói, chuyện này là chuyện lớn, cho dù một trăm cuộc họp cũng có thể không bằng. Đi nhanh, đi nhanh. Tào Anh Kiệt nghe xong, vui vẻ mỉm cười, nói một câu cảm ơn lão đại nhiều, người đã chạy mất. Lâm sở nhai cảm thấy không công bằng đi tới bên Trang hạo nhiên, tức giận nói, một cuộc họp quan trọng như vậy, cậu ấy cũng có thể vắng mặt. Có lần tôi vắng một cuộc họp, anh trừ của tôi hết 100 ngàn tiền thưởng, tại sao? Đúng vậy, Tô Lạc Hoành cũng kêu la không công bằng nói, lần trước tôi vì một cô gái, vắng một buổi cuộc họp cũng không được. Anh cho rằng lưu đầy cậu ấy ở nơi này, cậu ấy sống uất ức sao? Cậu ấy sống rất phong lưu, anh không thể cưng chiều cậu ấy như vậy. Thật quá mức. Hai người các cậu, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cầm quả táo chỉ về phía bọn họ, tức giận nói các cậu nói còn không biết xấu hổ các người lúc nào mà không dùng nửa người dưới suy nghĩ đến phụ nữ anh kiệt khá hơn một chút tôi còn biết cậu ấy vẫn nói chuyện yêu rất đứng đắn phụ nữ bên cạnh các người giống như cưỡi ngựa xem hoa thôi tôi luôn xem thường các người hôm nay đừng nói là vắng mặt một cuộc họp cho dù cậu ấy muốn thăng chức lão tử cũng không để cho cậu ấy thi cũng cho cậu ấy vượt qua kiểm tra tất cả học người ta một chút đi hừ trang hạo nhiên hừ lạnh một tiếng người đã thật là phách lối đi khỏi nhìn đi, thiên vị, tô lạc hoành tức giận, giậm chân nói. Khách sạn, Tào Anh Kiệt cầm điện thoại di động, nhanh chóng đi ra khách sạn, nhảy lên xe thể thao của mình, nhanh chóng phóng về phía trước. Dưới lầu một chung cư, đường khả Hinh, nhã tuệ và tiểu nhu thở hồn hền. Đầu đầy mồ hôi đỡ Trần Mạn Hồng đang say túy lúy muốn lên lầu nhà Trần Mạn Hồng nhưng mới vừa đẩy lên, lại bị cô kêu to, đàn ông không có người nào tốt. Đàn ông đều là đồ tồi, bạn thân vạn tuế sau này các người sinh con để tôi nuôi thôi. Ôi chao, cô không cần nuôi, cô chỉ cần về nhà là được. Nhã tuệ mới đỡ Trần Mạn Hồng xong, lại bị cô say rượu vung tay lên, kêu to, độc thân vạn tuế. Mọi người cùng tôi hô lên nào, cùng nhau hô lên. Độc thân vạn tuế, ba cô gái thật khổ sở nói. Nói thật hay, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng say đến mặt đỏ lên, choáng váng, cả người lảo đảo về phía nhã tuệ. Nhã tuệ lập tức đỡ cô, thở hổn hển nói, ôi chao. Cô về nhà nhanh đi, tôi sắp không chịu nổi. Không trở về nhà, tôi còn muốn uống nữa. Thậm chí uống hết ba chai Chanel Nun, chúng ta làm cho cuộc đời của mình say ngất. Sau đó, chấm ngoặc kép, trong lòng của Trần Mạn Hồng đau nhói, dáng vẻ không sợ chết khóc nói, sẽ đem thân thể của chúng ta, linh hồn của chúng ta, tất cả đều dâng hiến cho khách sạn Á Châu đáng chết kia, để cho nó hoàn toàn mai táng thanh xuân của chúng ta. Điên rồi! đúng là điên rồi. Nhã tuệ ngẩng đầu lên nhìn chung cư cao cấp xung quanh đã có người đẩy cửa sổ ra xem, cô vội đẩy Trần Mạn Hồng, vừa muốn đi vào trong nhà. Đường Khả Hinh lập tức nói, đỡ không được, không bằng chúng ta khiêng lên. Khiêng à, tiểu nhu khoa trương kêu lên, hơn 100kg đó. Bà cô 92kg, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng đẩy trái đẩy phải bọn họ, muốn xông đi. Giữ cô ấy lại, nhã tuệ vừa muốn cô, không ngờ nghe tiếng xe thể thao thắng gấp phía sau lưng, cô lập tức quay đầu, thấy Tào Anh Kiệt căng thẳng từ trên xe thể thao đi xuống, vẻ mặt đau lòng và lo lắng nhìn Trần Mạn Hồng say rượu khóc nức nở, tóc xóa ra, bộ dạng rất đáng thương, anh lập tức thở dài một hơi, đi tới trước mặt cô, nói tại sao lại uống tới như vậy. Còn không phải là bởi vì cậu, Trần Mạn Hồng sốc sách nhìn Tào Anh Kiệt đi tới trước mặt của mình, cô đột nhiên đau lòng chỉ vào anh nói tại sao cậu không hơn tuổi. Lớn hơn mấy tuổi nữa, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Cậu cũng rất tốt, dáng dấp lại đẹp trai, lại có tiền, lại có quyền. Tại sao cậu cố tình nhỏ hơn tôi mấy tuổi vậy? Không phải mấy tuổi, là hai tuổi. Tào Anh Kiệt bất đắc dĩ nói xong, ngay lập tức không nói gì nữa ôm cả người cô lên, đi lên lầu. Ba người nhã tuệ cũng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo, đi thẳng tới căn phòng nhỏ của Trần Mạn Hồng ở tầng 13, số 70, sau đó mọi người cùng bước nhanh theo Tào Anh Kiệt ôm Trần Mạn Hồng đi vào phòng của Mạn Hồng, nhìn anh dịu dàng đặt cô lên giường, đắp kín chăn cho cô, tất cả mọi người không khỏi yên lòng mỉm cười. Tào Anh Kiệt cũng đau lòng khẽ vuốt ve Trần Mạn Hồng đã ngủ thật say, quay đầu lại rất tình cảm nhìn về phía họ nói, "Mọi người đi trước đi, tôi ở lại chăm sóc cô ấy là được." À, ánh mắt ba cô gái cùng sáng lên, lập tức để phòng nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Suy nghĩ xem nên đi hay không đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 256, cao phú suất cao to, giàu có, đẹp trai Tiểu Nhu và Khả Hinh cùng nhã tuệ, ba cô gái đứng ở trong phòng khách nhỏ nhà mạn hồng, trụng thành một cục bí mật thương lượng Đi không, nhã tuệ tương đối đứng đắn, hơn nữa cũng hết sức bảo thủ, cô nghe Tiểu Nhu nói hay là chúng ta đi thôi Cô lại hoảng sợ vươn tay, chỉ về phía phòng của Mạn Hồng nói, cô ấy đã uống say, dù nói thế nào Tào Anh Kiệt cũng là một đàn ông, Chúng ta làm sao có thể đi khỏi? Hiện tại người cũng mang lên rồi, chúng ta nên nên mời anh ấy đi ra ngoài mới đúng. Tiểu Nhu nghe xong, trợn mắt nhìn về phía Nhã Tuệ rất ngây ngốc nói, nhưng không phải quản lý Trần mới nói không ai thèm lấy mình sao? Hiện tại có thể gả ra ngoài rồi, chị ấy và quản lý Tào thích nhau, mặc dù tôi đần, cũng biết chúng ta không nên ở đây làm kỳ đà cản mũi á. Nếu như hai người bọn họ không phải loại quan hệ kia thì sao? vậy chúng ta không phải bán bạn bè sao? Nhã tuệ nhìn chằm chằm tiểu nhu nói, cô cũng tin hôm nay Trần Mạn Hồng say rượu nói cả à. Đàn ông theo đuổi cô ấy một bó lớn. Tiểu nhu lại chớp chớp mắt, nhân mặt, bộ dạng lầu bầu nói, quản lý tạo chúng ta không phải người như vậy á. Nếu biết rõ quản lý không muốn, anh ấy sẽ không tùy tiện làm càn. Loại người như cô nhất định gả đi rất dễ dàng. Nhã tuệ nhìn cô, hận nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao? Tiểu nhu ngẩng đầu lên, nhìn cô hỏi. Ngu mốc đó, Lưu Nhã Tuệ cao giọng nói. Tiểu Nhu rất hủy khuất mím môi, nói, nhưng rõ ràng quản lý chúng ta ưa thích quản lý Tào Nha, lúc này, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, chị ấy nhất định gả đi á. Không tin, chị hỏi khả hình xem, chấm hỏi ngoặc kép. Hai cô gái cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn về phía nét mặt của bọn họ, cô có chút lúng túng cười khổ nói, tôi cũng cảm thấy chúng ta nên nên đi, Thứ nhất, Tào Phó Tổng không phải là người như thế, thứ hai, quản lý chúng ta cũng hơi có ý với anh ấy, chỉ là không qua nổi cửa ải tuổi tác, thứ ba, dù sao cũng đã lớn tuổi. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ lập tức chừng cô, đường khả hình ho khan một tiếng, không dám nói nữa. Nói đúng mà, Tiểu Nhu lại ngây ngô, sôi nổi nói, dù sao cũng đã lớn tuổi, cùng quản lý Tào ở chung một chỗ, quản lý chúng ta cũng không mất mát gì á. Ơ, ờ, nhã tuệ vươn tay đâm cái chán tiểu nhu, làm đầu cô ngửa ra sau, tức giận nói: Tôi nhìn cô ngốc như vậy, không ngờ cô cũng cởi mở như vậy. Cái này là cởi mở sao? Tiểu nhu sốt ruột. Dù sao tôi không đi. Lưu nhã tuệ ôm vai kiên quyết nói. Đường khả hình suy nghĩ một chút, liền nháy mắt với tiểu nhu, đột nhiên hai mặt giáp công, ôm Lưu nhã tuệ khiêng đi ra ngoài. Ai, các người đừng như vậy. Lưu nhã tuệ chết cũng không chịu đi. Đi thôi chúng ta đừng làm kỳ đà cản mũi. Đường khả hình lập tức đẩy nhã tuệ đi ra, thuận tiện đóng chặt cửa lại, trước khi đóng, nháy mắt với Tào Anh Kiệt dí dỏm nói, quản lý, cố lên. Từ trong phòng, Tào Anh Kiệt mỉm cười nhìn về phía bộ dáng khéo léo của đường khả hình, thuận tiện đóng cửa lại, trong lòng của anh ấm áp, quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mạn Hồng xóa tóc, bộ dáng có chút lười biếng và quyến rũ, vẻ mặt anh lộ ra dịu dàng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Mạn Hồng, cảm tính gọi, Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng vẫn ngủ ngon. Tào Anh Kiệt Yên lặng nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô giống như đóa hoa hồng có gai, rất mê người, làm cho anh không nhịn được cúi người xuống, hôn lên trán của cô, hôn lên chóp mũi của cô, hai mắt hơi xoay tròn, nhìn cánh môi hơi dày, hấp dẫn của cô, trong lòng của anh đột nhiên bắt đầu dâng lên cảm xúc bị kìm nén đã lâu, nhẹ nhàng hôn trên môi của cô, một cảm giác giống như điện giật, làm cho anh rất mê luyến, mút cánh môi của cô. Trần Mạn Hồng hơi nhíu lông mày chậm rãi mở hai mắt mờ mịt, thấy Tào Anh Kiệt cúi đầu hôn mình, hai mắt của cô trừng to, đôi tay lập tức đẩy anh ra, hơi tỉnh rượu, kêu to cậu làm gì đấy. Mạn Hồng, anh thật thích em. Chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt không nói hai lời, không quan tâm cô phản đối, nhanh chóng hôn lên môi của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô. Ư chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng cuộn hai chân, giấy ruộng lung tung, nắm tay trang của anh, muốn đẩy thân thể của anh ra, Tào Anh Kiệt lại cởi tay trang của mình ra, đè ở trên người của Trần Mạn Hồng, bưng mặt của cô, cuồng nhiệt hôn môi của cô, vừa hôn vừa cảm tính khàn khàn hỏi, em không phải yêu thích anh sao? Không thích, mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên, trong lòng dậy sóng kích động, muốn đẩy anh ra. Nói dối, anh thích em, anh thật sự thích em, anh muốn cưới em, Tào Anh Kiệt vừa dứt lời, người đã hôn Trần Mạn Hồng, cùng quấn lấy đầu lưới cô, mút rất say mê, thân thể Trần Mạn Hồng vẫn đang từ chối, nhưng trong chớp mắt, bị thân thể đàn ông và hơi thở trẻ tuổi của anh làm cho mê muội, đầu ngón tay dần dần mềm ra, thân thể từ từ mềm nhũn. Tào Anh Kiệt cảm thấy cô mềm nhũn, trong lòng vui mừng, không nói hai lời hôn lên môi của cô, tay đã cởi áo khoác đỏ thấm của cô, còn có mini skirt khêu gợi, nhanh chóng vuốt ngực cô, xoa nắn. Ư mờ hát, chấm ngoặc kép, mặt của Trần Mạn Hồng lại đỏ bừng, hưởng thụ cảm giác kích thích tê dại, làm cho cô có cảm giác bất chấp tất cả, nhắm mắt lại, hưởng thụ. Hai mắt Tào Anh Kiệt đầy mê đắm nhìn bộ dáng cô đắm chìm, khẽ mỉm cười, cách áo lót ren, cắn đốm nhỏ một cái. A, à, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng ngẩng đầu kêu nhỏ ra tiếng, cuộn chân dài, xoay người. Tào Anh Kiệt bị kích tình, lập tức cởi bỏ áo sơ mi trên người ném qua một bên, dùng thân thể mạnh khỏe, ôm chặt thân thể của cô, tay nhét vào phía sau, cởi áo lót của cô, bộ ngực đầy đặn mê người lộ ra, hai mắt Tào Anh Kiệt nóng lên, lập tức cúi xuống. Khẽ liếm đốm nhỏ phấn hồng, cắn nhẹ, mút nhẹ. a à, chấm ngoặc kép mạn hồng lại không chịu nổi, kêu nhỏ ra tiếng. tào anh kiệt nghe tiếng kêu kích tình, trong lòng càng hưng phấn, vừa liếm nhẹ đốm nhỏ của cô, vừa vươn tay đè xuống chốt cửa sổ, cửa sổ tự động đóng lại, rèm cửa sổ cũng lập tức rũ xuống, gian phòng trong chớp mắt tối xuống. anh nhanh chóng thoát quần lót trên chân cô, tách hai chân của cô ra, nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, nhanh chóng hưởng thụ tiến vào giữa hai chân của cô a à, chấm ngoặc kép sốt cuộc trần mạn hồng bị kích tình rên rỉ mở mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của tào anh kiệt đang kích động cúi xuống nhìn mình bộ dáng đắm đuối cảm xúc của cô nhất thời giận tát anh một bạt tai chát một âm thanh vang lên tào anh kiệt cũng không nhúc nhích hai mắt vẫn nóng bỏng nhìn trần mạn hồng nói anh yêu em hai mắt trần mạn hồng ửng đỏ đột nhiên không thốt nên lời chỉ vươn tay ôm chặt cổ của anh hôn lên môi của anh tào anh kiệt cũng ôm chặt hông của cô Ôm lấy thân thể của cô, điên cuồng tiến vào giữa hai chân của cô, càng không ngừng ma sát, tiến vào, làm cho thân thể của mình không ngừng bị kích thích. Anh bắt đầu thở gấp, thật thích cô gái trước mặt, lập tức đè cô ở trên giường, nhắc hai chân của cô, lại điên cuồng tiến vào. Trần Mạn Hồng đầu ngửa ra sau, cuộn hai chân lên, đón anh tiến vào, lại bắt đầu thở gấp không ngừng rên gì. Tào Anh Kiệt nghe tiếng rên của cô như sóng, đâm càng mạnh hơn, vừa đâm vào vừa hưởng thụ xoa nắn bộ ngực sữa của cô, loại cảm giác này sắp lên đỉnh làm cho anh vừa tiến vào vừa cười. Ngôi lầu nhỏ, nhã tuệ ngồi ở trên ghế salon, vẫn hết sức không yên tâm, cắn kẹo que hương táo nói, tôi không nên gọi điện thoại cho mạn hồng sao. Đường khả hình đang bận rộn ở trong phòng, cũng không có đáp lời cô. Này, cô cũng không lo lắng sao, nhã tuệ có chút tức giận xoay người, nhìn đường khả hình ở phía bên trong, hết sức hết sức bất mãn nói lo lắng cái gì, quản lý chúng ta không phải người như vậy, cô đừng nghĩ quá nhiều. Đường Khả Hinh tiếp tục lật quyển vở nhỏ, cầm bút ghi chép cái gì. Rốt cuộc cô làm gì bên trong, nhã tệ xoay người, cao mày nhìn về phía đường Khả Hinh, hỏi. Không có gì, đường Khả Hinh nói xong, liền ghi chép vào quyển vở nhỏ. Tiểu Nhu tắm xong, lại mặc áo ngủ vịt donan của Khả Hinh, vừa cầm khăn lông lau tóc vừa đi ra ngoài nói dường như cô ấy ghi chép tên và điện thoại của ai nghĩa là sao tôi cũng không biết chấm ngoặc kép tiểu nhu ngồi ở trên ghế salon thật thoải mái hưởng thụ máy điều hòa không khí nhã tuệ quay đầu nhìn về phía cô nói chừng nào cô đi tiểu nhu quấn khăn lông trên đầu quay đầu lại trợn to mắt muốn nói quản lý lưu không phải chị yêu thích tôi sao nhưng vẫn không nói bởi vì nhã tuệ nhất định sẽ nói không thích Cô hé miệng cười nói, "Đêm nay tôi ngủ với chị mà." Mùa thu sắp tới rồi, có người cũng không thèm máy điều hòa nơi này nữa." Nhã Tuệ nói xong, tự cầm lấy quyển sách xem. "Ôi chao, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu lầu bầu đứng lên, chạy vào gian phòng tìm Khả Hinh, thấy Khả Hinh vẫn còn ghi chép điện thoại gì đó, cô liền ngạc nhiên hỏi, "Khả Hinh, rốt cuộc cô đang làm gì vậy?" Khả Hinh như học sinh tiểu học, cũng không ngẩng đầu lên cầm bút vừa ghi chép vừa nói, "Ngày mai cô sẽ biết." sáng sớm hôm sau, tiểu nhu ôm nhã tuệ ngủ say sưa, gian phòng này đã sớm chuyển đến tiếng động cực nhanh, hai cô gái hé mắt, mở một đường nhỏ, nhìn về phía đường khả hình, người đã hết nhanh nhẹn chui vào trong ngăn kéo, đem quần áo bên trong, từng cái từng cái ném ra bên ngoài, ném lên giường, trên bàn, khắp trên sàn nhà, mặt nhã tuệ vo thành một nắm, người còn chưa tỉnh ngủ, đã hoa mắt nhìn quần áo từng cái từng cái tiếp tục bị ném ra bên ngoài. Cô bất đắc dĩ thở dốc một hơi nói, này, Cô làm gì đấy? Tối hôm qua cô ngủ rất trễ, dậy sớm làm gì? Cũng 8 giờ rồi, rốt cuộc đường khả Hinh tìm ra cái váy lụa ngắn màu trắng, cùng một cái áo khoác len mỏng màu xanh dương, cô cầm bộ quần áo này, vẻ mặt cười thật kích động. Thế nào, hôm nay cô muốn mặc bộ quần áo này sao? Cô muốn mặc, cô cũng đừng bới tung cả hộp tủ ra chứ. Nhã tuệ nặng nề duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó vô cùng mệt mỏi cúi thấp đầu nhìn tiểu nhu giống như heo, chân giang ra để ngang trên người của mình, cô cố ý lườm tiểu nhu một cái, mới lắc đầu nói, ngủ giống như heo. Trong nhà thật sự là chăn heo đấy. Quần áo này không phải cho tôi mặc, cái này cho cô mặc đấy. Năm ấy lúc sinh nhật cô, tôi tặng quà sinh nhật cho cô. Đường khả hình đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía nhã tuệ, nói. Tại sao phải mặc, nhã tuệ vẫn chưa tỉnh táo lại, mở đôi mắt to mơ màng nhìn về phía đường khả hình. Buổi trưa hôm nay cô sẽ biết đường khả hinh lại mỉm cười thần bí khách sạn á châu buổi sáng nhã tuệ mới vừa đi làm không đến bao lâu đột nhiên nghe đường khả hinh gọi điện thoại cho mình nói buổi trưa hôm nay muốn mình thay cái váy ngắn lụa và áo khoác màu xanh dương chuẩn bị đi xem mắt cô vừa nghe đã khiếp sợ kêu lên nói cái gì xem mắt cô bị phát điên à chuyện này cô cũng không có hỏi tôi cô tự mình quyết định đường khả hinh mặc đồng phục hoàn cầu vừa bước đi qua đại sảnh khách sạn á châu vừa nói tại sao tôi phải hỏi cô. Năm nay chị cũng 26 rồi, chưa tới 2 năm nữa cô đã 28, chị tính độc thân cả đời như tôi à, nhưng tôi không có ý định ở cả đời với cô đâu. Cô, cô thật không có lương tâm, nhã tuệ tức giận giơ chân nói cô muốn gì. Đường khả hình dừng ở đại sảnh khách sạn, không có lưu ý ở phía sau tổng giám đốc tưởng mới vừa đi xuống xe, cũng đi tới đại sảnh khách sạn. Cô tiếp tục chân thành nói, một cô gái cho dù có sự nghiệp, Bên cạnh không có đàn ông thì sẽ giống như chúng ta, thay bóng đèn, di chuyển tủ treo quần áo, mọi thứ đều tự mình làm lấy, tương lai cô làm sao làm hả? Cô nhất định phải tìm một người đàn ông, cô yên tâm, tôi cũng sẽ nhanh chóng tìm một người đàn ông xứng đáng, lập tức gả đi. Sau này chúng ta cũng sẽ không giống như quản lý Trần. Quá đáng sợ, hôm qua chị ấy điên rồi. Tưởng Thiên lỗi dừng ở phía sau cô, nghe nói vậy, hai mắt hơi lộ ra nụ cười giễu cợt vậy đối phương là đàn ông thế nào dù sao cô cũng nên bàn trước với tôi một chút chứ nhã tuệ sốt ruột yên tâm có vóc dáng có vẻ ngoài có xe có nhà có tiền có chứng trạc điển hình cao phú xuất chấm than ngoặc kép hai mắt đường khả hình rất chắc chắn rất bình tĩnh gật đầu nói có thật không nhã tuệ nghe vậy trong lòng bắt đầu buông lỏng liền hạ thấp giọng hỏi cô đừng trêu chọc tôi nha nhưng cô tìm người ở đâu vậy tôi tự nhiên có biện pháp yên tâm đi, nhất định là cao phú xuất, người tôi muốn kết thân cũng là cao phú xuất, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nói dứt lời, sắc mặt cứng rắn, bước nhanh về phía trước. Tưởng thiên lỗi nhìn theo bóng lưng cô vội vã đi ở phía trước, chớp mắt một cái, mới nghiêng mặt hỏi Đông Anh ở bên cạnh cái gì gọi là cao phú xuất. chương 257, chuyện lớn cả đời. Đông Anh nhịn cười, nói với Tổng Giám Đốc Tưởng Vĩ Đại, tôi cũng không hiểu rõ, dường như là vế trên của một câu danh ngôn tương đối phổ biến, nhưng rốt cuộc xuất xứ ở nơi nào, tôi không rõ ràng lắm. Tưởng Thiên lỗi nghe vậy, suy nghĩ một chút, phát hiện người nọ có chút nhàm chán, liền đi khỏi. Đông Anh nhìn bóng lưng của anh, mình không nhịn được nở nụ cười, vội vàng đi theo. Phòng làm việc tổng giám đốc trang. Có một người phụ nữ mang thai, đẩy một cái xe trẻ con, mới vừa muốn đi vào nói gì với tổng giám đốc, không ngờ vừa đóng cửa, đứa bé bị kẹp tay miệng của đứa bé miếu máu, hoa hoa khóc, kêu to cha, cha, cha. Trang hạo nhiên đang buồn ngủ thiêu thiêu từ chỗ ngồi bật dậy, mê man man nhìn không gian yên tĩnh xung quanh, mới biết vừa nằm mơ, anh thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán rồi nói, hù chết lão tử. Thì ra đang nằm mơ, hình ảnh tinh xuyên lại nhẹ nhàng tới trong đầu. Cả người anh giống như dối rắm suy nghĩ đến tinh xuyên, suy nghĩ một cô gái khêu gợi như vậy, tại sao lại là em gái của dai dai. Tại sao lại là mẹ đứa bé? Tại sao lại là đồng tính luyến ái? Vẻ mặt của anh muốn khóc, mới vừa muốn thương tiếc đoạn tình cảm này chết đi. Sau đó cửa phòng làm việc vịch một tiếng mở ra, đường khả hình lập tức xông tới kêu to, lão đại. Trang hạo nhiên ôi một tiếng, giật mình, nhìn dáng vẻ đường khả hình hấp tấp xông tới. Anh lập tức cầm tài liệu trên bàn ném về phía cô, tức giận nói, không biết lớn nhỏ. Cho rằng bây giờ tôi và cô quen thuộc rồi, cô liền tùy tiện không gõ cửa tiến vào đúng không? Cô không biết bây giờ tôi đang bận rộn sao? Anh bận rộn cũng sẽ không ném tài liệu. Mới vừa tôi đã hỏi chị Tiêu chị Đồng, chị ấy nói anh ở bên trong si tình xong rồi ngủ. Đường Khả Hinh cười híp mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cố ý lườm cô một cái, nhìn bộ dáng cô đầy hưng phấn, suy nghĩ cô chắc là không sao, liền thu lại vẻ mặt hỏi, làm gì xông tới như vậy? Không có chuyện làm đúng không? Có rất nhiều chuyện để cho cô bận rộn đấy. Đường khả hình lập tức nịnh nọt đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, hai tay trống ở trên mặt bàn, làm bộ đáng yêu, chớp đôi mắt to xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên ngửa ra sau, hí mắt nhìn cô, nói, suốt cuộc cô muốn dở trò gì. Tối hôm nay tôi, xin nghỉ thì khỏi nói, tối nay cô phải đến hầm rượu với tôi. Trang Hạo Nhiên đứng lên, rất không có thân phận đi tới nhặt tài liệu trên đất lên, mới đi trở lại, cầm bút máy muốn phê duyệt tài liệu. Tối hôm nay, tôi muốn đi xem mắt. Chấm ngoặc kép, con người đường khả hình sáng lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói. Cái gì? Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn về phía đường khả hình, cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại cô nói cô muốn đi đâu. Xem mắt, cái đầu nhỏ của đường khả hình lại đung đưa trái phải, rất lấy lòng cười nói. Cô điên hả, mới bay lớn, cô liền gấp gáp chuyện cả đời rồi hả? Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn về phía cô. Cuộc đời người phải kết hôn. Cho dù má trái của tôi không đẹp, tôi vẫn có người thích. Tôi muốn hy vọng vào tương lai. Cho dù tình yêu có to tác đến cỡ nào, cũng không sánh bằng một bà tai cay đắng. Trong thực tế, Đường Khả Hinh nói những lời này rất chắc chắn. Trang Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt cô giống như thay đổi, liền vươn tay sờ sờ cái chán của cô, có chút lo lắng nói: Cô không có phát sốt chứ? Có muốn gọi bác sĩ xem cho cô hay không? Không có. Đường Khả Hinh lại tức giận nói: Rốt cuộc anh có phê chuẩn hay không? phê phê, cô cũng nói là chuyện lớn cả đời, tôi có thể không phê sao? Tại sao trong khoảng thời gian này có nhiều người muốn nói chuyện lớn cả đời với tôi vậy? Ghét, Trang Hạo Nhiên tức giận nói xong, liền chuẩn bị xem văn kiện. Vậy, chấm ngoặc kép, con người đường khả hình lập tức sáng lên, nói cà phê ghế dài ở tầng triệt khách sạn Á Châu, anh giúp tôi ký hóa đơn được không? Trong chớp mắt, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, a à hát một tiếng cười nói cô do tôi sinh ra sao? tại sao tôi phải giúp cô ký hóa đơn? Nuôi binh ngàn ngày mà. Chấm ngoặc kép, đường khả hình bắt trước lời của anh, cười hi hi. Cũng không biết cô có lợi ích hay không. Không ký, Trang hạo nhiên không chịu ký cho cô, trực tiếp nói, nơi đó giá rất thấp, còn muốn tôi ký hóa đơn, quỷ hẹp hòi. Một ly cà phê 120 đồng, tôi hơi khát nước, có thể uống 3 đến 5 ly. Đường khả hình lại năn nỉ Trang hạo nhiên, tổng giám đốc, cầu xin anh, anh giúp tôi ký hóa đơn nha, có được hay không? Có được hay không? Ai? Phiền chết rồi, Trang hạo nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nóng mắt nhìn bộ dáng đường Khả Hinh, cố ý chừng mắt về phía cô nói, còn chọc phá lão tử nữa, sẽ không nuôi cô. Anh nói chưa dứt lời, cũng đã cầm điện thoại lên, thông báo thư ký hành tránh nói, hôm nay ở, cà phê, 13 tầng nhà hàng Tây, đặt cho Khả Hinh một phòng cảnh biển, chuẩn bị bữa tối dưới nến cho hai người mặc kệ cô ấy muốn ăn cái gì đều tính vào tài khoản của tôi. Vâng, thư ký hành tránh lập tức đáp lời. Tổng giám đốc, cảm ơn anh, đường khả hình cười ngọt ngào đứng lên. Không có việc gì mau cút, Trang Hạo Nhiên không muốn chú ý đến cô nữa. Anh nhìn đồng hồ. Vâng, đường khả hình vui vẻ xoay người đi khỏi. Chờ một chút, đường khả hình nhất thời sửng sốt xoay người, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút, Liền cười nói, ngày hôm qua canh gà uống rất ngon. Nếu như anh thích, tôi có thời gian sẽ nấu cho anh. Đường khả hình vèo một cái xoay người, thật vui vẻ lách mình đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trang hạo nhiên nhìn cánh cửa kia một cái, nhưng vẫn không nhịn được nở nụ cười. Hôm nay nhất định là một ngày náo nhiệt. Tào anh Kiệt hăm hở lái chiếc Ferrari của mình dừng ở bãi đậu xe dành cho lãnh đạo cấp cao, tắt máy, dừng xe liền không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào ngày hôm qua ăn thịt hôm nay miệng còn chưa lau xong vẻ mặt hài lòng làm cho bộ dáng anh nhìn rất đáng đánh đòn bọn lâm sở nhai cũng lái xe chạy nhanh đến bãi đậu xe vừa nhìn thấy bộ dáng của tào anh kiệt bọn họ lập tức xông tới bắt được anh đè anh ở trên xe lâm sở nhai đứng ở chính giữa tháo cả vạt ra nới dây lưng đè ở trên người của tào anh kiệt tức giận hỏi nói ngày hôm qua có hay không cái gì có hay không Tào Anh Kiệt không nhịn được bật cười, rất hả hê nhìn về phía bọn họ nói, các người ngày nào cũng như vậy, tôi không thể tới một lần sao. Mẹ nó, chớ giả bộ lần đầu, vẻ mặt lâm sở nhai phách lối nhìn về phía Tào Anh Kiệt, nói. Mẹ nó, lần đầu đấy, Tào Anh Kiệt tức giận đẩy anh ra, mới nói, tôi là sử nam, làm sao dám cùng mạn hồng của tôi ở chung một chỗ mây mưa điên cuồng chứ. Tôi muốn biểu hiện thân thể cường tráng và kỹ thuật cao siêu của tôi, ngày hôm qua tôi lên ba lần, Nắm được cô ấy rồi, loại cảm giác đó rất đẹp. Mấy cầm thú các người muốn giống như tôi cũng không được. Phi, Tô Lạc Hoành khinh bị anh nói, nói cái gì cậu cũng dám nói. Ai biết cậu chưa lên đã rơi xuống hay không? Cút, trái đất không hoan nghênh anh. Tào Anh Kiệt đẩy Tô Lạc Hoành ra, mới vừa muốn bước đi, không ngờ nhìn thấy ở trước mặt có một chiếc xe BMW màu đỏ lái tới bãi đậu xe nhân viên, chậm rãi dừng ở một vị trí nào đó, tắt máy xe sau đó nhìn thấy Trần Mạn Hồng mặc áo ngắn tay màu xanh nhạt, váy ngắn màu đen bó sát người, mái tóc xoăn hấp dẫn, tay cầm túi sách, nhấn hộp điều khiển từ xa, mới muốn bước đi, đột nhiên nhìn thấy bọn người Tào Anh Kiệt, cô ho hai cái, nhìn về phía bọn Lâm Sở Nhai cung kính gật đầu, sau đó lúng túng lách mình đi về phía trước. Phốc, bọn Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười. Cười cái gì, Tào Anh Kiệt vừa nhìn thấy Mạn Hồng, tình cảm sôi trào, lập tức bước nhanh tới, lúc Trần Mạn Hồng muốn đi ra bãi đậu xe, lại nắm chặt cổ tay của cô, kéo thân thể của cô lại, rất ngọt ngào hôn trên môi của cô. Anh làm gì vậy? Mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên, liếc bọn lâm sở nhai một cái, mới nói nhỏ, ở đây nhiều người như vậy, anh điên rồi sao? Quan tâm đến bọn họ làm khỉ gió gì? Hôn một chút, Tào anh kiệt không nói hai lời, liền ôm cái eo nhỏ nhắn của Trần Mạn Hồng, hôn mạnh trên môi của cô, nhưng vừa tiếp xúc với thân thể của cô, anh lại bị sôi trào, lại mút môi của cô, đầu lưỡi xông vào quấn lấy đầu lưỡi cô. Ư mờ chấm ngoặc kép, trần mạn hồng đỏ mặt, sau khi cùng anh hôn cuồng nhiệt một lúc, liền nhanh chóng đẩy anh ra, chừng mắt liếc nhìn anh một cái, liền xoay người bước đi khỏi. Tối nay anh đón em tan việc, trực tiếp về nhà của anh. Tào Anh Kiệt nhìn về phía bóng lưng Trần Mạn Hồng vội chạy trốn, đột nhiên cười nói. Người ta cũng đã đi xa, cậu khiêng người ta về nhà đi. Lâm sở nhai mỉm cười đi khỏi, mấy người đàn ông cũng cười nói đi ra bãi đậu xe, hỏi, lão đại đã tới chưa? Lúc nào anh ấy cũng đến sớm hơn chúng ta, đây không phải là lỗi của chúng ta, Tô Lạc Hoành cười nói. Trần Mạn Hồng nở nụ cười ngọt ngào đi về phía tòa nhà nhân viên, lại thấy nhã tuệ mới ăn điểm tâm xong, vẻ mặt có chút căng thẳng đi ra, bước chân chậm chạp, cô lập tức đi lên phía trước, hỏi, nhã tuệ. Cô làm sao vậy? Nhã tuệ xoay người nhìn thấy Trần Mạn Hồng, lo lắng nhìn về phía cô nói cô, ngày hôm qua cô không có sao chứ? Tào phó tổng. Hai mắt Trần Mạn Hồng chợt lóe, a à hát một tiếng, có chút xấu hổ cười nói, không có việc gì. Rất tốt. Nhã tuệ cúi đầu, trừng mắt về phía cô. Thật sự rất tốt, nhưng cô làm sao vậy? Bộ dáng này, thật mới mẻ nha. Hôm nay tâm trạng Trần Mạn Hồng thật tốt, không nhịn được trêu chọc cô. Nhã tuệ nghe vậy đột nhiên cảm thấy phiền não, khẽ cắn môi dưới nói, khả hinh buổi trưa cô ấy sắp xếp cho tôi xem mắt. Cái gì? Trần Mạn Hồng cho rằng mình nghe lầm, trợn mắt nhìn cô, hỏi lại, sắp xếp cái gì? Xem mắt, chấm ngoặc kép, Lưu Nhã Tuệ đỏ mặt nói. Phốc, ha 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 ha. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng không nhịn được cất tiếng cười to nói, cô cũng có ngày này. Được rồi, tôi không muốn đi, ai lại sắp xếp kết thân với người vào giữa buổi trưa chứ? Con bé kia không biết làm gì, Nhã Tuệ lại đỏ mặt nói đứa ngốc, tại sao không đi? Phải đi, nhất định phải đi, cô ấy nghĩ như vậy là đúng. Năm nay cô cũng 26 rồi, không chọn người, sẽ trễ. Trần Mạn Hồng lập tức nắm chặt cánh tay cô, tò mò hỏi đối phương là người nào. Không biết, nhã tuệ bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cần là cao phú suất là được, Trần Mạn Hồng lại mỉm cười ngọt ngào. mươi 258, chẳng lẽ cậu ta là phụ nữ? Buổi trưa cũng đến nhanh, ăn xong đồ ăn Trung Quốc, sau đó Nhã Tuệ phải đến câu lạc bộ phụ giúp một tay, cô có vẻ không yên, thỉnh thoảng nhắc cổ tay nhìn đồng hồ. Kỳ Gia Minh căn dặn phó quản lý mới tới, chắc chắn vào giờ nghỉ trưa, hệ thống sẽ ra món ăn mới, bởi vì tháng này báo nhiệm vụ hơi nặng nề, anh vừa nhấn mạnh một món ăn nào đó, vừa nhìn Nhã Tuệ đứng ở trước phòng ăn biển nhìn sản phẩm bày trên kệ thủy tinh, có chút không yên, lại thở một hơi, nhìn cổ tay, anh mỉm cười, liền để tài liệu xuống, đi về phía Nhã Tuệ cười nói, có phải cô đang vội hay không? nếu như đang vội cô có thể đi trước không có chuyện gì không có không có đâu chấm ngoặc kép mặt lưu nhã tuệ hơi hồng thả cổ tay xuống được rồi được rồi có chuyện gì phải làm thì đi làm nhanh đi đừng nhàm chán ở chỗ này kỳ gia minh cười hết sức thoải mái nói cô đã vượt qua thời gian kiểm tra cô chắc chắn là quản lý rồi chúng ta đều giống nhau hiện tại chúng tôi cũng không dám thất lễ với cô ôi chao quản lý nhã tuệ có chút mềm mỏng nhìn về phía kỳ gia minh bật cười mau đi đi kỳ gia minh rất sảng khoái vỗ vỗ bả vai của cô nói buổi chiều phải đi chợ giúp câu lạc bộ nhất định rất mệt mỏi hiện tại thả lỏng một chút cũng tốt vâng nhã tuệ nghe vậy chỉ đành phải mỉm cười đáp lại sau đó sẽ hơi căng thẳng thở một hơi liền xoay người đi khỏi trong lòng cũng không biết đang căng thẳng cái gì cảm thấy lần đầu tiên làm chuyện loại này đầu ngón tay hơi run cứ có cảm giác quá lúng túng nhưng dù sao cũng là con gái ôm một chút ảo tưởng đi vào tòa nhà nhân viên thay lại váy màu trắng của mình còn có áo khoác màu xanh dương nhạt buộc đầu tóc nhẹ nhàng đơn giản xinh đẹp nhưng tràn đầy suy tư thật căng thẳng đi ra tòa nhà nhân viên đi về phía đại sảnh khách sạn á châu lại nhìn thấy tưởng thiên lỗi dẫn tất cả lãnh đạo cấp cao cùng bọn đông anh đi ra ngoài cô lập tức đứng ở một bên rất cung kính cúi đầu dịu dàng chào tổng giám đốc tưởng thiên lỗi nhìn cô một cái nhớ tới câu cao phú xuất trong lòng không biết vì sao lại buồn cười lên tiếng trả lời liền đi về phía trước dường như nhã tuệ cảm thấy tưởng thiên lỗi hơi cười nhạo mình liền ngẩng đầu lên nhìn anh đã xoay người đi khỏi bóng lưng vừa đen lại lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt của cô lập tức không tốt hư một tiếng liền xoay người đi qua đại sảnh náo nhiệt buổi trưa thỉnh thoảng đụng phải khách mình quen thuộc càng thêm khom lưng chào hỏi mỉm cười tạm biệt khách rốt cuộc nhìn thấy một phòng cà phê trang nhã ở đầu kia khách sạn mặt của cô lập tức đỏ lên, 10 con ngón tay hận không được xoắn vào nhau, trái tim đập thình thịch. Lo lắng đến cả người dịn mồ hôi lạnh, thậm chí não bộ của cô càng lúc càng thiếu dưỡng khí, cô thở dài một hơi, cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa dựa theo lời như khả Hinh nói, chỉ định bàn số 12 gần cửa sổ trong phòng cà phê trang nhã, có một người đàn ông ngồi trước bàn để một đóa hoa hồng rực rỡ, cô tò mò đi về phía trước. Quả nhiên xa xa nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ thường nhưng nhìn hết sức tao nhã, cầm tờ báo xem, thoảng ra một mùi nước hoa đàn ông dễ ngửi. Trái tim của nhã tuệ không khỏi nhảy lên, trên mặt nở nụ cười không như không cười, có cảm giác bóng dáng này không quá kém, liền có chút căng thẳng gọi nhỏ, chào anh. Tờ báo soạt một tiếng, buông xuống, người đàn ông trước mặt ngẩng đầu lên. Nhã tuệ cũng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, nhất thời cái ót chiêng trống vang lên, bùm bùm, tuyệt vọng sụp đổ nhìn vẻ mặt kỳ gia minh khiếp sợ nhìn mình, Cô cũng khiếp sợ nhìn về phía Kỳ Gia Minh, không thể tin nổi kêu lên, "Quản lý? Là anh? Làm sao anh biết ở chỗ này?" Kỳ Gia Minh cũng có chút ngượng ngùng bật cười nói, "Tôi. Tôi bị Tào Anh Kiệt nói với tôi, có một cô gái xinh đẹp thanh nhã đáng, yêu động lòng, đức hạnh hiền lành, ngưỡng mộ tôi đã lâu, muốn cùng tôi kết thân sao?" "Không phải tôi đến rồi sao?" "Nhưng..." Anh có chút buồn cười nhìn về phía Nhã Tuệ. "A." À, nhã tuệ cảm thấy mặt mũi bị ném ra ngoài hành tinh rồi cô vội dậm chân không chịu nổi nói đường khả hinh Suốt cuộc cô làm gì vậy đến đây ngồi một chút kỳ gia minh bật cười kéo nhã tuệ ngồi xuống mặt của nhã tuệ hồng giống như trái bí dợ, ngồi tại chỗ quay đầu đi chỗ khác không nhịn được vẻ mặt đưa đám nghẹn ngào nhã tuệ chấm ngoặc kép kỳ gia minh có chút cười xấu hổ hết sức chân thành nói với cô cô cũng biết tôi cũng rất thích cô nhưng loại thích này không phải là loại thích kia. "Quản lý, anh hiểu lầm tôi." Nhã Tuệ mất mặt vội vàng muốn giải thích. "Đừng đừng đừng, trước hết cô đừng kích động, hãy nghe tôi nói." Kỳ Gia Minh phì cười nói, "Tôi à, tôi cũng cảm giác mình thật không tệ, nhưng làm chung với cô nhiều năm, tôi tính khí nóng nảy, thói quen xấu, tính nết không tốt cô cũng biết đấy, ngay cả tôi nuôi một chút ước mơ cho các cô gái hy vọng cũng không có, cho nên thật sự không thể nói đến chuyện tình yêu, cô hiểu chưa?" tôi cũng không phải từ chối cô, nhưng... Có tới không, trước quầy tiếp tân từ Trạch Minh, bản thân của Kỳ Gia Minh, nghe nói anh hôm nay muốn xem mắt, mình cũng hết sức sốt ruột, vẻ mặt hưng phấn đi tới hỏi cô bé kia như thế nào, là người ở đâu. Nhã tuệ nghe lời này, lại muốn bật khóc, hận không được tìm một cái hang chui xuống, chết cho xong. Kỳ Gia Minh nháy mắt nhìn từ Trạch Minh, lại nhìn về phía nhã tuệ. Vẻ mặt từ Trạch Minh không thể tin nổi nhìn về phía nhã tuệ, bật cười nói, không thể nào. Nhã Tuệ, hôm nay người quản lý muốn xem mắt là cô à? Trời ạ, à, cô thích Gia Minh từ lúc nào vậy? Ôi chao, không phải, ôi trao, mất mặt chết. Lưu Nhã Tuệ tức giận đứng lên, không nói hai lời liền chạy lấy người, mới vừa đi chưa được mấy bước, Trần Mạn Hồng hưng phấn chạy tới, hỏi Cao Phú Suất có tới không. Ai vậy? Chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ thật sự ném mặt mũi xuống thái bình dương rồi, lại che mặt bật khóc khóc cái gì, không được thì thôi, Trần Mạn Hồng không nói hai lời, liền liếc về phòng cà phê trang nhã, nhìn thấy hai tên khốn kiếp kỳ gia minh và từ trạch minh đang ở chỗ đó cất tiếng cười to, cô lập tức hiểu ra, nhìn về phía nhã tuệ cười tiếng nói, không thể nào. Cô nói cao phú xuất, không phải là quản lý kỳ của cô chứ. Ôi chao, mẹ ơi, cô muốn cùng thứ người như thế nói yêu đương, còn cần đường khả hinh à. Tôi ra lệnh một tiếng, tặng một giỏ lớn cho cô. Lưu Nhã Tuệ không nói nên lời, vừa lấy điện thoại di động ra, vừa tức giận gọi, đường Khả Hinh, nghe điện thoại. Ngáp, đường Khả Hinh ngồi ở chỗ thư ký, toàn thân như lạnh run, hít mũi một cái, cầm điện thoại lên, nghe. Đường Khả Hinh, Nhã Tuệ nhanh chóng đi khỏi đại sảnh, tức giận đi ra phía sau vườn hoa, vừa đi vừa tức giận nói, xem cô làm chuyện rất tốt. Cô có thể giới thiệu quản lý kỳ cho tôi, tôi còn đang ngạc nhiên con bé chết tiệt cô, làm sao biết nhiều cao phú suất như vậy thì ra cô gom người của khách sạn chúng ta. Cô muốn giới thiệu người nào cũng được, cô lại giới thiệu quản lý kỳ. Ngay cả cánh cửa ra vào bộ phận cũng không có bước ra, mắc cỡ chết người. Đường khả hình lập tức cầm microphone thật xa, ôi một tiếng, phì cười nói tôi. Ngày hôm qua tôi xem tư liệu trong khách sạn chúng ta, tôi. Theo quan điểm của tôi, tôi cảm thấy anh ấy thật không tệ. Nếu cô không hài lòng, tôi giới thiệu những quản lý khác cho cô. Dù sao tối nay tôi đã giữ một phòng ăn trang nhã cho cô, đến lúc đó. Nhã Tuệ tức giận đến muốn nổ phổi, nói, những người đó cô không cần giới thiệu, tôi cũng biết vậy. Sau này cô cút xa một chút cho tôi, còn làm những chuyện này nữa, xem tôi có thu thập cô không. Bạn bè cũng không cần làm nữa. Bộp, điện thoại tắt ngùm. Vẻ mặt của Lưu Nhã Tuệ lúc đỏ lúc xanh đi tới sau vườn hoa, ngồi xuống ghế dựa trước cây tương tư màu đỏ, khổ sở không thở nổi. Nghĩ tới mới vừa còn ôm mộng thiếu nữ, lại bị phá vỡ, cô vừa ngại mất thể diện, vừa thở dốc một hơi. Đám người Lâm Sở Nhai mới vừa muốn đi qua phía sau vườn hoa, đi về phía phòng ăn biển ăn cơm, lại thấy Nhã Tuệ một mình thật cô đơn ngồi ở ghế dựa, bên cạnh cây tương tư tỏa bóng mát ở trên người của cô, có chút khổ sở làm cho người ta động lòng. Lâm Sở Nhai dừng bước lại, nhìn về phía cô, nói: "Mọi người đi trước đi, tôi có chút chuyện." "Chuyện gì vậy?" Tô Lạc Hoành cười hỏi đi đi lâm sở nhai không để ý bọn họ ồ mấy người đàn ông vừa nói vừa cười đi khỏi lâm sở nhai một mình bước đi trên con đường nhỏ đầy hoa cỏ xanh biếc đi tới trước mặt của nhã tuệ nhìn cô hôm nay mặc giản dị lộ ra một chút trong sáng và dịu dàng không giống mặc vào đồng phục nguội lạnh đột nhiên mỉm cười nhã tuệ ngẩng đầu lên nhìn thấy lâm sở nhai mặc tây trang sọc màu xám cho đeo kính gọng vàng vẻ mặt dịu dàng mỉm cười nhìn về phía mình cô có chút căng thẳng đứng lên rất cung kính gọi phó tổng lâm sở nhai nhìn về phía bộ dáng nhã tuệ liền hỏi sao vậy à không có việc gì đột nhiên có chút nhàm chán ở lại một chút mặt của nhã tuệ ửng đỏ yếu ớt nói nghe nói khả hình giới thiệu bạn trai cho cô không hài lòng sao lâm sở nhai đoán được chấm ngoặc kép nhã tuệ không lên tiếng ngồi đi lâm sở nhai mỉm cười ngồi xuống nhẹ nắm tay nhã tuệ cũng ngồi xuống quay đầu nhìn nửa khuôn mặt cô, xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt khẽ chớp, cái mũi nhỏ cao nhọn, lộ ra cá tính hiền hòa, môi khẽ mím lé lên màu hồng sáng bóng, là cô gái phương đông rất điển hình. Nhã tuệ cảm thấy có người nhìn mình, liền quay đầu sang, thấy ánh mắt ràng của lâm sở nhai dịu, mặt của cô đỏ lên, quay đầu đi, không dám lên tiếng. Cô xấu hổ như vậy, cho dù kết thân cô có thể nói cái gì. Có phải cô chưa từng nói tiếng yêu hay không? Lâm sở nhai hỏi. Nhã Tề cười khổ nói, nào có thời gian yêu. hoàn cảnh trong nhà vẫn luôn không tốt. thật ra tôi không quá thông minh, không có thiên phú như Khả Hinh, cho nên tôi rất cố gắng mới thi đậu đại học khách sạn. ở trong trường học, tôi nhìn người khác nói yêu thương, tôi liền cầm sách giáo khoa học anh văn. tôi thật muốn vào khách sạn Á Châu, đó là khách sạn ai cũng khát vọng muốn vào. sau khi tôi đi vào, tôi cho rằng cuộc sống có thể dễ thở hơn nhưng mới phát hiện, cuộc cạnh tranh chính thức mới bắt đầu. mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi quý. Sáu tháng, một năm, đều có kiểm tra không dứt, cũng gánh vác nhiệm vụ không hết, mệt mỏi không thở nổi, có lúc tan việc, ngay cả tắm cũng không tắm nổi, toàn thân phát run nằm lì ở trên giường ngủ. Mạn hồng như thế, tôi cũng như thế, rất nhiều đồng nghiệp đều như thế. Lâm sở nhai thật yên tĩnh lắng nghe, sau đó quay đầu, mỉm cười hỏi, năm nay nhã tuệ bao nhiêu tuổi? Tôi, qua ba tháng nữa, tôi đã 26 rồi. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ có chút đỏ mặt nói tại sao cô không giống khả Hinh? Lâm sở nhai cười nói, cô ấy luôn luôn chính mình cao 1m62, thật ra chỉ có 1m58 hay 59, bởi vì chuyện này, lão đại của chúng tôi vẫn thận trọng và nghi ngờ. Nhã tuệ nghe vậy, cũng không nhịn được nói cô có chút bướng bỉnh. Thật ra số tuổi này là đẹp nhất, hiểu chuyện, chín chắn, xinh đẹp, bản thân hơi trong sáng, là một cô gái tốt đáng để cho người khác mong đợi, chỉ là duyên phận chưa tới thôi. Chấm ngoặc kép lâm sở nhai cười nói anh không cần an ủi tôi đâu nhã tuệ không nhịn được bật cười tôi không có an ủi cô đây là lời thật cô rất tốt chấm ngoặc kép lâm sở nhai nhìn về phía cô rất nghiêm túc nói cô quả thật không tệ nhã tuệ có chút sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía anh đi tôi mời cô ăn cơm lúc này khẳng định mất mát tâm trạng không tốt chưa ăn cơm chấm ngoặc kép lâm sở nhai không nói nữa liền dắt tay nhã tuệ không không cần chấm ngoặc kép mặt của nhã tuệ ửng đỏ muốn rút tay về đi thôi lâm sở nhai nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nhã tuệ đi dọc theo con đường đá nhỏ ở trước mặt bước nhanh nhã tuệ vừa đi vừa cúi đầu nhìn người đàn ông này nắm tay của mình cầm rất chặt mặt của cô không tự chủ ửng đỏ gió biển thổi lất phất cây dừa lay động một phòng ăn trước cửa sổ sát đất có hai bóng dáng ngồi ở nơi đó bật cười vui vẻ lâm sở nhai là một người tuyệt đối hài hước chọc cho nhã tuệ thẹn thùng bật cười anh vừa cắt thịt bò bít tết kể những chuyện thú vị lúc mình học ở anh quốc cắt gọn một khối thịt sườn nhẹ nhàng đưa đến trong đĩa của nhã tuệ mới nói ăn đi khối thịt này mềm nhất nhã tuệ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh trong lòng đột nhiên ngọt ngào phòng làm việc tổng giám đốc trang đường khả hinh phịch một tiếng lại mở cửa phòng làm việc của trang hạo nhiên kêu tổng giám đốc Trang Hạo Nhiên đang chăm chú xem tài liệu, đột nhiên lại bị tiếng kêu làm giật mình, anh tức giận cầm bút máy chỉ về phía Đường Khả Hinh, nói cô tìm đường chết hả? Mỗi lần đi vào đều không gõ cửa, có phải cô muốn cút ra khỏi hoàn cầu hay không? Đường Khả Hinh muốn bật khóc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi tay chống ở trước bàn làm việc của anh, căng thẳng nói, nghe nói Nhã Tuệ đang cùng Lâm Phó Tổng ăn cơm. Ăn cơm thì ăn cơm, giống như con kiến chết trong nhà của cô, ghét trái tim Trang Hạo Nhiên vẫn đập thình thịch, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, trong lúc nhất thời quên mất số liệu mới vừa nhìn ở nơi nào. "Nhưng Lâm Sở Nhai là đàn ông sao?" Đường Khả Hinh kêu to lên. Trang Hạo Nhiên khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, "Chẳng lẽ cậu ta là phụ nữ?" Chương 259, hẹn hò. "Anh ấy không phải đàn ông, anh ấy là cầm thú." Đường Khả Hinh kêu la. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh không nói nên lời, nói, bình thường tôi mắng không sao, dù sao cậu ta cũng là cấp trên của cô, cô không thể nói chuyện như vậy. Tổng giám đốc, Đường Khả Hinh rất sốt ruột nói, tôi rất quan tâm đối với chuyện lớn cả đời của Nhã Tuệ, cô ấy có thể chọn, nhưng tuyệt đối không thể chọn Lâm Phó tổng, mỗi ngày sáng trưa tối, đến cả nửa đêm bọn họ thay đổi phụ nữ khắp nơi, nhưng Nhã Tuệ nhà chúng tôi là cô gái nhà lành. Ôi chao, mẹ ơi, cô thật sự hiểu rất rõ người đàn ông kia rồi cậu ta chính là cầm thú. Được rồi, tôi giúp cô kêu cậu ta trở lại. Trang Hạo Nhiên lập tức cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Lâm Sở Nhai. Phòng ăn ngự cảnh. Lúc đó, tôi còn đang suy nghĩ, tại sao tôi đi qua bên cạnh cô gái kia thì cô ấy tắt tôi một bạt tai, thì ra là tên nhóc Tô Lạc Hoành dở cho quỷ. Cô ấy là cao thủ taekwondo, tát tai này làm cho tôi lùng bùng lổ tai cả một tuần lễ. Lâm Sở Nhai cười nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ không nhịn được che miệng cười, cười thật vui vẻ. Lâm Sở Nhai nhớ tới cuộc sống thời đại học, hiện tại cũng cảm thấy buồn cười, sau đó cầm dao nĩa lên, cắt một khối thịt bò, đưa đến trong đĩa của Nhã Tuệ, mới nói, đây, đừng chỉ lo cười, ăn đi, cô hơi gầy. Nhã Tuệ thật vất vả nhịn cười, mới vừa muốn ăn thịt bò bít tết, nhưng lại không nhịn được bật cười, cười đến run cả người. Lâm Sở Nhai nhìn bộ dáng cô, mình cũng không nhịn được bật cười, có chút cảm thán nói, đã lâu không có gặp một cô gái nhỏ, nói đến thời đại học, cô có thể cười vui vẻ như vậy rồi. Nhã tuệ ngẩng đầu lên, có chút không hiểu, mỉm cười nhìn về phía anh. Ăn đi, chấm ngoặc kép, lâm sở nhai cũng vô cùng vui vẻ, cắt thịt bò bít tết cho cô, lúc này điện thoại di động vang lên, anh thuận tiện nhận máy. Bây giờ cậu ở chỗ nào? Trang hạo nhiên nhanh chóng hỏi. Đang dùng cơm, chấm ngoặc kép, lâm sở nhai có chút buồn cười nói không phải anh gọi tới gói cho anh chứ hóa đơn này do anh ký đấy ít nói nhảm lập tức trở về cho tôi trang hạo nhiên nói ngay tại sao người ta còn chưa ăn cơm xong lâm sở nhai không chịu lăn trở về ngay nếu không lăn trở về tháng sau phái cậu đi châu phi cho lạc đà ăn trang hạo nhiên bột một tiếng cúp điện thoại lâm sở nhai sửng sốt cầm điện thoại di động không hiểu nhìn về phía nhã tuệ nhã tuệ cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía anh nói anh làm sao vậy lâm sở nhai có chút áy náy nhìn về phía nhã tuệ cười nói thật xin lỗi lão đại của chúng tôi đột nhiên nổi điên muốn tôi trở về một chuyến cho nên tôi không có cách nào ăn trưa với cô rồi tôi ký hóa đơn trước cô nhớ ha ở chỗ này ăn thoải mái anh nói xong nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ đem đơn hóa ký xong sau đó xin lỗi mỉm cười vỗ nhẹ bả vai của cô nói ăn từ từ có cơ hội, lại mời cô ăn một bữa cơm, bồi thường nha. Không có gì, không có gì, anh bận việc gấp, có thể là việc công rồi, chúc anh mọi việc thuận lợi. Cảm ơn bữa trưa hôm nay của anh. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía lâm sở nhai cung kính nói. Cảm ơn, lâm sở nhai liếc nhìn cô một cái, mới nhanh chóng xoay người đi khỏi. Trang hạo nhiên đặt điện thoại xuống, mới nhìn đường khả hình, nhịn cười nói với cô, hài lòng chưa? bà cô lúc này đường khả hình mới thở dốc một hơi nói làm tôi sợ muốn chết nếu thật sự thân thiết với lâm phó tổng thì làm thế nào trang hạo nhiên im lặng nhìn về phía đường khả hình nói cô yên tâm nhã tuệ không phải tuyết phụ nữ lâm sở nhai thích làm sao anh biết cậu ta thích hấp dẫn phụ nữ hấp dẫn mang tính khiêu chiến nhã tuệ cùng đi ăn với cậu ta nhiều lắm cũng là vì cô ấy là bạn bè của cô cho nên thuận tiện ăn một bữa cơm mà thôi tôi nói chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói xong, liền nhìn về phía đường Khả Hinh nói, cô trông non chuyện lớn cả đời của bạn cô, chi bằng cô quan tâm chuyện lớn cả đời của mình một chút đi, không phải cô muốn hẹn xem mắt đàn ông ở nhã các sao. Tôi cũng quên hỏi cô, người đàn ông kia là người như thế nào. Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, lập tức cười nói, tốt. Anh ấy rất tốt. Trang Hạo Nhiên nheo mắt nhìn về phía cô. Cô cũng nheo mắt nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên lập tức cầm bút lên, gõ mạnh vào trán của cô, mới nói, xem cô nghịch ngợm kìa, nhớ nhìn kỹ người đàn ông xem mắt, nếu như cảm thấy anh ta có thể, mang tới cho tôi xem, vượt qua kiểm tra của tôi rồi thì cô mới có thể nói yêu thương. Tại sao? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, mở tài liệu ra, lại liếc mắt nhìn cô, mới nói, không có lý do gì. Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm. Còn không cút ra ngoài cho tôi, Trang Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận nhìn về phía cô nói, cô cho rằng ai cũng giống như cô vậy à. Ngày ngày dỗi rãnh, tôi rất bận rộn. Đường khả hình hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, mới lầm bầm thẳng bước đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa, ầm một tiếng. Ôi chao, Trang hạo nhiên lại sợ hết hồn, trái tim muốn rớt ra, anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa kia, tức giận nói, dọa chết người rồi. Nhất định là học sập cửa từ con bé tiêu đồng chết tiệt kia. Phòng làm việc tổng giám đốc tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi ngồi trước máy vi tính, nhìn về phía màn hình lớn trước mặt, hai mắt lộ ra thâm trầm, giống như chữ phía trên nút bằng trì, toàn bộ hình ảnh rối rắm thành từng đoàn. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, tưởng thiên lỗi nhàn nhạt trả lời. Đông Anh mỉm cười đẩy cửa đi vào phòng làm việc, nhìn về phía tưởng thiên lỗi mỉm cười nói, tổng giám đốc, phòng ăn nhã các cảnh biển, đã đặt xong, tất cả mọi thứ anh muốn sắp xếp, tôi đều đã sắp xếp xong rồi, xin hỏi còn căn dặn gì nữa không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, mỉm cười nói, "Không có, cảm ơn cô." "Không cần khách sáo." Đông Anh mỉm cười lui ra ngoài. "Đông Anh." chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhìn về phía cô. "Vâng." Đông Anh lập tức dừng bước, cung kính gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, nói, "Tối nay, cô biết phải nên làm như thế nào chứ?" "Biết, anh yên tâm." Đông Anh mỉm cười nói. "Ừ, đi ra ngoài đi." Tưởng Thiên Lỗi không nói chuyện nữa. Đông Anh im lặng lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, đứng ngoài cửa, có chút sầu dỉ ngừng đầu lên nhìn về phía trước, trong lòng đang suy nghĩ, tất cả sẽ thuận lợi sao. Tưởng thiên lỗi chậm rãi đứng lên, đi về phía trước cửa sổ sát đất, nhìn trời lam biển biếc phía ngoài cửa sổ, sóng lớn mãnh liệt, con chim biển trên từng ngọn sóng, kêu chói tai, bay đi, trong đầu của anh hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia và câu nói, tôi không biết trong thế giới của anh, rốt cuộc tình yêu là cái gì là có nhau một lần hay có nhau mãi mãi là dắt tay của cô ấy hay ở xa xa nhìn cô ấy hạnh phúc mà tôi nhìn thấy các người không cam lòng muốn có nhau một lần cũng không thể có nhau mãi mãi cũng không thể dắt tay của cô ấy cũng không thể ở phía xa xa chúc phúc cho cô ấy vậy tình yêu này của anh được xem là cái gì chứ nếu như có một ngày anh và cô ấy đã già sau đó quay đầu lại các người nhớ lại cái gì đây tưởng thiên lỗi anh lặng lẽ nhớ tới những lời này Nhớ tới ánh mắt sâu kín của Đường Khả Hinh lộ ra khó hiểu, hai mắt của anh chợt lóe lên, lại ngẩng đầu nhìn về phía sóng biển nơi xa, thoáng qua sầu muộn phát tán ra xung quanh. Một tiếng thở dốc tràn ra. Trời và biển theo thời gian càng không ngừng kéo dài ra, nhưng rốt cuộc bọn họ biết quý trọng thời gian sao? Biết một người nhớ nhung sẽ dài bao nhiêu sao? Biết một người chờ đợi sẽ dài bao lâu sao? Đường Khả Hinh mỉm cười nghe tiếng sóng biển ngoài cửa sổ hôm nay đã nhập xong một hóa đơn cuối cùng vào trong máy vi tính thở phào một hơi tiêu đồng đang cầm tài liệu đi tới bên cạnh đường khả hình mỉm cười nói làm xong chuyện rồi hả ừm đường khả hình lập tức gật đầu thật không chịu tiết lộ một chút người đàn ông tối hôm nay là ai vậy tiêu đồng thật sự hết sức tò mò nhìn cô cười nói ha 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 không chịu đường khả hình bật cười nói xong liền cầm điện thoại di động màu trắng có màn hình cực lớn trang hạo nhiên đưa cho mình, có chút thần bí tìm số điện thoại của người khác, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên mỉm cười, đứng dậy đi tới phòng thay quần áo, đổi lại áo sơ mi si phông màu hồng của mình, váy ngắn màu đen, mang giày bệch, sửa lại tóc ngắn của mình một chút, vui vẻ cầm túi sách, đi tới phòng ăn nhã các. Tưởng thiên lỗi tiếp tục nhìn màn hình máy vi tính, phân tích số liệu, tiếng gõ cửa vang lên, anh cũng không ngẩng đầu, đáp, vào đi. Đông Anh mỉm cười đi tới, nói với tưởng thiên lỗi nói, tổng giám đốc, hiện tại đã 7 giờ tối, thời gian đã đến. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, liền gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài cửa sổ, một áng mây hồng cuối cùng đã biến mất, liền đứng lên, nhắc tay trang màu đen, tự mình mặc vào, cài cúc áo tay trang xong, bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, không cần Đông Anh đi theo, một mình đi về phía thang máy. Nhã các nhà hàng Tây 26 tầng nằm trong tòa nhà chính khách sạn Á Châu, trước mặt nhìn ra phong cảnh trên biển xinh đẹp nhất thành phố, mà đặc biệt nhất, nó là phòng ăn theo kiểu di động, chỉ cần khách đồng ý, căn phòng có thể ở trong tầng lầu xoay tròn xuống dưới, hoặc cả tầng lầu bay lên không chung, xoay tròn 360 độ, thưởng thức phong cảnh mặt biển. Cửa thang máy mở ra, đường khả hình thật vui vẻ đi ra thang máy, nhìn về phía quản lý đã sớm ra đón tiếp, có chút ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, tôi là thư ký. Tổng giám đốc Trang, tôi tên là Khả Hinh. Vâng, chúng tôi đã nhận được thông báo của bộ phận hành chính, mời cô đi theo tôi. Chấm ngoặc kép, quản lý chu mỉm cười mời đường khả hình đi vào phòng VIP cao cấp. Đường khả hình kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía căn phòng sang trọng ấm áp, đột nhiên mỉm cười. Tưởng thiên lỗi đứng ở bên trong thang máy VIP bí mật, nhìn thang máy sắp đến tầng lầu nhã các, hai mắt của anh lộ ra một chút dịu dàng, trong tay cầm cái hộp nhỏ, khẽ mỉm cười. Thời gian đã 8 giờ đại sảnh khách sạn Á Châu. Một chiếc xe Mercedes phiên bản dài chậm rãi dừng ở trước đại sảnh khách sạn, như mặt mặc váy ren dài màu xanh nhạt, vén mái tóc bồng trang nhã, đeo hoa tai ngọc trai, tay cầm túi sách Gucci, mang giày cao gót màu trắng, đi về phía đại sảnh khách sạn Á Châu, nhìn thấy Đông Anh cúi đầu đi tới, liền mỉm cười hỏi, Đông Anh, Tổng Giám Đốc tưởng đâu? chương 260, đừng đi. Tổng Giám Đốc đang ở câu lạc bộ, chấm ngoặc kép, Đông Anh mỉm cười nói hả như mạt ngạc nhiên nhìn về phía đông anh nói hiện tại anh ấy ở trường đua ngựa đúng vậy đông anh lại nhẹ nhàng đáp lời như mạt có hơi thất vọng nói nếu như vậy vậy tôi đi về trước đông anh mỉm cười nói cô đã đến rồi hôm nay phòng ăn nhã các có món ăn mới nhất không bằng mời như mạt tiểu thư đi qua thưởng thức không cần chấm ngoặc kép như mạt có hơi thất vọng muốn xoay người đi khỏi như mạt tiểu thư mời chấm ngoặc kép Đông Anh lại mỉm cười xin phép cô đi trước. Như mà tò mò nhìn cô một cái, chỉ đành bảo người giúp việc ở phía sau lưng không cần đi theo, cô nhấc khẽ đuôi váy, theo Đông Anh vào thang máy, nhấn tầng lầu nhã các nhà hàng Tây. Cửa thang máy mở ra. Đông Anh mỉm cười mời như mà đi ra thang máy. Như mà nhìn cô một cái, có hơi nghi ngờ mỉm cười, nhấc khẽ đuôi váy, dọc theo đại sảnh trang nhã, bước lên thảm màu tím, theo thói quen đi về phía phòng vip trang nhã, nhưng Đông Anh lại xua tay mời Như Mạt xoay người đi vào, phòng cảnh biển, Như Mạt lại kinh ngạc nhìn về phía Đông Anh, dịu dàng nói, "Đông Anh, cô cũng biết, tôi cũng không thích dùng cơm trong phòng, tôi sẽ không thoải mái." "Biết rồi, mời cô vào." chấm ngoặc kép, Đông Anh mỉm cười đẩy nhẹ cửa. Như Mạt lại ngạc nhiên nhìn cô một cái, có chút không vui cất bước đi vào phòng cảnh biển, nhất thời nhìn thấy trong phòng đầy ánh nến nhỏ sáng rực, cô sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Thiên lỗi mặc tây trang màu đen áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, nghiêm nghị phong độ đứng ở bên cạnh cửa sổ sắt đất, đang khẽ mỉm cười nhìn mình. Trong chớp mắt, hai mắt như mặt đỏ thắm, nghi ngờ nhìn về phía anh, tại sao lại ở chỗ này? Đông Anh không lên tiếng nữa, chỉ im lặng đóng cửa lại. Tưởng thiên lỗi vẫn đứng ở trước cửa sổ sát đất, hai mắt lộ ra thâm tình, nhìn về phía như mạt. Lúc này hai mắt như mạt đã rưng rưng, mới phát hiện vây quanh giữa hai người là một đoàn hoa hồng hình trái tim, ngay chính giữa đặt một đóa hoa hồng màu trắng, có vẻ rất giống như tâm ý, cô kích động mỉm cười, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, từ trong sâu thẳm tâm hồn gọi anh, Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng gọi như thế, hai mắt lóe lên một cái, nhìn ra tâm trạng của anh có chút căng thẳng, nhưng vẫn thở nhẹ, bước về phía Như Mạt, cúi xuống, nắm nhẹ hai tay của cô, bóp nhẹ, rồi cùng đi về phía đoàn hoa hồng hình trái tim, cho đến khi hai người đứng ngay chính giữa vẻ mặt tưởng thiên lỗi có chút căng thẳng thở ra một hơi, như mặt chớp đôi mắt mơ mộng nghi ngờ nhìn anh. Hai mắt tưởng thiên lỗi chợt lóe lên mãnh liệt, rốt cuộc thấp giọng nhẹ nhàng chậm rãi, cảm tính, khan khan nói, anh nhớ lần đầu tiên anh gặp em là ở rất nhiều rất nhiều năm trước, khi đó em là một cô bé xinh đẹp hay thẹn thùng. Như mặt ứ lệ nhìn anh, tưởng thiên lỗi sâu kín hồi tưởng lại quá khứ, khẽ mỉm cười. Có chút hoài niệm nói, thật ra lúc anh mới gặp gỡ em cũng đã rất kinh ngạc, Tại sao trên thế giới này có thể có một cô bé xinh đẹp như vậy? Trong chớp mắt, anh đã bị em hấp dẫn thật sâu. Như mạt mỉm cười nhìn anh. Tưởng Thiên lỗi lại nhẹ nhàng chậm rãi nhớ lại, khi đó, anh nhìn em ngồi ở trên xích đu nhà của chúng tôi, mặc váy trắng xinh đẹp, bay tới bay lui, đôi mắt to sáng lấp lánh, rất thu hút, lúc đó, anh đã biết, rất nhiều hình ảnh sẽ ghi vào trong tim anh, mãi mãi sẽ không bao giờ quên. Nước mắt Như Mạt lăn xuống hai mắt tưởng thiên lỗi lộ ra một chút đau lòng nói, anh cũng cho rằng, tinh thần và thể xác em cũng sẽ mãi ở trong thế giới của anh, rực rỡ giống như đóa hồng, đã qua nhiều năm, món ăn em thích anh đều thích, anh thích mùi hương tỏa ra từ người em, anh thích những chuyện em làm, thậm chí vì anh, đi học quản lý khách sạn, anh luôn nhận tình yêu của em, nhưng cho lại em thật ít, thậm chí anh đã quên mất tâm trạng của em, em yêu thích, em vui vẻ, em hạnh phúc, bao gồm nỗi khổ sở của em. Anh nhốt em vào trong thế giới của anh, cho rằng như vậy em sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ, nhưng... Anh lại bỏ quên nổi khổ sở lớn nhất trong lòng em, đó chính là thiếu sót. Nước mắt như mà từng viên lăn xuống. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn như mạt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô theo năm tháng nhuốn vào chút tiểu tụy. Anh đau lòng vươn tay khẽ xoa mặt của cô, thật lòng nói, thật ra đêm đó em kết hôn, anh rất khổ sở, anh không thể tin được. Trên thế giới này, người anh yêu nhất lại phản bội anh, đi khỏi anh, chấm ANS tức giận hận không được hủy diệt toàn thế giới. Đã qua nhiều năm rồi, mặc dù anh vẫn yêu em, nhưng anh cũng thật hận em, hận em tại sao muốn đi khỏi anh. Nhưng anh sai rồi, thật xin lỗi. Như mặt kích động nhìn tưởng thiên lỗi, muốn nói gì đó, lại không dám nói ra, chỉ sợ nói một câu, trong chớp mắt sẽ hủy diệt ước mộng. Tưởng thiên lỗi thâm tình nhìn như mặt, hai mắt rưng rưng, giọng nói run rẩy nói, nếu khi đó, anh không tập trung tranh đấu với hạo nhiên, nhất định sẽ phát hiện em bị nhà họ tần ép khổ sở như vậy, cho tới trước lúc em cưới, anh nhìn ánh mắt của em lúc đi khỏi rất buồn bã. Như mà đột nhiên khổ sở rơi lệ, thâm tình nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cắn chặt răng, cố nén nước mắt hiện lên trong hai tròng mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên chán cô, nói thật xin lỗi, đã nhiều năm vẫn hận em, thật xin lỗi, đã nhiều năm vẫn không tha thứ cho em. Như mà cố nén thân thể run rẩy, mặc cho nước mắt từng viên lăn xuống tưởng thiên lỗi bưng chặt khuôn mặt của như mạt mạnh thở một hơi vẫn đau lòng nói rất nhiều năm vẫn cầm tay em muốn buông ra nhưng buông ra trong chớp mắt giống như sinh mạng quan trọng nhất sẽ biến mất thống khổ và mất mát làm cho anh không thở nổi muốn chết đi cho dù anh cố gắng như thế nào nhưng số phận luôn là để cho anh trở lại bên cạnh em anh bắt đầu chấp nhận bắt đầu thỏa hiệp bắt đầu tiếp nhận có lúc trong chớp mắt muốn dắt tay của em cùng em biến mất khỏi đất nước này dẫn em đến chân trời góc biển nhưng anh biết rõ em sẽ không đi theo anh bởi vì cuộc đời của em thiếu nợ nhà họ tần quá nhiều anh tôn trọng tình thân này của em anh cố nén tình cảm của chính anh anh có thể đè nén cả đời chỉ cần em có thể hạnh phúc như mà đau lòng đưa hai tay ra bưng mặt của anh thâm tình rơi lệ nhìn anh tưởng thiên lỗi nắm nhẹ hai tay của cô đau lòng cúi đầu nước mắt kiên cường lóe lên trong ánh nến kích động nói nhưng gần đây anh giống như cảm thấy anh sắp mất em, nếu anh không bắt được em, anh sẽ mất em. Sẽ không, anh mãi mãi sẽ không mất em, em yêu anh. chấm ngoặc kép, như mà rơi lệ nói. Không, chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên lỗi thở dài nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, thâm tình vội nói, có lúc, số mạng thật đáng sợ, trong chớp mắt, nó có thể mang đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời người, anh không chấp nhận số mạng, nhưng đối mặt với tình yêu của em, anh tình nguyện tin tưởng luân hồi. Hy vọng kiếp sau có thể gặp em. Nhưng hiện tại anh không chờ được kiếp sau, bởi vì giữa chúng ta, từng kỷ niệm đều là khổ sở, vậy em mang hạnh phúc nào để tìm anh ở kiếp sau? Anh hy vọng kiếp này em có thể hạnh phúc, anh chắc chắn kiếp này cũng chỉ có anh mới có thể cho em hạnh phúc. Anh không muốn lãng phí thời gian nữa, anh khát vọng cùng người anh yêu nhất ở chung một chỗ. Tha thứ cho anh đã từng đối với người khác động lòng, tha thứ anh đã từng mệt mỏi, nhưng anh quả thật yêu em, như mặt, anh yêu em như mà cảm động bật khóc gật đầu nói em biết rõ em luôn cho rằng anh yêu em tưởng thiên lỗi thâm tình nhìn như mạt nhìn người phụ nữ mình yêu cả đời đột nhiên ở trước mặt cô chậm rãi quỳ xuống một chân nắm nhẹ tay của cô đặt ở trên môi hôn thâm tình nhìn cô móc ra một cái hộp nhung đỏ thẫm mở ra ở trước mặt của như mạt một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh xuất hiện như mạt kinh ngạc rơi lệ nhìn anh tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn như mạt vẻ mặt kích động nói như mạt chúng ta kết thúc loại cuộc sống khổ sở này đi qua nhiều năm em khổ sở lựa chọn tuy rằng nó không để cho nhiều người hạnh phúc anh và em cùng nhau kết thúc cuộc sống khổ sở này đi mặc kệ tình yêu giữa chúng ta bị bao nhiêu người chê bai anh đều chấp nhận tiếp nhận nó anh có thể vì tình yêu của chúng ta buông tha tất cả mọi thứ anh đang có chỉ cần em chấp nhận ở bên anh được không sao cho anh một cơ hội để cho em được hạnh phúc một lần nữa như mặt khiếp sợ nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi vẫn thâm vê quỷ gối trước mặt cô, nhìn cô, nói tiếp, như mặt. Dũng cảm một chút, đi ra khỏi cái lồng tù đó, hôm nay anh không muốn tôn trọng cuộc sống của em nữa, bởi vì cuộc sống của em và tình yêu giữa chúng ta đều sai. Chúng ta đều sai, như mặt, dũng cảm một chút, đi về phía anh, anh sẽ làm cho em hạnh phúc, mặc kệ bao nhiêu người trách mắng chúng ta, anh đều nhất định sẽ bảo vệ em chống đỡ mũi tên nhọn đáng sợ nhất trên thế giới này anh tình nguyện một mình chịu đựng vạn tên xuyên tim chỉ cần em tới đến trước mặt của anh là được nước mắt như mà tuôn như suối mọi thứ xung quanh giống như hỗn loạn không biết nên làm sao như mạt tưởng thiên lỗi khổ sở và đau lòng nhìn cô chấm ngoặc kép gả cho anh đi anh sẽ làm cho em hạnh phúc vứt bỏ gông xiềng trong cuộc đời của em gả cho anh đi tương lai anh sẽ cho em một hôn lễ lớn nhất thế kỷ đón cô dâu xinh đẹp nhất thế giới của anh. Như mà đột nhiên mỉm cười, mới vừa muốn cúi đầu, cũng đang trong lúc này, điện thoại di động vang lên, cô sững sờ, đột nhiên lau khô nước mắt, từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là điện thoại nhà, cô khích động alo một tiếng. Cô chủ, cô mau trở lại, hôm nay tâm trạng cậu chủ đột nhiên thật không tốt, vết thương cũng đột nhiên tái phát, hiện tại gấp rút đưa đến bệnh viện. Quản gia đột nhiên gọi như mạt, như mạt hoảng hốt, gấp gáp gọi, anh ấy đi bệnh viện lúc nào. Hiện tại vừa mới tới, cậu ấy vẫn luôn gọi tên của cô. Quản gia nhanh chóng nói. Như mặt lập tức căng thẳng nói, ông nói với anh ấy, nói tôi lập tức đến bệnh viện ngay. Vâng, như mặt cúp điện thoại, đột nhiên nóng lòng rơi lệ cúi đầu nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng gấp gáp khổ sở nhìn như mặt, van xin nói, đừng đi, như mặt. Đừng đi, để cho anh sống ích kỷ một lần, đừng đi tối nay ở lại, anh cầu xin em, như mạt. Như mạt khổ sở nhìn tưởng thiên lỗi, rơi lệ nói, thiên lỗi, vết thương đạn bắn của vĩ nghiệp bị tái phát, đây là chuyện rất nghiêm trọng, em không thể không trông nom nếu như không có nhà họ tần, chúng ta cũng không có bắt đầu, cũng sẽ không có tình yêu, thật xin lỗi, tối nay em nhất định phải tới, chuyện của chúng ta, ngày sau bàn lại. Thật xin lỗi, cô nói xong, đột nhiên nhẫn tâm đứng lên, chạy ra bên ngoài. Tưởng Thiên lỗi một mình ngồi trước đoàn hoa hồng, hai mắt ứa lệ, xẹt qua một chút khổ sở tuyệt vọng, tay chậm rãi rũ xuống, chiếc vòng tròn nhỏ hẹp dùng để nhốt chặt một cuộc đời, đột nhiên từ trong hộp nhung lăn ra, rơi vào trong cánh hoa. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 261: Làm bạn. Đường Khả Hinh rất tức giận đi ra phòng ăn nhã các, đi tới trước thang máy, ấn nút xuống lầu, tức giận nói, thật là quỷ hẹp hòi. Cho dù xem mắt không thành công cô cũng phải ăn cơm với tôi chứ. Khó được lão đại của chúng tôi đặt cho một chỗ, vốn là giữ cho cô và quản lý thứ hai dùng xem mắt mà. Hừ, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Đường khả hình ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của tưởng thiên lỗi xuất hiện tại trước thang máy, đầu cúi xuống, mặc áo sơ mi trắng, nhuộm vài giọt rượu màu đỏ thấm, cô đột nhiên rất kinh ngạc nhìn về phía anh, gọi nhỏ tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi im lặng, chỉ đứng ở bên trong thang máy, im lặng không lên tiếng, vẻ mặt tiêu tụy mất mát đến đáng sợ. Đường khả hình trợn to hai mắt, mất hồn nhìn về phía anh. Cửa thang máy dần dần đóng lại. Đường khả hình điên cuồng bấm cửa thang máy, trong chớp mắt cửa mở ra, đi vào, căng thẳng nhìn về phía anh, hỏi, này. Anh làm sao vậy? Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, đột nhiên thân thể nghiêng một cái đổ trên người đường khả hình, một mùi rượu nồng nặc cũng đập vào mặt cô, cô ôi một tiếng, Tiếp được thân thể cường tráng của anh, cả người cùng anh ngã xuống đất, cửa thang máy ẩm ẩm đóng lại, dừng ở tầng 13, Khả Hinh ôi một tiếng, bị anh đè ở trên người, nóng đến người đầy mồ hôi, ôm thân thể anh say khước, gần muốn ngủ mê man, kêu to, này! Anh làm sao vậy hả? Tại sao uống nhiều rượu như vậy? Khuôn mặt tưởng thiên lỗi lạnh cứng, hai mắt lại mờ đục mơ hồ, cúi đầu ở trên người đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thở hồn hền, nghiêng mặt sang bên nhìn anh như vậy nghĩ anh đường đường là tổng giám đốc, lại uống rượu đến như vậy quá mất mặt rồi, cô lập tức đẩy người anh ra, vươn tay, khó khăn nhấn số tầng lầu cuối, cảm ơn trời đất, nhã các và cao ốc văn phòng tổng giám đốc cùng một tòa lầu. Này, tưởng thiên lỗi, đường khả hình đỡ người anh dậy, ngẩng đầu lên, nhìn mặt của anh, căng thẳng hỏi anh làm sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ, tại sao anh uống nhiều rượu như vậy hả? Tưởng thiên lỗi không nói gì, chỉ đứng vững thân thể, vẫn không nhịn được nghiêng về hướng đường khả hinh ai chấm ngoặc kép đường khả hinh lại chật vật ôm lấy người anh cảm giác thân thể của anh nặng như ngàn cân ép tới mình đổ mồ hôi cô thở không nổi ôm chặt người anh sốc lên quay đầu nhìn số tầng lầu đã lên đến tầng chót cô thở phào một hơi suy nghĩ có lẽ đông anh và mấy thư ký còn ở nơi đó cô lại thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi đứng ở bên cạnh mình vẻ mặt của anh vẫn lạnh cứng nhưng trong tròng mắt vẫn không giấu được bi thương chảy ra ngoài Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng của anh, liền nhíu mày thật chặt, nói anh làm sao vậy hả? Tại sao uống rượu đến như vậy? Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhìn ai, chỉ lạnh lùng nhìn phía trước. Đường Khả Hinh lại nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Hai mắt anh vẫn đông lạnh nhìn về phía phía trước. Đường Khả Hinh cau mày, nhìn dáng vẻ anh say rượu, xem ra say rượu vẫn còn rất tốt, hai mắt xẹt qua nụ cười, nghe ở phía sau mở ra, cô lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa kinh ngạc phát hiện cả tầng lầu tổng giám đốc, bao gồm bộ phận hành chính, bộ thư ký, toàn bộ tắt đèn, bên trong một mảnh tối tăm. Lúc này, cô mới nhớ tới hôm nay là thứ sáu, tất cả mọi người tan việc rồi, cô lập tức xoay người nhìn bộ dáng tưởng thiên lỗi đứng có chút không vững, liền thở dài, đỡ người anh đi ra thang máy, đẩy anh đi ra ngoài. Định không để ý nói anh, anh, tự mình nghỉ ngơi thật khỏe. Tôi, tôi đi đây. Cô nhìn anh cũng không nhúc nhích, nghĩ chắc là đứng vững rồi, liền im lặng xoay người đi vào thang máy đè xuống nút đóng cửa cô đứng ở trong cửa thang máy nhìn bóng lưng anh cao lớn kiêu ngạo lại cô đơn cắn chặt răng chớp mắt một cái để cho thang máy chậm rãi đóng lại tưởng thiên lỗi chớp mắt một cái che giấu bi thương thoáng qua đỏ thắm và cô đơn lúc này cửa thang máy mở ra ánh sáng từ trong thang máy hắt ra đường khả hinh đứng ở bên trong thang máy bất đắc dĩ và đau lòng nhìn bóng lưng của anh đôi mắt cứng ngắc của tưởng thiên lỗi đột nhiên hiện lên giọt lệ đường khả hình im lặng không lên tiếng đi ra thang máy đưa ra đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm cánh tay to lớn của anh đỡ người anh vẫn có chút không yên đi về phía trước tưởng thiên lỗi vẫn say khước chỉ là bước theo bước chân của cô đi về phía trước cả tầng lầu tổng giám đốc một mảnh tĩnh lặng chỉ truyền tới tiếng bước chân đi bộ lặng lẽ đường khả hình đỡ tưởng thiên lỗi đi tới trước cửa phòng làm việc đưa tay đẩy cửa ra bên trong vẫn một mảnh u ám cô muốn đưa tay mở đèn nhưng thật sự không biết công tác mở đèn ở nơi nào cô thở dài một hơi không thể làm gì khác hơn là mượn ánh đèn yếu ớt của các con tàu biển ngoài cửa sổ chiếu tới đỡ anh đi về phía bên ghế salon mới vừa muốn ngồi xuống cả người anh đã ngã ngồi ở trên ghế salon mặt ngó cửa sổ sát đất nhìn ánh đèn mờ nhạt ngoài cửa sổ dường như nhìn thấy được hình ảnh xa xăm trong sương mù dày đặc giống như giấc mộng buổi sớm có một cô gái nhỏ ngồi ở trên xích đu, cười khanh khách ngọt ngào, bay tới bay lui, hai tròng mắt anh đột nhiên xẹt qua một chút đau lòng, nước mắt tiếp tục tràn ra. Đường khả hình đứng ở một bên, nhìn bộ dáng anh tiều tụy và đau lòng như vậy, cô cũng không nhịn được đau lòng, chậm rãi đi đến trước mặt của anh, nửa ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, sâu kín nói tưởng thiên lỗi, xảy ra chuyện rất bi thương sao. Ở trong suy nghĩ của tôi, anh tuyệt đối sẽ không bị đánh ngã, chuyện gì vậy? tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng chỉ hãm sâu ở trong bóng tối nhìn ánh đèn phía ngoài cửa sổ thật cô đơn đường khả hinh nhìn bộ dáng anh im lặng đột nhiên có chút tức giận nói anh không muốn nói chuyện tôi đi đây tưởng thiên lỗi vẫn chìm ở trong thế giới kia thật im lặng giống như quyết tâm muốn đắm chìm đường khả hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái ngay lập tức đứng lên đi ra ngoài phịch một tiếng đóng cửa lại tưởng thiên lỗi vẫn giống như người chết ngồi tại chỗ cũng không nhúc nhích qua một lúc thật lâu đường khả hình đột nhiên đẩy mở ra sau lưng nghênh đón một luồng sáng trong tay của cô đang cầm một ly trà sâm của phòng thư ký nhìn bóng lưng của anh một cái im lặng thở dài không có mở đèn biết lúc này có lẽ anh hy vọng núp ở trong bóng tối liền từng bước từng bước nhẹ nhàng cầm ly trà sâm đi tới trước mặt của anh nhìn anh nói tôi biết rõ bây giờ anh không muốn nói gì cũng không muốn uống cái gì cũng không muốn làm gì nhưng tôi muốn nói cho anh biết, ngày mai là nghi thức kéo cờ câu lạc bộ Jockey mới, anh hẳn phải đi tham gia, nhưng tối nay anh không uống xong trà sâm này, anh không chỉ sẽ rất đau đầu, mà sắc mặt còn không tốt, đến lúc đó hai mắt bị quầng thâm cũng không còn đẹp trai. Tưởng thiên lỗi vẫn nhìn về phía trước, không lên tiếng. Đường khả hình không có cách nào, suy nghĩ tại sao người này lại bướng bỉnh như vậy. Cô tức giận ngồi ở bên cạnh anh, cầm cái muỗng nhỏ đã sớm chuẩn bị xong, múc một muỗng sâm, thổi thổi, cảm giác nó bớt nóng, liền tự mình đưa đến bên môi, nhìn anh nói uống một chút, hả? Tưởng thiên lỗi vẫn tựa vào trên ghế salon, nhìn phía ngoài cửa sổ, trong màn đêm, ánh mắt lóe ra ánh sáng rất cô đơn tĩnh mịch. Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình tức giận nhìn bộ dáng anh, bộc một tiếng, nện chén xuống, sau đó đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài, cổ tay bị người nắm chặt, cô tức giận quay đầu lại. Tưởng thiên lỗi ngồi ở trên ghế salon, im lặng không lên tiếng nắm cổ tay của cô, hai mắt nhìn phía trước. Cô bất đắc dĩ nhìn anh, cảm thấy lòng bàn tay của anh có chút lạnh lẽo. Ánh mắt tưởng thiên lỗi lộ ra một chút đau lòng và cô đơn, nhẹ nhàng dắt cô gái trước mặt, chậm rãi kéo để cho cô ngồi ở bên cạnh mình. Đường khả hình lại ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, rất nặng nề và mệt mỏi dựa xuống, trong lúc khả hình nghi ngờ, cứ nằm xuống, đầu gối ở trên đùi khả hình. Đường khả hình giật mình hít vào một ngụm khí lạnh, trừng lớn con ngươi, hai tay trống ở trên ghế salon, thân thể ngửa ra sau, kinh ngạc nhìn anh cứ nằm xuống, đầu gối ở trên đùi của mình, rất mệt mỏi, hai mắt nhắm lại, cô có chút gấp gáp kêu nhỏ, này. Anh làm sao vậy? Anh nhắm mắt lại, cũng không nói lời nào, nhưng có thể nhìn ra đôi mắt của anh khẽ di động, có chút giọt lệ nhẹ ứa ra. Đường khả hình có chút khiếp sợ, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi không có nói gì, chỉ xoay người, mặt hướng vào đường khả hình, khuôn mặt kiên nghị dán vào bụng của cô, nghe trong thân thể cô lộ ra bi thương, trái tim của anh lại đau đến khó chịu, đưa hai tay ra ôm thân thể nhỏ nhắn, cắn chặt răng, nước mắt khổ sở chìm vào trong bóng đêm. Đường khả hình chớp mắt, khẽ cắn môi dưới, đôi tay nắm chặt ghế salon, do so dự một lúc, mới cúi đầu, rất dịu dàng nhìn nửa khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông này, cảm giác sống mũi cao thẳng của anh dán nhẹ vào bụng của mình, truyền đến một chút ấm áp, trong lòng của cô giống như xẹt qua một chút ấm áp, chậm rãi đưa tay lên, ở trong bóng tối, muốn xoa nhẹ khuôn mặt của anh, nhưng bàn tay nhỏ bé ngừng giữa không chung, lại do dự một lúc, vẫn đặt nhẹ bàn tay nhỏ bé lên khuôn mặt của anh. Có lẽ anh cảm nhận được cô dịu dàng, lại ôm chặt thân thể của cô, mặt dán vào bụng của cô, muốn thu lấy chút ấm áp. Đường khả hình bất đắc dĩ khẽ thở dài, bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ khuôn mặt của anh, ngón tay trò co lại, nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt của anh, cho đến trên môi anh hai mắt của cô ươn ướt vừa định đưa ra bàn tay nhỏ bé lại cảm thấy mặt của anh khẽ di chuyển cánh môi khẽ hôn bàn tay nhỏ bé của cô giống như cảm ơn cô tối nay ở lại làm bạn nước mắt của cô lăn xuống đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng đặt ở trên người của anh ngón tay nắm nhẹ bả vai cứng rắn của anh cảm thấy cuộc sống của anh nặng nề liền thở dài một cái nước mắt lại lăn xuống rồi hít mũi một cái vội vàng lau khô nước mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng đêm nơi xa sâu kín nhắm mắt lại. chương 262, tối hôm qua làm chuyện gì? 9 giờ tối. Phòng Tổng thống. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần thường màu trắng, nằm ở trên giường, đôi mắt ở trong màn đêm lóe lên, càng lúc càng cảm thấy có chút không ổn, lại có chút lo lắng cầm điện thoại bàn tại mép giường, trực tiếp gọi điện thoại của quản lý phòng ăn nhã các, hỏi thẳng đường khả Hinh có tới dùng cơm với một vị tiên sinh không? Không có, Tổng Giám đốc, Cô ấy một mình ngồi ở trong phòng, dùng xong bữa ăn tối, cho đến lúc đi cũng hết sức tức giận. Quản lý phòng ăn cung kính trả lời câu hỏi của anh. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức từ trên giường ngồi dậy, không nói hai lời, vén chăn lên, nhanh chóng cầm điện thoại di động, vẻ mặt nghiêm túc đi ra phòng tổng thống. Tối nay bầu trời rất yên tĩnh, sóng biển mãnh liệt đi qua, không gian rơi vào một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng sóng nhẹ nhàng xô trên bãi cát. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng chạy ra khách sạn Á Châu, thở hổn hển nhìn cả đại sảnh khách sạn, lúc này đã hơn 9 giờ, khách vẫn còn rất nhiều, tới lui ở đại sảnh náo nhiệt, anh nhìn quanh khắp nơi, bây giờ không có người, ngay lập tức ném chìa khóa cho nhân viên tiếp tân, nhân viên tiếp tân nhận lấy chìa khóa, lập tức đi ra ngoài, anh tận dụng thời gian trống này, lại tìm người từng góc một, vẫn không có tung tích, anh nhớ tới đêm hôm đó, đường khả hinh đứng ở trước mặt mẹ, khóc thầm, cô đơn và khổ sở anh thở dài một hơi, đi ra đại sảnh, ngồi lên xe của mình, phóng xe đi. Chiếc Audi Pipeek màu trắng vẫn chạy khắp nơi trong thành phố. Lúc này, sao trời lặng lẽ biến mất, mơ hồ thay thế vào là cơn mưa phùn giống như màn tơ mỏng, rối rít rơi xuống. Trang hạo nhiên mở bồng xe ra, chạy trong mưa phùn, vẫn nhìn quanh khắp đường phố náo nhiệt. Lúc này, điện thoại di động reo lên, anh nhanh chóng đẻ xuống tai nghe Bluetooth, nghe điện thoại của Lâm sở nhai cô ấy về nhà rồi sao? không có quản lý lưu vẫn còn ở phụ giúp ở câu lạc bộ trong nhà cũng không có ai trả lời không chừng cô ấy trở về rồi lại đi đâu đó không phải bởi vì xem mắt thất bại hoặc chuyện khuôn mặt bị đối phương chê chứ lâm sở nhai cũng có chút lo lắng nói cúp trang hạo nhiên không lên tiếng nữa nhanh chóng lái xe tiếp tục chạy khắp trong thành phố thậm chí chạy vào con hẻm nhỏ tĩnh mịch nhanh chóng tắt máy đi xuống xe dọc theo con đường nhỏ quen thuộc đi tới trước cái sân nhỏ kia tối nay vẫn giống như đêm đó, mưa phùn rơi xuống, một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc áo bông trắng, quần lửng màu đen bẩn, đang cố hết sức khiêng một bao ốc vít kim loại từ nhà hàng xóm muốn đem về nhà gia công, nhưng cho dù bà kéo thế nào cũng kéo không nổi, Trang Hạo Nhiên đứng ở nơi hẻo lánh. Nhìn thấy bóng lưng bà gì, vẻ mặt lộ ra một chút đau lòng. Lý Tú Lan kéo đến đầu đầy mồ hôi, thật sự vẫn không nhúc nhích, liền đi về phía đầu cái hẻm nhỏ, gọi hàng xóm tới giúp một tay. Trang Hạo Nhiên im lặng đi lên trước, cắn chặt răng, khiêng bao ốc vít kim loại nặng nề, đi vào trong sân nhỏ, đặt xuống tại một khối đá lửa trước cửa nhà, sau đó nhanh chóng móc bóp ra, từ bên trong rút ra một 000 đồng, đặt ở trước bao ốc vít kim loại, anh chăm chú nhìn 10 tờ tiền 100 đồng, suy nghĩ một chút, liền nhanh chóng đi ra ngoài, Lý Tú Lan từ cua quẹo trở lại, trên mặt lộ ra dối rắm ngẩng đầu lên nhìn không thấy bao ốc vít kim loại trước mặt, bà giật mình, nhanh chóng đi vào cái sân nhỏ lại thấy bao ốc vít kim loại lành lặn đặt xuống bên cạnh bàn máy gia công của mình. Phía trên còn đặt vài tờ tiền 100 đồng, bà kinh ngạc xoay người, đi ra khỏi sân nhỏ, kêu to, là ai vậy? Tại sao phải giúp tôi? Trang hạo nhiên nhanh chóng ngồi lên xe thể thao, sau đó lái xe đi khỏi, tiếp tục lái xe chạy khắp thành phố, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phất phới nước mưa, trong lòng lầm nhầm một câu, đường khả hinh, cô ở đâu? Tại sao gọi điện thoại cho cô, cô không nghe máy? trong phòng tổng giám đốc tối đen người kia đã say rượu ngủ thật say có một cô gái nhỏ cả đêm qua không ngủ cũng bởi vì chăm sóc người kia quá mệt mỏi cũng trầm chầm, chầm ngủ say đầu ngẩng lên tay vẫn có chút lo lắng đặt lên trên mặt của anh điện thoại bên cạnh ghế salon một lần hai lần ba lần vang lên âm thanh chấn động nhấp nháy ánh sáng màu xanh dương từng lần thắp sáng không gian u ám nhưng bởi vì cô gái nhỏ thật sự quá mệt mỏi tiếng chấn động và chút ánh sáng này thực sự quá yếu ớt 3 giờ sáng, Trang Hạo Nhiên đã không còn gọi điện thoại, lo lắng lái xe trở lại khách sạn Á Châu, không dám nói cho Nhã Tuệ đang trực, để phòng cô lo lắng, anh đang suy nghĩ làm sao tìm được người. Đang trong lúc này, anh dừng bước lại, nhìn thang máy trước mặt mở ra, mấy người khách đi ra, ánh mắt của anh lóe lên một cái, liền bước nhanh về phía phòng quan sát lầu phụ, yêu cầu nhân viên theo dõi kiểm tra camera thang máy tầng lầu nhã các từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng. Nhân viên giám sát nhanh chóng kiểm tra băng từ Quay lại thời gian thang máy theo yêu cầu của anh. Hai tay trang hạo nhiên trống trên mặt bàn máy theo dõi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía này màn hình TV, lại nhìn thấy một người làm cho anh kinh ngạc, tưởng thiên lỗi với vẻ mặt tiểu tụy đi vào thang máy, trên áo sơ mi còn nhỏ giọt rượu, anh nhíu mày, nhìn người nọ thế nào. Sau đó trong camera xuất hiện hình ảnh đường Khả Hinh, ánh mắt của anh sáng lên, nhìn thấy Khả Hinh mới đi vào thang máy, sau đó tưởng thiên lỗi té ở trên người của cô. Hai mắt của anh chợt lóe, cuối cùng buông lỏng thở dốc một hơi, không nói nhìn hai người bên trong thang máy. Sáng sớm hôm sau, đêm qua mưa phùn mang tới không khí mát mẻ, khí trời vẫn còn ẩm ướt, có vẻ hơi lạnh, Đường Khả Hinh nằm trên ghế salon run rẩy, liền chờ mình kéo quần áo đắp lên trên người của mình, vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng thật sự quá lạnh, cô thở dốc một hơi, cuối cùng nhíu mày, hơi hé mắt ra, đột nhiên cảm giác ánh mặt trời chiếu vào hai mắt của mình, cô lại thở dốc một hơi, nheo mắt lại không ngờ nhìn thấy một bóng đen đong đưa trước mặt của mình, cô đột nhiên tỉnh giấc, thấy một người đàn ông mới vừa mặc quần tây màu đen. Nửa người trên lộ ra bắp thịt rắn chắc, kéo một cái áo sơ mi trắng, nhanh chóng mặc vào, đi về phía cửa sổ sát đất, tay cài cúc áo xong, giọng nói trầm trầm truyền đến, đã tỉnh rồi hả? Đường khả hình bỗng chốc ngồi dậy, đầu tóc rối bời, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía tưởng thiên lỗi đã lạnh lùng xoay người, hơi sắn tay áo sơ mi, đoán chừng mới vừa rửa mặt xong, ngồi ở trên ghế salon đối diện mình, mở một phần tài liệu khẩn cấp, xem như không có việc gì. Cô khiếp sợ nhìn bộ dáng của anh, nhanh chóng nghĩ đến bản thân mình, nói tối hôm qua tôi ngủ ở chỗ này hả? Nói nhảm, tưởng thiên lỗi nhanh chóng lật một tờ tài liệu. Vậy tại sao anh không gọi tôi dậy? Đường khả hình lập tức muốn kéo cái áo trên người mình, mới phát hiện là tây trang của tưởng thiên lỗi, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Gọi cô tỉnh dậy, cô đã sớm cút đi rồi. Tưởng Thiên lỗi nhanh chóng xem nội dung trong văn kiện. Anh chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cái người không có lương tâm, tức giận khẽ hừ, giật tay trang của anh ra, vội vàng quẹt miệng, sợ mình chảy nước miếng, sửa sang lại tóc của mình, kéo t-shirt, kéo váy, giống như làm chuyện trái với lương tâm, căng thẳng nhìn đồng hồ trên tường đã 9 giờ, đoán chừng một số nhân viên đã đi làm rồi. Cô ôi một tiếng, mặt nhăn nhó, bò dậy, nhanh chóng chạy đến cạnh cửa, hai tay chống bên cạnh cửa muốn mở nhẹ cửa ra, nhìn nhìn bên ngoài xem có người hay không. Rốt cuộc từ tài liệu Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng lén lút của Đường Khả Hinh, liền cau mày hỏi cô làm gì vậy? Đường Khả Hinh quay đầu lại, mắt vẫn buồn ngủ lim dim, tóc còn có mấy cọng dựng lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp nói nhỏ, anh trai à. Anh Đường Đường là tổng giám đốc, nếu để cho người khác biết tối hôm qua tôi qua đêm ở tại chỗ anh, tôi còn có thể sống ở khách sạn Á Châu nữa sao? Tưởng thiên lỗi nhìn cô nói, cho nên thế nào? Cô tính cắm vào đôi cánh bay từ cửa sổ ra bên ngoài, hay là từ trên mặt đất đi ra ngoài? Đường khả hình thức giận trợn mắt nhìn người không có lương tâm, nói nhỏ tưởng thiên lỗi. Anh nói hay nhỉ, nếu không phải bởi vì anh, tôi sẽ không rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Nếu như tôi bị nước miếng dìm chết, thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh. Mau lên, giúp tôi nhìn xem bên ngoài có người hay không, để cho tôi chuồn êm cửa ầm ầm mở ra. Đường khả hình giật mình đứng thẳng người, dính vào trên cửa, đôi tay giơ lên. Đông Anh cẩn thận đẩy bữa ăn sáng phong phú, mỉm cười đi tới, lại ngẩng đầu lên trong chớp mắt, nhìn về phía ghế salon trống không, còn đang suy nghĩ đường khả hình đi đâu. Nghe thấy tiếng động sau lưng, cô ngạc nhiên xoay người, nhìn thấy đường khả hình đứng dán tường, đôi tay giơ lên, đỏ mặt nói, tối hôm qua tôi không có qua đêm với tổng giám đốc. Phốc, Đông Anh không nhịn được cúi đầu mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía người giấu đầu lòi đuôi, nói tôi biết rõ, tối hôm qua cô không có qua đêm với Tổng Giám Đốc, tôi tin cô. Vẻ mặt đường khả hình như muốn chết nhìn về phía Đông Anh, cảm giác mình thật sự là nước rửa đều không rõ ràng, bất đắc dĩ thở dài, mới nhìn cô, thật bí ẩn nói nhỏ, thư ký lưu, bên ngoài có người hay không? Các đồng nghiệp đi làm rồi sao? Nhất định có thật nhiều người ở bên ngoài có đúng không? chỗ tổng giám đốc có lối đi bí mật không, tôi có thể bay ra ngoài, hay leo ra. Đông Anh không nhịn được cười khẽ một tiếng, nhìn về phía cô nói, Khả Hinh, hôm nay thứ bảy, bên ngoài không có ai. À, đường Khả Hinh chừng con ngươi, không thể tin nổi kêu lên, hôm nay thứ bảy, bên ngoài không có ai. Đúng vậy, Đông Anh gật đầu. Đường Khả Hinh tức giận nhìn về phía tưởng thiên lỗi kêu to, vậy lúc này tại sao anh không nói sớm? Tưởng thiên lỗi không có trả lời cô, chỉ đứng dậy đi về phía trước cửa sổ sát đất, kéo ra một cái bàn thủy tinh, trực tiếp ngồi ở nơi đó, nói ăn điểm tâm xong rồi đi. Tôi không muốn ăn, đường khả hình không nói hai lời, liền muốn mở cửa đi ra ngoài, đồng anh lại ngăn ở trước mặt cô, nhẹ đỡ thân thể của cô, cười nói cả buổi tối, cũng không có nghỉ ngơi tốt, rất mệt mỏi, cô đi rửa mặt trước, ăn sáng xong, có thể về nhà ngủ bù, 7 giờ sáng tổng giám đốc gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi căn dặn nhà hàng Tây làm. Cô nên ở lại ăn rồi đi. Tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình mới vừa muốn nói nhưng người đã bị Đông Anh đẩy mạnh vào phòng rửa mặt rồi. Tưởng thiên lỗi ngồi ở trước bàn thủy tinh, nhìn Đông Anh cẩn thận bày từng món ăn sáng, cô vừa bày xong các loại bánh ngọt, vừa rót hai ly sữa tươi nóng, đặt ở giữa hai người, mới nhìn tưởng thiên lỗi một cái, nhẹ nhàng nói tối hôm qua như mặt tiểu thư đi bệnh viện, sau đó thị trưởng cũng không có chuyện gì, Tưởng Thiên Lỗi lật một tờ tài liệu, nghe được tiếng cửa mở, nhắc mí mắt nhìn đường Khả Hinh đã rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn hơi ẩm ướt đi ra ngoài, đoán chừng không dám dùng khăn lông, anh im lặng không lên tiếng, cầm ly sữa tươi uống một hớp. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ đi về phía trước bàn thủy tinh, nhìn Đông Anh một cái, Đông Anh lập tức hết sức lấy lòng và chân thành đỡ cô ngồi xuống, mỉm cười nói ăn sáng đi hả. Nghe lời của tôi, được không? Khả Hinh rất thích Đông Anh, liền không có cách nào, cầm ly sữa tươi uống một hớp. Hai người từ từ ăn, tôi đi ra ngoài trước. Chấm ngoặc kép, Đông Anh mỉm cười nói hết lời, liền nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió biển thổi vù vù. Hai người ăn điểm tâm cũng không ngẩng đầu lên. Tưởng thiên lỗi lại cầm ly sữa tươi uống một hớp nhỏ, mới thả cái ly xuống, lật một tờ tài liệu, hỏi tối hôm qua tôi. Không có làm chuyện gì chứ, chương 263, cô không cần sao. Đường khả hình ngẩng đầu lên, hai mắt nhàn nhạt nhìn anh, nhịn cười, cố ý hỏi tối hôm qua anh làm chuyện gì. Vẻ mặt của tưởng thiên lối có chút mất tự nhiên, lại cầm ly sữa tươi uống một ngụm, mới chậm rãi nói, ví dụ như uống một chút rượu, nói chuyện gì không nên nói, làm chuyện gì không nên làm. Trên mặt đường khả hình nở nụ cười, cầm đũa lên, đặt ở trên bàn, so xuống, mới cao giọng bắt trước trang hạo nhiên, giống như Lưu Manh nói, để tôi suy nghĩ xem, nếu như phải suy nghĩ, chính là không có." Tưởng Thiên Lỗi nói. "Tôi suy nghĩ làm thế nào để tóm tắt cho anh nghe." Đường Khả Hinh gắp một viên bánh sủi cảo hấp, sơ lên nhìn nó một cái, đang suy nghĩ bên trong nó chứa cái gì. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cô. "Anh thật sự quên mọi thứ? Không nhớ chuyện của mình làm một chút nào?" Đường Khả Hinh cau mày nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi để phòng cô có bấy, liền lạnh nhạt nói, nhớ mang máng không ít. Ví dụ như Đường Khả Hinh phát hiện mình đi theo Trang Hạo Nhiên, thông minh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không lên tiếng nhìn cô. Đường Khả Hinh cau mày, nhịn cười, kẹp viên sủi cảo hấp bỏ vào trong miệng của mình nhai, nhai nhẹ nhàng, nhất thời phát hiện trong sủi cảo hấp này có thịt tôm, thịt bằm trộn lẫn nước ép cần tây, thật sự hết sức hấp dẫn, ngon miệng, cô vui vẻ đưa đúa ra còn muốn gắp, không ngờ đôi đúa bị người chặn lại, tưởng thiên lỗi nhanh chóng cầm đúa, gắp một viên sủi cào hấp bỏ vào trong miệng của mình nhai, nhai không biết có bao nhiêu thơm tho, bao nhiêu tao nhã. Đường khả hình tức giận ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi cái thứ người không có lương tâm, tức giận dơ đúa, run rẩy nói, tối hôm qua nếu anh kiêu ngạo như sáng sớm hôm nay, chị đây mới không để ý tới anh. Để cho anh ngâm trong cái gà tàn thuốc, ngạt chết anh đi. Những lời này là tô lạc hoành mắng lâm sở nhai đấy. Tưởng thiên lỗi nóng mắt ngẩng đầu, có chút căng thẳng nhìn về phía cô. Ngày hôm qua, anh Đường Khả Hinh vừa nhắc tới chuyện này vẻ mặt vô cùng hoàn hảo, thần sắc vô cùng hoàn hảo, rất tức giận nói, tôi vốn đi xem mắt không thành công, tâm trạng của người ta đã rất buồn bực thứ nói dối này. Cô cũng nói được, xem ra còn hơn Trang Hạo Nhiên, một mình gặm hết một bàn lớn món ăn, tức giận đến không nói nên lời, không ngờ tôi mới vừa ăn no xong, mở cửa thang máy, anh giống như một tử quỷ, nhào tới trước mặt của tôi, ôm tôi khóc, khóc rất đau lòng rất đáng thương. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi trừng lên, có chút khiếp sợ nhìn về phía cô, cũng không dám nhiều lời. Kể từ lúc Đường Khả Hinh dần dần khôi phục tính tình, có Trang Hạo Nhiên làm chỗ dựa, người phách lối hơn nhiều so với trước kia, cô tức giận nghiêng đầu, như đứa bé đáng thương nói, tại sao tôi phát hiện, kể từ sau khi gặp anh, ngày nào tôi cũng gặp chuyện không tốt. Tôi còn đang ngạc nhiên anh xảy ra chuyện gì làm cho anh đau lòng như vậy, anh liền ôm tôi khóc lớn gọi, Như Mạt. Như Mạt như mạt lông mày tưởng thiên lỗi nhanh chóng căng thẳng chừng mắt nhìn người này giống như chừng ôn dịch hừ đường khả hinh liếc mắt nhìn anh mím môi giống như tên lưu manh nói sau đó tôi không có biện pháp không muốn anh bị mất mặt xấu hổ ở trước mặt nhân viên của anh tôi liền hết sức vĩ đại đưa anh đi lên lúc đầu muốn ném anh ở bên ngoài thang máy cho xong không ngờ anh cô nói xong lập tức vươn tay chỉ tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi rất căng thẳng khuôn mặt cứng đờ nhìn về phía cô. Anh có thể nằm trên mặt đất, nắm chặt tay của tôi, khóc lóc bảo tôi đừng đi. Chấm than ngoặc kép, đường khả hinh hạ thấp giọng, giống như nhìn thấy bộ dạng đáng thương của tưởng thiên lỗi ngày hôm qua. Cô thở dài một cái, giả vờ mình thật vĩ đại nói, ngày hôm qua tôi thật sự nhìn thấy anh quá đáng thương, thuận tiện đỡ anh trở về, kéo anh lên, cùng đi tới phòng làm việc tổng giám đốc, phòng làm việc tổng giám đốc đó chính là chỗ chúng ta đang ngồi. Cô nói xong câu đó, còn gật đầu một cái, giống như cô giáo mẫu giáo dạy học trò. Tưởng thiên lỗi không nói gì nhìn cô, thật có chút nóng nảy nói, sau đó. Tôi không có làm gì, ngủ thiếp đi phải không? Hắc, đường khả hinh ngẩng đầu lên mỉm cười, mới cúi đầu, trừng mắt giống như con heo con nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, anh không có làm gì. Anh ngủ thiếp đi, nếu quả thật như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng anh, anh ngồi ở trên ghế salon, thần chí thất thường bật khóc nói, anh có lỗi với em, nhưng mà, anh thật sự có lỗi với em, đã nhiều năm, thật ra anh vẫn luôn hận em. Cô có thể đoán đúng rồi. Tưởng thiên lỗi trước mắt, cảm giác đáy lòng của mình có luồng khí lạnh thấm ra sau lưng, cảm giác ra mặt mình bị người xé ra phát tiếng kêu xì xì. Anh nhanh chóng chớp mắt, không lên tiếng, chỉ cúi đầu nắm chặt ly sữa tươi, uống một hớp. Nói xong lời tình thấm thiết, xúc động lòng người như vậy, coi như tôi nghe xong cũng có có chút cảm động. Tôi còn khuyên anh, nếu anh thật thích thì đuổi theo cầu xin cô ấy đi. Mặc dù tình yêu của các người là bẩn thỉu, là kinh tởm, là sai lầm. Đường Khả Hinh nhân cơ hội báo thù. Đường Khả Hinh, Tưởng Thiên lỗi cắn chặt răng, tức giận kêu cô. Tôi nói thật, Đường Khả Hinh nóng mắt nhìn về phía anh, nói, nhưng lúc đó anh lại im lặng, chậm rãi đi về phía cửa sổ thủy tinh mở ra, nhìn bóng đêm phía ngoài, phịch một tiếng, quỳ mạnh xuống giống như liệt sĩ, làm tôi hoảng sợ ánh mắt của tưởng thiên lỗi nhanh chóng nhấp nháy nhưng vẫn có chút hoảng sợ nhìn về phía đường khả hinh khuôn mặt vặn vẹo anh biết anh làm gì không đường khả hinh cúi đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi khẩn thiết hỏi tưởng thiên lỗi trừng mắt về phía cô chậm rãi lắc đầu một cái anh cũng không nói gì chỉ quỳ ở đó nước nở khóc giống lên nước mắt chảy ào ào tại sao lúc đó tôi không đi bởi vì tôi tò mò một người cao lớn kiêu ngạo như anh tại sao lại vì tình yêu mà điên cuồng như vậy? Mất hết tư cách, như vậy còn sống làm gì? Sự thật lo lắng của tôi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cố ý dừng lại nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi cũng nín thở nhìn về phía cô. Là dư thừa, đường khả Hinh lại gật đầu một cái, nhìn về phía tưởng thiên lỗi hết sức thành khẩn nói, anh vì tình yêu, anh vẫn không mất hết một chút lý trí cuối cùng. Anh không có nhảy xuống cửa sổ, rơi vào trong biển làm mồi cho cá mập, nhưng nghĩ lại xem, Tổng giám đốc Tưởng, một người vì tình yêu, đánh mất bản thân mình như vậy, cho dù cô ấy yêu anh cũng không phải là bản thân anh, cần gì cố sống chết để giữ lấy tình yêu mà anh mãi mãi cũng không thể nào lấy được, rồi ở đó khổ sở dẫy dụa, nếu anh hạnh phúc, cô ấy mới có thể có cuộc sống hạnh phúc, có đúng không? Chuyện của tôi không cần cô dạy." Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói. "Ngày hôm qua anh cũng không phải nói như vậy, ngày hôm qua anh nắm tay của tôi, ôm tôi khóc nói, cảm ơn cô đánh thức tôi." sau đó liền nằm sấp xuống giống như con rán, ngã xuống đất, ngủ thiếp đi. Đường khả hình mặt ngẩng mặt lên, nhìn về phía anh nói. Lúc tỉnh lại, tôi ngủ trên ghế salon, tưởng thiên lỗi thật sự quên chuyện tối ngày hôm qua rồi. Đó là đương nhiên, tối hôm qua tôi lôi kéo anh nằm lên ghế salon, thiếu chút nữa tắt thở. Đường khả hình lạnh lùng nhìn mặt của anh, cố ý tức giận nói. Tưởng thiên lỗi hung hăng nhìn cô chằm chằm, muốn chất vấn lời của cô, nhưng không thể tìm được sơ hở, sắc mặt của anh lạnh lẽo, hai mắt lóe lên một cái. Đường Khả Hinh chập một tiếng, cười trộm nói thế nào? Anh vẫn còn quan tâm đến ánh mắt của người khác à? Những lời này là châm chọc trắng trợn. Tưởng Thiên lỗi nhìn bộ dáng hả hê của cô, ngược lại không lên tiếng, cầm ly sữa tươi uống một hớp nhỏ, mới hỏi chuyện tôi uống say rượu, có người khác nhìn thấy hay không? Không có, tuyệt đối không có. Tôi vì bảo vệ danh dự của anh. Tuyệt đối sẽ không để cho người thứ ba biết, nếu biết rồi, anh không phải bị mất mặt, muốn giết người diệt khẩu sao?" Đường Khả Hinh vừa nói vừa cười, bưng ly lên, uống một hớp sữa tươi. "Ừ, đúng vậy, tôi sẽ giết cô diệt khẩu." Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi gật đầu đáp lời. Phốc, Đường Khả Hinh phun sữa tươi ra ngoài, cô lập tức dùng tay che lấy, toàn bộ sữa tươi trong miệng phun trên tay của mình, dọc theo khóe miệng chảy xuống, cô vừa kéo khăn giấy, vừa ho khan thật mạnh ho đến phổi cũng đau. chấm ngoặc kép khổ 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 khổ. Tưởng Thiên Lỗi lại hết sức bình tĩnh uống sữa tươi, thỉnh thoảng Dương cặp mắt tràn đầy sát khí nghiêm nghị nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt của anh càng thêm hoảng sợ, ho đến thở không nổi, hai mắt xoay tròn một cái, có chút đáng thương, nghiêng sát lại gần nhìn anh. Sau đó, còn đã xảy ra chuyện gì không? Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Không có không có, chấm ngoặc kép, đường khả hình hoảng sợ đến nổi sau lưng cũng dịn mồ hôi, nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi cũng bắt trước vẻ mặt cô, ung dung nói, tôi không sao cả, cô nói đi. Thật, thật, thật không có, sau đó anh ngủ hết sức tao nhã, tư thế tao nhã, người cũng tao nhã. Chấm ngoặc kép, trên trán đường khả hình bắt đầu đổ mồ hôi. Tưởng thiên lỗi khẽ chấp hai mắt, đột nhiên gắp một khối bánh dẻo đậu đỏ mà trước đó hai người cũng chưa nếm qua, nhẹ nhàng đưa đến trong chén đường khả hình, nói ăn đi. Đường khả hình cảm giác tê dại ra đầu, nhìn khối bánh dẻo đậu đỏ hết sức đẹp mắt, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, nhưng vẫn miến cưỡng mỉm cười, cầm đũa lên, gắp lên khối bánh dẻo đậu đỏ, thả vào trên chóp mũi người một cái, mới nhẹ nhàng thả vào trong miệng, nhưng phát hiện bên trong bánh dẻo đậu đỏ này được ướp lạnh, bánh ướp lạnh ăn hết sức ngon miệng, cô nhai rất vui vẻ. Lần sau gặp phải chuyện như vậy, hy vọng cô đừng xen vào việc của người khác, tôi không muốn cô giúp tôi, sắc mặt của tưởng thiên lỗi lạnh lẽo nói. Đường khả hình nhắc mí mắt, khinh bỉ nhìn anh, táo bạo nói, nếu không phải nhìn thấy anh tội nghiệp, chị đây mới không quan tâm anh. Không cần biết anh là ai, anh và tôi có liên quan gì, tôi ăn no rồi, đi đây. Cô nói xong, cũng đã để đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Cô không cần sao, tưởng thiên lỗi đột nhiên nhàn nhạt hỏi. Đường khả hình quay đầu lại, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hỏi cần cái gì? Cần một tiếng cảm ơn, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lạnh nhạt nói, chương 264, cô nhóc. Đường khả hình yên lặng nhìn về phía anh, nhìn anh mặc áo sơ mi trắng mới tinh, quần tây dài đen, rất tao nhã ngồi ở bên cửa sổ, cầm ly sữa tươi uống, thần thái đó, khí chất đó rất nghiêm nghị và bình tĩnh, giống như ngày hôm qua người kia không phải là anh. Cô nở nụ cười, nói trong cuộc đời của anh sẽ nói cảm ơn sao? nhất là đối với một người như tôi. Suốt cuộc tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, vẫn dáng vẻ ở trên cao, nói tại sao không? Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ nói cảm ơn. Nhưng anh mới vừa nói, tôi không cần giúp anh, muốn tôi sau này đừng xen vào chuyện người khác. Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh nhắc nhở anh. Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô. Đường khả Hinh nhìn anh chầm chầm nói, tôi không cần anh cảm ơn, bởi vì tôi đã quên chuyện ngày hôm qua, quên mất hết sạch sẽ, anh đã làm chuyện gì, tôi đều không nhớ rõ. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô. Nhưng tôi hy vọng, chấm ngoặc kép, đường khả hình thật lòng nhìn về phía anh nói, nếu thật sự rất yêu cô ấy, muốn say rượu để cho cô ấy nhìn, hay là... Tỉnh táo đi khỏi, nếu không, cô ấy sẽ không đau lòng, cũng sẽ không yên tâm. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi cứng ngắc, hai mắt lóe lên mãnh liệt. Đường khả hình lại sâu kín nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của anh, nhớ tới bộ dáng như mạt dịu dàng như nước có lẽ giữa bọn họ có một chút nguyên nhân gì nếu không sẽ là một đôi hạnh phúc nhất trên thế giới trong lòng của cô ảm đạm không nói gì nữa nhẹ nhàng xoay người vươn tay muốn kéo cửa ra có người vội ôm lấy eo nhỏ của cô mãnh liệt xoay người của cô khả hinh nhanh chóng xoay người dán chặt ở cạnh tường trợn to hai mắt không thể tin nổi nhìn về phía tưởng thiên lỗi đã đứng ở trước mặt của mình nắm bả vai của mình hai mắt lóe lên mãnh liệt nói tối hôm qua. Cảm ơn cô. Hai mắt đường khả hình ửng đỏ, nhìn vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên, cô đột nhiên mỉm cười. Tưởng thiên lỗi lập tức ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, không hiểu. Tối hôm qua, nếu anh thật giống như tôi nói, vừa khóc vừa la, đòi nhảy, tôi gọi xe đưa anh đến bệnh viện tâm thần. Đường khả hình không nhịn được bật cười, lập tức đẩy anh ra, nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi tức giận đi ra phòng làm việc, nhìn đường khả hình nhẹ nhõm bước nhanh về phía trước, thậm chí cô chợt quay đầu lại, nhìn mình le lưỡi một cái, mới xoay người bước đi, anh cứ nhìn cô bước đi thật nhẹ nhàng, anh đột nhiên mỉm cười, tựa vào cạnh cửa, ngẩng đầu lên, suy nghĩ xem tối hôm qua rốt cuộc mình uống bao nhiêu rượu. Càng nghĩ càng thấy quá mất mặt, thở dài một hơi, nhớ tới lúc này khả hình nói rất hung hăng, không nhịn được mỉm cười. Đường khả hình cũng thật vui vẻ đi vào thang máy, bởi vì cô cảm nhận được tưởng thiên lỗi mỉm cười ở sau lưng, cô không nhịn được mỉm cười, nhấn nút đóng cửa, tựa vào bên tường thang máy, nhớ lại tưởng thiên lỗi nắm bả vai của mình, cúi đầu, mất mặt nói câu cảm ơn cô, cô chắc lưỡi một tiếng, không nhịn được cười nói, nói tiếng cảm ơn cũng giống như bị trời đánh. Chập, thang máy nhanh chóng trượt xuống, mang theo bóng dáng nho nhỏ xuống lầu một, cửa thang máy mở ra. Đường khả hình sảng khoái mỉm cười bước ra, vừa vặn nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu trắng, bên ngoài khoác tây trang màu trắng, quần thường và giày da màu trắng, rất phong độ cùng đám người Lâm Sở nhai nhanh chóng đi sang bên này, ánh mắt cô lập tức sáng lên, thật vui vẻ đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, kêu to tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại nhìn Đường Khả Hinh vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, tinh thần rất phấn chấn, mắt to trong suốt lấp lánh đi tới, sắc mặt của anh lạnh lẽo, trực tiếp sải bước đi về phía trước, không để ý tới cô. Đường khả hình sửng sốt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, sững sờ nói chuyện gì vậy. Bốn người lâm sở nhai chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, liền im lặng không lên tiếng bước đi. Đường khả hình càng thêm kinh ngạc nhìn bọn họ nói, rốt cuộc làm sao vậy? Mấy người đàn ông cùng theo tâm trạng không tốt của Trang Hạo Nhiên bước đi, không ai dám quay đầu lại. Hôm nay thứ bảy, đường khả hình có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô lại rất căng thẳng đuổi theo bọn lâm sở nhai chạy đến trước mặt của Tào Anh Kiệt, người có tính khí tốt nhất, dùng trước ánh mắt nhìn Tào Anh Kiệt, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tào Anh Kiệt cố ý lườm cô, vươn tay gõ chán của cô một cái, mới cất bước đi về phía trước. Trong lòng của đường khả hình chợt lạnh lẽo, nhanh chóng đi tới trước mặt của Trang Hạo Nhiên, ngăn anh đi ra đại sảnh Á Châu, nhìn anh căng thẳng nói, Tổng Giám Đốc, tôi làm sai chuyện gì sao? Ngày hôm qua tôi làm việc không tốt, tôi lập tức làm ngay, anh đừng tức giận trang hạo nhiên cúi đầu lạnh lùng nhìn cô một cái lại đưa tay đẩy người của cô tiếp tục đi về phía trước đi ra sau vườn hoa dọc theo đường nhỏ đi tới cao ốc văn phòng hoàn cầu đường khả hinh giật mình vội vàng đi theo trang hạo nhiên không nhịn được vươn tay nắm cánh tay của anh kêu nhỏ tổng giám đốc trang hạo nhiên hất tay của cô ra tiếp tục bước nhanh về phía trước đi vào cao ốc hoàn cầu trong hành lang tất cả nhân viên tiếp tân quản lý đại sảnh cùng tất cả nhân viên lập tức đứng thẳng người cung kính khom lưng, gọi nhỏ tổng giám đốc. Trang hạo nhiên lập tức đi vào thang máy, bọn lâm sở nhai cũng đi vào, đường khả hình cũng chen vào, cô lập tức đứng ở trước mặt trang hạo nhiên, giống như một tên hề, ngây ngốc nhìn anh. Trang hạo nhiên làm như không nhìn thấy cô, chỉ quay đầu đi. Đường khả hình mím môi, mềm mỏng nói, tổng giám đốc, anh làm sao vậy? Không nên tức giận nha, có chuyện gì anh cứ nói, chỉ cần anh nói, tôi sẽ đi làm, anh kêu tôi học thuộc lòng, tôi ghim vào tay của mình, cũng đã thuộc lòng rồi. Trang Hạo Nhiên làm như không nghe thấy, nhìn thang máy nhanh chóng chạy lên, sau đó dừng ở tầng lầu tổng giám đốc, mở ra, anh nhanh chóng đi ra ngoài, lúc này Tiêu Đồng ra đón, thấy Đường Khả Hinh, mới thở phào nhẹ nhõm nói cảm ơn trời đất, rốt cuộc cô xuất hiện rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Đường Khả Hinh nhìn Tiêu Đồng, ngạc nhiên hỏi. Tiêu Đồng nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận bước đi cô không nhịn được bật cười nhìn đường khả hinh nói, tối hôm qua, tổng giám đốc chúng ta lo lắng cô xem mắt, không biết sẽ gặp loại đàn ông như thế nào, sợ cô bị khi dễ, liền gọi điện thoại đến nhã các hỏi, không ngờ nghe nói một mình cô gặm hết bàn món ăn, còn nói cô tức giận đi khỏi, anh ấy lo lắng cô xảy ra chuyện giống như bữa tiệc của cậu chủ tô, lập tức phái chúng tôi tìm cô khắp nơi, anh ấy một mình lái xe chạy khắp thành phố cả buổi tối, đến 3-4 giờ sáng mới trở về. Rồi đến phòng quan sát, Nghe nói mới biết cô đi đâu, 5 giờ anh ấy mới ngủ, phía bên anh quốc có chuyện khẩn cấp, muốn anh ấy dậy xử lý, cho nên chợp mắt mấy phút, lại dậy rồi. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Đồng, trong lòng không nhịn được ấm áp, nói: "Không thể nào. Tôi gọi điện thoại cho cô không được, thật không biết cô đi đâu." Ai, lần này anh ấy tức giận không nhẹ rồi. Nhanh đi năn nỉ anh ấy đi." Tiêu Đồng lập tức nháy mắt căn dặn Đường Khả Hinh. "Ồ ồ ồ." Đường Khả Hinh lập tức chạy như bay lên. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn về phía đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười. Phòng làm việc Tổng Giám Đốc. Trang hạo nhiên chỉa đôi mắt gấu mèo 0.0, cầm điện thoại lên, nghe Đông Anh nói Tổng Giám Đốc muốn mời anh buổi chiều nay đi đánh gôn. Anh hừ một tiếng, mới nói anh không có thời gian. Để cho anh ấy tự mình dắt chó đi dạo đi. Bộp một tiếng, cúp điện thoại. Tiếng gõ cửa cốc 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 vang lên giọng nói của con bé đáng chết đường khả hình truyền đến, tổng giám đốc, anh mở cửa đi, tôi đưa cà phê vào cho anh. Hừ, cô cho tôi thuốc tiên, tôi cũng không cho cô vào. Trang hạo nhiên nhanh chóng mở tài liệu ra, quyết định chủ ý, không thèm để ý tới cô. Cửa ra vào kêu tách một tiếng, bị người có chìa khóa mở ra. Trang hạo nhiên lập tức lui về phía sau một cái, kinh ngạc nhìn vẻ mặt đường khả hình vô cùng tự nhiên, mặc quần áo thể thao hôm qua có chút đáng yêu, bây giờ nhìn lại làm cho người ta hết sức chán ghét, vẻ mặt tự nhiên đang cầm cà phê, để chìa khóa ở bên trong đĩa, chậm rãi đi tới. Ai cho cô đi vào? Dám cả gan, lại dám mở cửa phòng tôi. Trang hạo nhiên tức giận nhìn về phía cô. Đường khả hình im lặng không lên tiếng đặt cà phê ở trước mặt trang hạo nhiên, sau đó đi vòng qua bàn làm việc, đi tới bên cạnh anh, đưa hai tay ra, níu lấy vành tay của mình, cúi đầu. Trang hạo nhiên nghiêng mặt nhìn chằm chằm người này tôi sai rồi tối hôm qua tôi lão tử không nghe đường khả hinh im lặng trang hạo nhiên tức giận mở tài liệu ra xem mấy lần lại không thể nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cô tức giận vươn tay đâm cái chán của cô nói tôi nói cô đấy cô đấy thứ vô dụng ở trên bữa tiệc bị dạy dỗ như vậy còn không rút kinh nghiệm đường khả hinh không dám lên tiếng nhưng có chút không hiểu nhìn về phía anh hỏi gì trang hạo nhiên không nói nữa chỉ phiền não xua tay một cái, nói cút cút cút. Cút ra ngoài, nhìn thấy cô là bị phiền lòng. Hôm nay tôi phái thêm một thư ký trông coi rượu đỏ tới đây, tránh khỏi nhìn thấy cô muốn buồn nôn. Đường khả hình kinh hãi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, anh không cần tôi sao? Không cần, Trang Hạo Nhiên cầm bút máy, chuẩn bị phê duyệt tài liệu. Đường khả hình gấp gáp, nói tôi thật sự không cố ý, tôi thể có được không vậy? Tối hôm qua một mình tôi chống đỡ hết một bàn món ăn, vốn định đi về nghỉ, không ngờ gặp phải tưởng thiên lỗi, tôi. Tôi, 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 cái gì, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức đứng lên, nhìn cái người không có tiền đồ, anh tức giận đi tới trên ghế salon ngồi xuống, mới nói cô vì dư luận mới đi đến hoàn cầu của tôi, bây giờ cô muốn đi khỏi đúng không? Không có đâu, đường khả hình lại căng thẳng đi tới trước mặt của anh. Ngồi xổm xuống thật đáng thương giải thích nói, tôi không có nghĩ nhiều như vậy làm việc không xem trước ngó sau, rốt cuộc đến khi nào cô mới lớn lên. Trang hạo nhiên tức giận nhìn cô. Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe vậy, lập tức nói. Tôi không muốn một người nghe lời, tôi muốn một người biết suy nghĩ. Trang hạo nhiên lại không có để ý cô, đột nhiên cảm thấy dạ dày của mình đau nhói. Đường khả hình lập tức nhìn anh, căng thẳng hỏi anh làm sao vậy? Giận đến bao tử đau. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng chừng mắt nhìn cô một cái, mới hỏi, điện thoại di động của cô đâu? Tại sao tối hôm qua tôi gọi không nghe máy? Điện thoại di động tôi luôn chỉnh chế độ dung, tối hôm qua quá mệt mỏi, còn uống một chút rượu nên ngủ quên, không nghe được. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức lấy điện thoại màu trắng Trang Hạo Nhiên đưa cho mình, đưa cho anh xem. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên cứng ngắc, đoạt lấy điện thoại của cô, điều chỉnh tiếng chuông lớn nhất cho cô, mới hung hăng nói, như vậy sau này tôi xem cô còn dám không nhận điện thoại của tôi không, tức chết tôi rồi. Phốc, đường khả hình không nhịn được nở nụ cười. Trang hạo nhiên ngẩng đầu nhìn bộ dáng cô, hung hăng lường cô một cái, hơi dịu dàng hỏi cả đêm hôm qua. Không ngủ hả? Chấm ngoặc kép, đường khả hình không dám lên tiếng. Trang hạo nhiên nhìn vẻ mặt cô, tức giận nói, hôm nay thứ bảy, cô đi về nghỉ ngơi đi. Anh còn đang tức giận, tôi sẽ không trở về chấm ngoặc kép, giọng nói đường khả hình có chút dịu dàng. Trang hạo nhiên nhịn cười, nhìn cô. Đường khả hình cũng nhịn cười, nhìn anh. Hôm nay tổng giám đốc tưởng hẹn tôi đánh gôn, không có thời gian để ý đến cô nhóc cô. Trang hạo nhiên cười, đứng lên, không để ý tới cô. Đánh gôn, đường khả hình đột nhiên hưng phấn hỏi. mươi 265, cô biết đánh gôn không? Hôm nay ánh nắng mặt trời rực rỡ, sóng biển xô vào đường ven biển thật dài làm vang lên bọt sóng trắng xóa, vô số chim biển vỗ mạnh đôi cánh liên tiếp bay qua, thỉnh thoảng nhìn thấy hải âu trắng ở trên mặt biển ngày hè phát ra tiếng kêu đặc biệt dễ nghe, nơi xa vang lên tiếng còi cano náo nhiệt. Thuyền buồm màu trắng bắt đầu từ trong bến tàu dương buồm ra, cano ở trên mặt biển chạy như bay giống như tia chớp. Câu lạc bộ Jockey xuất hiện rất nhiều người, vô số ký giả trong và ngoài nước cũng như các chương trình truyền hình, chen lấn vào trong câu lạc bộ để viết báo đưa tin, các nhân viên, quản lý ưu tú nhất của câu lạc bộ Á Châu và khách sạn Á Châu nhận mệnh lệnh của Tưởng Thiên Lỗi và hội đồng quản trị hoàn cầu, phải dùng thái độ nghiêm túc cẩn thận phụ trách tốt công việc bên câu lạc bộ, mà ở phương diện danh dự, Tưởng Thiên Lỗi cũng đã rất cố gắng để khôi phục lại danh tiếng, cũng xem như anh đã tỉnh táo lại. Trong cuộc đời người luôn có sóng sau đè sóng trước, người có trí tuệ, bọn họ sẽ không lãng phí thời gian cứ 3 năm lại bắt đầu cuộc so tài rượu đỏ trên thế giới. Vì chuyện này, Lauren gấp rút tiến hành công việc lưu bù, bởi vì cuộc tranh tài rượu đỏ trên thế giới lần này không còn lấy tập đoàn Á Châu là đơn vị thi đấu chủ yếu, mà lấy hoàn cầu là đơn vị thi đấu chủ yếu. Nói cách khác, đây là cuộc tranh tài quan trọng của tất cả chuyên gia hầu rượu từ các khách sạn toàn thế giới trực thuộc hoàn cầu. Mà chủ tịch hoàn cầu là chủ tịch tưởng và chủ tịch trang cùng tuyên bố, cuộc thi chuyên gia hầu rượu trên thế giới lần này người giành giải thưởng sẽ được 8% cổ phần vườn nho, đế bảo, ở trong nước, ký hợp đồng 12 năm không sa thải, được tiền thưởng 120.000, cho nên cuộc tranh tài của Hoàn Cầu và khách sạn Á Châu lần này đã làm giấy lên phản ứng mạnh mẽ, những tờ báo chủ yếu muốn đưa tin tức này, lại một lần nữa Hoàn Cầu làm cho thế giới sôi trào. Hôm nay tưởng thiên lỗi hẹn Trang Hạo Nhiên đánh gôn, có lẽ chính là bàn bạc chuyện này. Khách sạn Á Châu, hôm nay trùng hợp là cuối tuần, cũng vừa vặn ở tại câu lạc bộ Jockey, cho nên có rất nhiều người, vô số khách quý trong và ngoài nước, tranh thủ một chút không khí ngày hè cuối cùng của miền Nam, người mặc đồ rằn di Hawaii, hoặc ngồi trong xe ngắm cảnh, hoặc đi tản bộ ở trên sân cỏ rộng rãi của khách sạn Á Châu, dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngắm nhìn hoa cỏ xinh đẹp quý hiếm, hết sức vui vẻ, mà tất cả nhân viên khách sạn bận rộn nhộn nhịp tới lui như con thoi ở giữa các du khách. Một sân cỏ khổng lồ nằm giữa tòa nhà chính của khách sạn, giống như tấm thảm màu xanh trải dài ra phía xa xa, sân đánh gôn nhỏ hình bầu dục, có hơn 10 bảo vệ mang bộ đàm, nghiêm túc tuần tra khắp nơi, nghe nói hôm nay hai vị tổng giám đốc của Hoàn Cầu rất đẹp trai, rất trí tuệ, vô cùng phong độ muốn đánh gôn ở chỗ này, đã thu hút các cô gái hoặc nữ du khách vở như không có việc gì đi tới bên cạnh sân gôn, nhẹ nhàng ngắm nhìn. Một luồng gió biển quét tới, làm cho những chiếc lá màu vàng màu xanh trong rừng cây nhỏ nơi xa xa, sạc sào lay động bay lên vô số màu sắc tiếng chó sủa theo gió chuyển đến du khách rối rít ghé mắt đĩa bay màu xanh dương vèo một tiếng từ một rừng cây bay tới tạo thành một đường vòng cung trên không trung sau đó bay về phía đầu kia đồng cỏ đi chấm than ngoặc kép người huấn luyện chó hét lên một con chó lông vàng cực lớn đột nhiên từ trong rừng cây vọt thẳng ra oai phong giống như một vị tướng quân đạp trong mặt cỏ xanh biết chạy về phía đĩa bay bộ lông vàng ươm ở trong mặt cỏ xanh biếc giống như từng làn sóng, nhìn rất rực rỡ. Con chó này nghe nói là chó cưng của Tổng Giám Đốc Tưởng, bình thường có 5 người huấn luyện chó và ba bác sĩ thú y cùng nhau chăm sóc. Có tiếng của một vài du khách nói, con chó lông vàng to lớn xinh đẹp, đạp sân cỏ xanh biếc, nghe lời của người huấn luyện bảo nó, trong cổ họng phát ra tiếng kêu hung dữ bén nhọt, lao thẳng tới phía trước như mũi tên, cuối cùng đoán chính xác vị trí đĩa bay sắp rơi xuống, cả người bay vọt lên, há mồm ra cắn chặt chiếc đĩa bay, sau đó hoàn hảo rơi xuống đất, rồi oai phong chạy như bay về phía người huấn luyện. Ồ, chấm ngoặc kép, rất nhiều du khách ngạc nhiên rối rít vỗ tay, cảm thán nở nụ cười nói quá tuyệt vời. Ozika, một nữ huấn luyện chó mặc t-shirt màu đen bó sát người, quần ống đứng màu đen, bên hông quấn thức ăn cho chó, tay cầm hai đĩa bay màu hồng, ném về phía đồng cỏ bên kia. Ruhu, con chó lông vàng giống lên một tiếng, lập tức oai phong xoay người, hướng về phía đĩa bay lao đi như mũi tên, lúc một chiếc đĩa bay sắp rơi xuống đất, nhảy người lên, đầu tiên là ngoạm một chiếc đĩa bay trong không trung, rồi nhanh chóng rơi xuống đất, lại nhảy vọt lên một cái nữa, ngoạm chặt một chiếc đĩa bay khác, sau đó chạm đất, chạy tới bên nữ huấn luyện, nữ huấn luyện vui vẻ ném thức ăn đặc biệt cho chó, quay đầu, dịu dàng hỏi sư huynh, tổng giám đốc đâu. Rách, một người huấn luyện chó khác cũng mỉm cười đi tới, đứng ở trước mặt của Ozika khẽ vuốt ve đầu của nó, nhìn nó ăn cũng rất nghiêm túc, mới cười nói, dường như đang họp, sẽ xuống ngay. Nếu như anh ấy nhìn thấy Ozika ngoan như vậy, nhất định rất vui vẻ. Nữ huấn luyện An An cũng cúi người xuống vuốt nhẹ đầu của nó, nói Ozika. Một chút nữa, ông chủ sẽ tới. Grow, grow, chấm than ngoặc kép, Ozika nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, kêu hai một tiếng, tỏ vẻ vui vẻ bọn An An cùng nở nụ cười. Đột nhiên từ nơi xa ảo tới một luồng gió mạnh, một tràng tiếng vó ngựa vang lên, quét qua một mùi sát khí nồng nặc. Ý thức cảnh giới và thú tính đáng sợ của Ozika lập tức bị kích thích, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn như mũi tên sông thẳng ra ngoài, ánh mắt An An chợt lóe, ôm chặt cổ của Ozika, không ngờ cô lại bị thân thể to lớn giống giận hất ngã, rách lập tức nắm chặt vòng cổ của nó, kéo nó trở về, ôm chặt thân thể của nó, nhanh chóng trấn an, không được nhúc nhích ngồi xuống. Gru chấm than ngoặc kép. Ozika nhìn về phía xa giống lên một tiếng. Lốc cốc, lốc cốc, lốc cốc. Chấm ngoặc kép. Một tràng tiếng vó ngựa nhanh chóng chuyển đến, mang tới một luồng gió mãnh liệt. Trang hạo nhiên rất thích cưới con. Truy phong được huấn luyện rất tuyệt vời, thân thể như tuyết, nhanh như tia chớp, nhắm phía đồng cỏ chạy như bay đến. Chiếc bờm lông trắng thật dài ở trên không trung nhấp nhô như từng đợt sóng, rất xinh đẹp mấy người lâm sở nhai đã bước vào trong đồng cỏ, thấy truy phong, dũng cảm giống như võ sĩ, lập tức giơ tay lên, huyết gió một cái, kêu to truy phong. Truy phong là một con vật rất to lớn, nghe tiếng gọi, ngẩng mặt lên trời hí một chàng dài, phóng như bay đến bọn lâm sở nhai, thế lao không cản được. Grogu, Ozika giống như ý thức được con vật khổng lồ này dường như muốn xâm chiếm lãnh địa của mình, lại muốn nhào người tới, Ozika nhe răng về phía truy phong, An An vội vàng ôm chặt nó, vuốt ve trần An. Nhưng nhìn nó đang hung hăng, ý thức được nó rất giận dữ, cô lại nói không nên tức giận, ông chủ sẽ tới ngay. Dĩ nhiên ông chủ không có tới nhanh như vậy, ông chủ còn đang họp. Tưởng Thiên lỗi tới trễ. Trang Hạo Nhiên mặc quần áo đánh gôn màu trắng, mang mũ lưỡi chai, rất tức giận lạnh lùng đi tới, hỏi người phía sau mấy giờ rồi. Đường Khả Hinh mặc quần áo đánh gôn màu hồng, mang mũ lưỡi chai đầu đầy mồ hôi đẩy xe gậy gôn, thở hổn hển nói, dường như là 2 giờ rồi. Trang hạo nhiên tức giận xoay người, nhìn về phía đường khả hình, lạnh lùng nói, rốt cuộc là mấy giờ. Đừng nói với tôi dường như, cũng đừng nói với tôi nếu như, chắc là, thậm chí là ước chừng, sắp xỉ. Cũng không được, phải suy nghĩ cho kỹ, nói như cô vậy có khác gì không nói. Vâng, đường khả hình dừng xe, nhắc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, mới nói, 2 giờ 37 phút. Lại trễ, lại trễ, lần sau anh ấy đi họp ở Anh Quốc, anh đây sẽ ngủ 3 ngày. Trang hạo nhiên lạnh lùng đi về phía sân đánh gôn, nhìn quản lý câu lạc bộ gôn dẫn nhân viên nhanh chóng mang ra cái bàn tròn nhỏ màu trắng và 10 cái ghế nằm, chống dù che nắng, đưa lên nước suối, khăn ấm, nước nóng, đặt thực đơn chọn món ăn xuống, mới giữ lại 5 nhân viên đứng ở phía sau phục vụ. Đây là khách sạn, cũng không phải ở bên sân bóng, đừng cố ý tới phục vụ như vậy. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói xong, vừa muốn ngồi xuống, lại nhìn thấy con chó lông vàng của tưởng thiên lỗi nhìn truy phong của mình sủa to, anh tức giận tiến lên, khả hình không biết xảy ra chuyện gì, cũng ngây ngốc đẩy xe chạy theo anh. Này, chấm than ngoặc kép, từ trước đến giờ Trang Hạo Nhiên không thích con chó lông vàng này, ỉ vào bọn người an an trông coi, anh tức giận đi tới trước mặt của nó, hét to, không có việc gì đừng sủa lung tung. Trái tim tôi không khỏe, biết không, hù dọa truy phong của tôi rồi." Grừu, chấm than ngoặc kép, Ojika đột nhiên giống giận, cả người lao mạnh về phía trước, muốn cắn Trang Hạo Nhiên. "A, à, Trang Hạo Nhiên thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, lại giả vờ không sao nhìn về phía Đường Khả hình hoảng sợ đến tái mặt, tức giận kêu to, mắng nó đi." Grừu, chấm than ngoặc kép, con Ojika khổng lồ nhìn thấy Đường Khả hình. Đột nhiên thân thể giống như bộc phát sức mạnh khổng lồ, lập tức há miệng, người lao thẳng tới Đường Khả hình, giống to, Gru. A, à, Đường Khả hình hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người đã đánh mất xe, ngã ngồi ở trên thảm cỏ, khóc kêu to cầu cầu, mày rất đẹp trai. Mày rất oai phong, mày rất sang trọng. Gru, con vật này giống như nghe hiểu tiếng người, lúc An An ôm nó, dần dần yên lặng lại. Đường Khả hình hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Khiếp sợ mất hồn khóc hỏi, con chó này của nhà ai vậy? Rất, đẹp trai a. À. An An lập tức ôm Ca, nói, đây là chó cưng của tổng giám đốc tưởng. Đường Khả hình nghe xong, con người nóng lên, liền nghiến răng, hung tợn nói, người cũng vậy, chó cũng vậy, đều giống nhau. Ca lập tức ngẩng đầu, trừng mắt về phía Đường Khả hình. Cả người cô chấn động mạnh, miễn cưỡng cười nói, đẹp trai. Chật, Trang Hạo Nhiên hoảng sợ trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, khi dễ cô một cái, mới đi tới phía trước. Chờ tôi một chút, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nói nữa, đẩy xe, chạy trốn chết, trở lại chỗ ngồi, thấy Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn sân đánh gôn nhỏ nhỏ, sau đó nhìn phòng ăn và tất cả tầng lầu sảnh tiệc bên kia, anh liền cầm gậy gôn số 7, đặt ở lòng bàn tay xoay tròn, mới hỏi, biết đánh gôn không? Đường khả hình lập tức gật đầu một cái. Trang Hạo Nhiên có chút không tin quay đầu nhìn về phía đường Khả Hinh, bật cười nói, biết thực sao? Vâng, Khả Hinh là một cô gái thông minh, chuyện đã dậy một lần, phần lớn cô nhớ hết, trong đầu cũng nhiều lần tự hỏi, làm sao cho mình tiến bộ. Vậy cô thử một chút, Trang Hạo Nhiên đưa cây gậy cho cô. Được, từ lần trước đường Khả Hinh chỉ học với tưởng thiên lỗi học một ngày, thì đã thích môn vận động này, cô thật vui vẻ nhận lấy gậy gôn, nhìn nhân viên phục vụ đã thả một quả cầu trắng tại điểm phát bóng cho mình. Cô hào hứng nhắm tư thế chính xác, đang chuẩn bị vung gậy gôn thì mới hỏi, đánh chỗ nào? Trang hạo nhiên ngồi tại chỗ, cầm một ly nước ấm uống một hớp, mới nói cô thích đánh nơi nào thì đánh nơi đó, cô có thể đánh rất xa không? Được, đường khả hình hưng phấn, ánh mắt đột nhiên chăm chú, lúc bọn lâm sở nhai nhìn chằm chằm, đứng vững tư thế đánh gôn, vung gậy gôn vòng 360 độ, vèo một tiếng, quét quả cầu trắng lên không trung bay thẳng tới đầu kia, dầm một tiếng, không thể tin nổi đánh bể cửa sổ thủy tinh sảnh tiệc lầu 3, rồi xông vào. Tưởng thiên lỗi ngồi ở sảnh tiệc lầu 3, không thể tin nổi trợn mắt nhìn một quả cầu gôn đánh bể cửa sổ thủy tinh, thủy tinh văng ra bốn phía, thậm chí bắn vào trên người của mình, trước mặt, tất cả nữ quản lý và nữ thư ký đều kêu to, ánh mắt của anh giận dữ đứng lên, nhìn ra bên ngoài giống lên, người nào đánh gôn ở bên ngoài cây gậy gôn trong tay đường khả hình chợt rơi xuống, nghe trang hạo nhiên phụt một tiếng, phun nước tùm lum, cộ hoa một tiếng, khóc lên. Zika ngẩng đầu lên, nghe tiếng ông chủ hét với mục tiêu, nó đột nhiên giống lên một tiếng, tránh thoát kiềm chế của An An, nhe răng chạy như bay đến bên đường khả hình. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 265